Vô thượng luân hồi chi môn, Triệu Bân. Tập 46. Chuyện này rất dễ giải thích, đây là đại hạ, ân chú là đại tế ti của hoàng tộc. Nếu lão ta muốn cướp, thành chủ của thành Mộ Quang còn chẳng dám ho he, những gia tộc có quan hệ tốt với Mộ gia cũng sẽ không dám nhúng tay. Nhưng nếu thi tộc tới cướp thì đó lại trở thành một chuyện hoàn toàn khác. Nếu kẻ địch dám cướp giữa ban ngày ban mặt, chắc chắn thành chủ thành Mộ Quang sẽ không để yên, những cao thủ ẩn thân trong thành cũng chẳng thể khoanh tay đứng nhìn. Do đó, vẫn nên mượn tay người khác thì hơn. Trong ký ức của hai lão quỷ còn hiện ra, và để nhờ qua ân chú giúp đỡ mà thi tộc đã bẻ ra không ít, chạy một chuyến đã được rất nhiều lời, có lợi thì tội gì không làm, xem ra, mấy năm ân chú làm không ít chuyện như này. Như lần trước, huyết hy môn khai khoáng ngay trong đất đại. Hạ, cùng chính là nhờ an chú âm thầm chống lưng cho. Nếu không phải Vương Trác đứng ra tiết lộ bí mật, e là đến nay vẫn không ai biết. Hay là, giao hai người bọn chúng, cho bốn pháp sư hộ quốc, Triệu Bân sờ cằm, thi triển đại trận soát hồn thì chứng cớ thông đồng với kẻ địch của ân chú đã rõ ràng, thiên tông và hoàng tộc chắc chắn sẽ trừng phạt lão ta. Nhưng nghĩ một hồi, vẫn là bỏ đi. Ân chú làm đại tế ti của hoàng tộc nhiều năm, mưu lợi bất chính, cũng làm nhiều chuyện ác, câu kết với không ít thế lực bên ngoài như vậy, hoàng tộc của đại hạ không thể không biết, vậy nhưng chẳng trừng phạt lão ta. Điều này đã nói lên một vài vấn đề, ví dụ như, còn có người chống lưng cho ân chú, nếu không phải thế, ân chú cũng sẽ chẳng ngang ngược hống hách đến giờ. Có lẽ không phải không phạt lão ta mà là phạt không nổi. Hoàng tộc không làm gì được, hắn có đưa hai tên này qua đó cũng vô dụng. Ngoài chiếc hộp sắt, còn một chuyện khác khiến Triệu Bân vô cùng kích động. Chuyện gì đây, lão quỷ Bạch Sơn lại biết nơi giấu lệnh bài thông hành hình tháp của ân chú ở đâu? Tốt lắm. Triệu Bân mỉm cười, nếu nhân lúc ân chú không có mặt, trộm lấy lệnh bài thông hành, hắn có thể vào hình tháp. Hình tháp chỉ nhận lệnh bài, không nhận người, chỉ cần trà trộn được vào trong, chỉ cần kế hoạch cẩn mật, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, hắn rất tự tin sẽ cứu được mẹ mình ra. Đối với Triệu Bân, đây là chuyện vui rất bất ngờ. Không uổng phí chuyến đi tới thành Mộ Quang. Triệu Bân nhìn Mộ Chiêu Tuyết, có thể cho ta xem chiếc hộp sắt của nhà cô không? Đi theo ta, Mộ Chiêu Tuyết không từ chối. Hai người lại đi xuống địa cung. Triệu Bân tới đây lần thứ hai rồi. Còn Kiếm Nam mới đến đây lần đầu. Ân chú điều động đội hình hoành tráng như vậy là vì chiếc hộp sắt. Nhưng lão ta nhìn tới nhìn lui cũng không thấy được manh mối gì. Bên trong này giấu bảo bối, Kiếm Nam liếc nhìn Chiêu Tuyết. Nghe Cơ Ngân nói, bên trong chứa một bàn tay, Chiêu Tuyết cũng không giấu giếm. Triệu Bân không nhiều lời, hắn lôi bất diệt chiến kích ra. Cũng giống như lúc trước, chưa được vài ba giây, chiến kích đã rung lên bần bật. Thương Khung xem ra còn kích động hơn cả nó, nếu không phải vì có người ngoài ở đây, chắc hẳn ông ta đã nhảy ra rồi. Đúng rồi, Triệu Bân thu lại chiến kích. Chiếc hộp này rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí mật, Chiêu Tuyết không nén được câu hỏi. Thứ bí mật này e là lớn đến mức các ngươi khó lòng tưởng tượng, Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Kiếm Nam còn đỡ, chứ Chiêu Tuyết thoáng nhíu mày. Chiếc hộp sắt này, có thể tạm thời để ở chỗ ta không? Triệu Bân nhìn về phía Chiêu Tuyết, câu nói mà hắn từng nói với Bạch Gia, hắn nhắc lại thêm lần nữa. Tất nhiên là được, Chiêu Tuyết nhẹ nhàng nói. Bí mật của nó, đợi khi nào tới núi bất tử sẽ nói rõ với hai người, Triệu Bân phất tay, thu lấy chiếc hộp sắt rồi bước ra khỏi địa cung, mau chóng thu dọn đi, đợi ta quay về rồi lên đường. Người đi đâu thế, Kiếm Nam đuổi theo. Có bạn từ phương xa tới, phải đập chết hắn, Triệu Bân truyền lại một câu. Kiếm Nam nghe xong mà mờ mịt, bạn bè gì cơ? Hại huynh bị cuốn vào chuyện phân tranh này rồi, ở phía sau. Mộ Chiêu Tuyết khẽ cắn răng, cụp mắt cúi đầu. Muội ngốc, ta là tướng công của muội cơ mà, Kiếm Nam mỉm cười dịu dàng, kéo tay Chiêu Tuyết. Đôi mắt Mộ Chiêu Tuyết rưng rưng, nhưng cô ta vẫn mỉm cười tươi tắn. Bàn tay của hắn ta chưa có khoảnh khắc nào ấm áp như thời khắc này. Ở bên này, Triệu Bân đã độn thổ ra khỏi Mộ gia. Bên ngoài phủ đệ của Mộ gia vẫn nườm nượp bóng người, ai nấy chỉ trỏ trỏ. Nhưng vì dính dáng tới đại tế ti nên không ai dám nhúng tay, cũng không ai dám tiến vào.
cho dù là cao thủ chuẩn thiên cũng sẽ chịu tai ương cùng họ thôi. Cách hành xử của đại tế ti, cả đại hạ này đều biết. Không ai tiến vào cũng tốt, tránh được rắc rối không cần thiết. Triệu Bân ra khỏi thành Mộ Quang bèn chạy thẳng tới một dãy núi. Câu có bạn từ phương xa tới ám chỉ người của thi tộc đã đợi sẵn ở chỗ nào đó trong dãy núi, đợi Hắc Sơn lão quỷ ra ngoài đưa chiếc hộp sắt này. Trùng hợp làm sao, hắn soát hồn của Hắc Sơn lão quỷ, trùng hợp làm sao, hắn nhìn thấy bí mật này. Mộ gia bận thu dọn hành lý, hắn có thời gian rảnh, bèn tiêu diệt tên kia. Đã tới đại hạ mà còn muốn đi. Đây là một dãy núi cực kỳ tăm tối. Khi Triệu Bân đến nơi, loáng toáng nghe thấy tiếng sột soạt từ sâu bên trong rừng cây. Hắn thu lại khí tức trên cơ thể, băng qua cánh rừng, lặng lẽ tới gần. Chính là kẻ này rồi. Triệu Bân lầm bầm trong lòng, xuyên qua cái hở dày đặc của thảm thực vật, có thể nhìn thấy một bóng dáng lờ mờ. Đó là một người thanh niên mặc áo tím hoàng hôn, tu vi chỉ đạt tới cảnh giới địa tạng tầng 6. Khoảng cách quá xa khiến hắn không nhìn thấy dung mạo của kẻ này, chỉ biết hắn ta đang đào hố, chắc hẳn là nửa đêm chán quá nên tìm ngôi mộ cũ nào đó để đào cổ thi. Nói là cổ thi cũng không chính xác. Thời gian trôi qua quá lâu, nó đã biến thành một đống hài cốt rồi. Triệu Bân dùng khả năng cảm nhận từ đại địa linh chú, xác nhận rằng đó là người của thi tộc. Điều này khiến hắn thấy bất ngờ. Thi tộc chủ quan quá đi mất. Hộp sắt là vật tầm cỡ tới mức nào mà dám phái một võ tu địa tạng tới lấy, không sợ bị cướp mất giữa đường à? Phải biết rằng, Long Triều của đại hạ nhiều nhân tài lắm, có một số nơi phong tục tập quán cũng rất hung hãn nữa. Chuyện giết người cướp của thường xuyên xảy ra. Không phải chứ, Triệu Bân lầm bầm, hắn tĩnh tâm nín thở cảm nhận thật kỹ càng. Không có người khác đâu, lề mà lề mề, Thương Khung chen vào một câu. Triệu Bân tin câu nói này, bởi tuy Thương Khung chỉ còn là tàn hồn, nhưng sinh thời ông ta là cao thủ thiên võ, luận về sức chiến đấu có lẽ không ổn, nhưng xét về khả năng cảm nhận thì ông ta vẫn hơn hẳn. Thương Khung nói như thế, chắc chắn không sai. Vì vậy, hắn bước ra khỏi bụi rậm. Ai đó, thanh niên áo tím vẫn đang đào mộ đột ngột quay phát lại. Đào mộ hao tổn âm đức, sẽ gặp báo ứng đấy, Triệu Bân hờ hững nói. Vậy ta sẽ báo ứng ngươi trước. Thanh niên áo tím cười khẩy, gió lớn thổi thốc trong ống tay áo hắn ta, một con rắn điện lao ra. Đó là một sợi xích sắt đen thùi lùi, kêu lẻng xẻng, chắc hẳn là binh khí của hắn ta, nhanh như chớp điện, giống như một con rắn đang quấn tới. Triệu Bân giơ tay, dễ dàng tóm được nó. Thanh niên áo tím nhíu mày, tự biết không địch lại nổi hắn nên quay người định trốn. Triệu Bân lười đuổi theo, lập tức dương cung gắn tên. Sau đó, một tia huyết quang đỏ thẫm xuất hiện, thanh niên áo tím vừa mới trốn ra chưa được vài ba trượng đã trúng tên. Hắn không ra tay quá nặng, chừa lại nửa cái mạng cho hắn ta, một tay tóm lấy tên đó cưỡng ép soát hồn. Thanh niên áo tím gào thét, đau đớn khôn cùng. Triệu Bân không hề thương tiếc, hắn né được cấm chế trong linh hồn của đối phương, cưỡng chế cướp lấy ký ức. Việc soát hồn khiến hắn nhíu mày, ngoại trừ thanh niên áo tím, nơi này vẫn còn người của thi tộc. Nói có mà có thật. Trong bóng tối, một luồng kiếm khí đen thui lao tới. Keng! Triệu Bân lập tức nhấc kiếm chắn ngang trước người. Kiếm khí đánh ngay vào kiếm Long Uyên, không hề sai lệch, tóe ra ánh lửa sáng chói. Tuy không làm vỡ được Long Uyên, nhưng thứ này khiến hắn phải thối lui. Với căn cơ như vậy mà hắn vẫn bị chấn động tới mức hai tay tê dần, cánh tay đau nhức. Từ đó đủ thấy, kẻ ra tay rất mạnh. Theo tính toán của hắn, người này còn đáng sợ hơn cả nữ soái Xích Diễm. Đã bảo rồi, thi tộc tuyệt đối không phải một võ tu địa tạng tới lấy hộp sắt đâu. Lục Ma tướng thì liên tục ho khan, trước đó ông ta khẳng định chắc như đinh đóng cột, bây giờ bị vả mặt chan chát. Triệu Bân không cảm nhận ra được, ông ta cũng bị che mắt. Kể cả lúc này ông ta cũng không nắm bắt được hơi thở của đối phương, hay nói cách khác, hơi thở của đối phương rất tàn mát, rất quỷ dị, bay qua bên này thoảng qua bên nọ. Đùng! Triệu Bân đứng vững, giẫm cho tảng đá nứt vỡ. May mà hắn phản ứng nhanh nhạy, nếu không chắc chắn đã bị thương nặng rồi. Có một số chuyện, người quản được, có một số chuyện, người không quản nổi. Giọng nói âm u vang lên, một bóng người chậm rãi bước ra từ nơi sâu thẳm được bóng tối che khuất, chắc hẳn là một làn già,
mặc đề đen từ đầu tới chân, đến cả thiên nhân của Triệu Bản cũng đối phương, chị nhìn lâu thêm không thể nhìn được điện mạo của thấy đôi mắt để âm u mà lạnh lên, một chút cùng thấy lòng dạ hoảng hết, xung quanh kẻ này có sát khi quẩn quanh đi kèm với khả năng ăn mòn và cắn nuốt, những nơi ông ta đi qua cây cả khô héo, tinh khí của sinh linh đều bị ông ta hấp thu vào cơ thể trở thành chất dinh dưỡng. Đây là một cao thủ. Triệu Bân thầm nghĩ, hai mắt gần như nheo thành một đường thẳng. Hắn không hiểu, rõ ràng đối phương ở cảnh giới chuẩn thiên, tại sao lại có uy thế của thiên võ lộ ra? Ông ta từng là cao thủ thiên võ. Thương Khung điềm tĩnh đưa ra lời giải thích này. Ánh mắt Triệu Bân âm u khó đoán, hắn cũng suy đoán như vậy, không hẹn mà gặp trùng khớp với câu nói của Thương Khung. Lão già áo đen bây giờ chắc hẳn cùng một loại người với Hùng Thương của Đại Nguyên, cũng từng là cao thủ thiên võ, sau đó rơi xuống chuẩn thiên, như thế thì việc trên người ông ta còn sót chút uy thế của thiên võ hoàn toàn có thể giải thích được. Dù cùng là cảnh giới cao nhất của chuẩn thiên, nhưng võ tu như thế này, võ tu chuẩn thiên bình thường khác không thể bì được. Tên này cũng thật rảnh, có tu vi như thế này thì tới thẳng mộ ra cướp hộp sắt là được rồi, còn thừa thãi đến mức mượn tay kẻ khác để cướp, Thương Khung là người nói nhiều nên lại bắt đầu líu ra líu díu. Nếu đổi lại là ông ta thì sẽ không phiền hà như thế này đâu, xông vào là cướp, cướp xong thì chạy. Tiền bối à, thời đại thay đổi rồi, Triệu Bân nói, người như ông ta mà tiến vào thành mộ quang chưa chắc đã ra được. Căn cơ của đại hạ vượt xa những gì ông tưởng tượng, trước đó tôi đã cảm nhận được, cao thủ chuẩn thiên trong thành không dưới 50 người. Thi tộc dám động tới vũ lực trong thành, chắc chắn sẽ bị các cường giả bao vây. Thương Khung không đáp lời, lúc trước ở trong thành ông ta không thăm dò, không biết được đội hình của thành mộ quang. Nếu giống như Triệu Bân nói thì cũng không sai, đổi lại là ông ta cũng không mạo hiểm đi cướp. Đánh một gia tộc và bị quần ẩu là hai khái niệm khác hẳn, mượn tay người khác xem ra an toàn hơn nhiều. Không phải là thi tổ đấy chứ. Triệu Bân sờ cằm, thoáng trầm ngâm. Nghe đồn thi tộc chỉ có một cao thủ thiên võ là thi tổ, mà người này từng đạt tới cảnh giới thiên võ, chưa biết chừng chính là thi tổ. Có lẽ vì gặp phải biến cố nào đó mới bị hạ tu vi. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán, đúng hay không vẫn chưa xác định được. Thương Khung lại lên tiếng, nghĩ gì thế? Mau đi đi, ngươi không đánh lại được ông ta đâu. Chuyện này thì chưa chắc. Triệu Bân xoay cổ, ông ta từng ở cảnh giới thiên võ không có nghĩa lúc này cũng là cao thủ thiên võ, chỉ cần không phải là thiên võ thì hắn mất gì một trận chiến cơ chứ, hắn không còn là võ tu thấp hèn năm đó nữa rồi. Ở phía đối diện, lão già áo đen cũng đứng vững. Lão tổ, cứu ta, thanh niên áo tím vẫn chưa chết, nhưng thất khiếu đang chảy máu ào ào. Phế vật, lão già áo đen tỏ ra thờ ơ, đặt tay lên đỉnh đầu của hắn ta. Tiếng la thảm thiết vang lên, thanh niên áo tím gần như tàn phế bỗng chốc bị lão già áo đen hút thành một cái xác khô, Triệu Bân nhìn cảnh ấy mà không khỏi hít thật sâu. Đối xử với người nhà mình mà còn ác như thế, lão già này tàn nhẫn thật. Khí huyết tinh khiết quá. Nuốt xong thanh niên áo tím, lão già áo đen lại nhìn chằm chằm vào Triệu Bân. Đáp lại lão ta là tiếng kiếm ngân, Triệu Bân sử dụng thuấn thân tuyệt sát. Ôi chao! Thương Khung giật mình, bởi không hề biết Triệu Bân còn có thể thuấn thân. Chắc hẳn là bí thuật từ thiên nhãn. Tên này thần thông quá. Nếu tính toán đúng khoảng cách, nắm bắt được vị trí thuận lợi thì chỉ cần một nhát kiếm là tuyệt diệt. Thế nhưng, cảnh tượng lão già áo đen bị giết ngay trong chớp mắt không hề xảy ra. Dù thuấn thân rất mạnh và khó lòng đề phòng, nhưng chưa thể chạm tới mi tâm của lão già áo đen, bởi trên người đối phương có cấm chế bảo vệ. Khi gặp phải đòn tuyệt sát, thứ này sẽ tự động khởi động, biến thành một khoảng sáng màu đen thui bảo vệ mi tâm của ông ta, phá vỡ kiếm uy của Triệu Bân. Đòn tấn công tuyệt sát chỉ tóe ra ánh lửa ở mi tâm của ông ta thôi. Không giết được đối phương, Triệu Bân bay ra sau. Không hổ là kẻ lùi xuống từ cảnh giới thiên võ, quả nhiên có chút bản lĩnh. Nếu sớm biết như thế, hắn đã không phung phí đồng lực, lãng phí ngay một quân bài át chủ. Thiên nhãn thuấn thân, lão già áo đen ngạc nhiên, ngươi là cơ ngân. Nếu tin đồn không sai thì tên này phải mai táng ở biển chết rồi mới đúng chứ, sao vẫn còn sống được. Được tiền bối biết đến, vãn bối thấy rất vinh hạnh, Triệu Bân mỉm cười điềm nhiên. Sao có thể thế được, lão già áo đen khó lòng tin nổi. Một võ tu địa tạng nhỏ nhoi rơi vào cấm địa của biển chết mà vẫn sống sót trở ra đã đảo lộn mọi nhận thức của ông ta. Nhưng thực tế luôn thắng mọi lời ngụy biện,
người đối diện đúng là Cơ Ngân, là thánh tử hiện giờ của Thiên Tông. Tốt, rất tốt. Ánh mắt của lão già áo đen sáng rực lên như ngọn đuốc, ý đồ tham lam nhấn chìm vẻ ngạc nhiên. Đời trước ông ta đã tích được bao nhiêu phúc đức mới gặp được chuyện tốt thế này. Soạt, soạt. Ông ta vung cánh tay, bốn lá cờ lớn lập tức cắm vào bốn phía đông tây nam bắc, lập thành một đại trận. Triệu Bân vừa đứng vững đã bị nhốt trong trận pháp, nhìn từ bên ngoài thì đại trận chẳng có gì cả, nhưng đứng ở bên trong thì mọi chuyện khác hẳn. Đó là cả một vùng sấm chớp gào thét, nhưng không phải sấm chớp thật, mà chỉ là hình thái của trận pháp, trông có vẻ như ông ta không chỉ là cao thủ khai quật mồ mả mà còn có trình độ khá cao về trận pháp. Giơ tay là có thể tạo trận pháp, người thường không thể làm được đâu. Triệu Bân dùng một nhát kiếm chém gãy cờ trận, nhảy từ bên trong ra ngoài. Đón lõng hắn là lão già áo đen, hai luồng huyết khí phóng ra từ đôi mắt biến thành hai luồng kiếm khí, thậm chí có thể chấp cả chân nguyên hộ thể. Hắn lùi về sau thêm lần nữa, tung đòn long ngâm hổ tiếu hất tung kiếm khí màu máu. Người trong thiên hạ nói chẳng sai. Người đúng là có chút đạo hạnh. Lão già áo đen mỉm cười thâm độc, nhanh như một hồn ma, như bóng đi cạnh hình, lòng bàn tay khô khốc thỏ ra tóm lấy cổ của Triệu Bân, hoa văn bí ẩn trong lòng bàn tay xoay chuyển. Thêm cả sức mạnh giam cầm tung hoành giữa những ngón tay. Ông ta đúng là cao thủ chơi trận pháp, khắc hẳn trận pháp lên tay, người bình thường không làm được đâu. Từ trên nhìn xuống chỉ thấy hai luồng sáng một đen một trắng, nhanh như cắt. Triệu Bân dồn hết sức lực, liều mình lại lên trời. Lão già áo đen tỏ ra hết sức khinh thường, niệm ấn quyết bằng một tay. Trong thoáng chiếc, bầu trời rung lên sóng nước che phủ cả bầu trời ào ào đội xuống. Thế nhưng thủy độn ở cấp bậc này chưa thể ngăn được Triệu công tử. Hắn nhanh như chớp, cắm đầu lao vào đợt sóng biển. Chưa hết, sau đợt sóng này là kiếm khí bay ngập trời, cũng là chiêu thức của lão già áo đen. Kiếm khí sắc bén nối liền thành một mảng từ trên trời chém xuống, uy lực quá mạnh làm tia lửa tóe ra trong không khí. Đùng! Triệu Bân mở thiên cháo, có tiên lực hỗ trợ. Thiên cháo hộ thể có tác dụng phòng ngự tuyệt đối khi cần tới khả năng bộc phát trong một khoảnh khắc. Hắn thì khác, hắn chống chọi mãi mà nó không tan, thương khung nhìn thấy thì tặc lưỡi, còn lão già áo đen nhìn thấy thì nhướn mày, tên tiểu tử này lắm trò thật. Không đúng. Liếc qua một cái, lão già áo đen chợt nhíu mày. Thứ gì không đúng cơ, là khí tức của Triệu Bân không đúng. Một võ tu địa tạng nhỏ bé nhưng khí huyết đã vượt qua phạm vi chân nguyên rồi. Tiên lực. Lão già áo đen thoáng nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Triệu Bân vài giây. Vài ba giây sau, ông ta lộ vẻ kinh ngạc, tuyệt đối không thể nhầm được, đó chắc chắn là tiên lực. Thế này thì bất thường lắm đây. Cảnh giới thiên võ còn chẳng tôi luyện ra được tiên lực chứ đừng nói là cảnh giới địa tạng. Cơ Ngân lấy đâu ra tiên lực? Chẳng lẽ là có được từ cấm địa biển chết? Chính vì lấy được tiên lực nên mới sống sót ra khỏi cấm địa. Của ta hết. Hai mắt lão già áo đen sáng rực như đuốc, ông ta tiếp tục thay đổi ấn quyết. Khi ấn quyết thành hình, bầu trời rộng lớn bỗng chốc rung lắc, nơi đỉnh cao hư ảo và xa vời nhất xuất hiện một vầng trăng khuyết đỏ như máu, xung quanh lác đác vài vì sao, lấp lánh một thứ ánh sáng yêu dị mà âm u. Ánh sáng mà các ngôi sao chiếu xuống không khác gì đòn tấn công, làm vỡ thiên cháo và chân nguyên hộ thể của Triệu Bân, thêm cả ánh trăng cũng quỷ dị, khi chiếu vào người Triệu Bân, nó phá hủy huyết khí của hắn. Lại là bí pháp này. Tiên lực của Triệu Bân thoáng chốc dồi dào. Bảo vệ quanh cơ thể. Hắn từng nhìn thấy bí pháp này, nhưng khi ở trong tay lão già áo đen, dường như lực sát thương lớn hơn hẳn. Cũng may mà có tiên lực hộ thể, nếu ở trạng thái bình thường mà chịu đòn tấn công thế này, hắn thực sự có thể bị tiêu diệt. Chu tiên quyết. Hắn quát lên một tiếng, kiếm mang màu vàng kim lao vọt lên. Vầng trăng khuyết bị chém nát ngay tại chỗ, biến thành một mảnh trăng ảm đạm. Những vì sao xung quanh cũng vì kiếm uy của Chu Tiên Quyết mà bị chém thành cho bụi, quyện cùng vầng trăng, quay về với đất trời. Ngươi chạy không thoát đâu. Lão già áo đen bật cười dữ tợn, ánh mắt nóng rực. Triệu Bân cũng ngoan ngoãn, hắn thực sự không chạy nữa mà chỉ đổi hướng, từ trên bầu trời lao xuống. Có tiên lực và bùa tốc hành hỗ trợ nên hắn giống như một tia chớp chợt lóe lên vậy. Nói thật lòng, Thương Khung cũng không biết hắn định làm gì. Đến cả bản thân ông ta còn không biết, nói gì tới lão già áo đen. Lão già áo đen cũng lười biết, chỉ thò tay ra, biến thành một ấn quyết năm ngón khổng lồ,
tóm lấy Triệu Bân qua không trung như đang bắt muỗi vậy. Tiếc là chiêu này không có tác dụng, bị đòn tấn công của Triệu Bân lao xuyên qua. Hay lắm! Lão già áo đen vung tay áo, mười mấy luồng kiếm mang bay ra. Tất nhiên Triệu Bân không sợ, hắn mặc cho từng luồng kiếm khí vạch ra vô số vết máu trên người, hắn thì bất chấp đòn tấn công này mà lao đầu vào lòng lão già áo đen. Trong khoảnh khắc đó, hắn dùng tới bùa nặng thân, không biết là bao nhiêu lá, nâng trọng lượng cơ thể mình tới mười mấy vạn cân. Lão già áo đen rên rỉ, bị hút vào người mà hoàn toàn mờ mịt. Vì đánh giá sai trọng lượng của Triệu Bân mới khiến ông ta không kịp trở tay. Sau đó, ông ta cùng Triệu Bân từ trên trời rơi xuống, bấy giờ ông ta mới biết dụng ý của Triệu Bân, hắn định lôi ông ta cùng tiếp xúc thân mật với mặt đất đây mà. Nói thật lòng, cú đâm này khiến ông ta cuống quýt lên, tên điên này. Rơi xuống từ độ cao như thế, không tàn phế mới là lạ. Thương khung cũng không thể ngờ tới. Làm gì thế, định đồng quy vô tận à? Đùng! Tiếng nổ nhanh chóng vang lên. Cả một ngọn núi nguy nga bị hai người này nện cho sập xuống, từ trên đỉnh lăn một đường xuống chân núi, tạo ra một cái hố sâu hóm dưới nền đất. Giữa màn đất đá bay tứ tán, tiếng phun máu nghe thật rõ ràng. SSS! Với tư cách là người đứng xem, Thương Khung thấy ớn lạnh. Sống 8.000 năm rồi, ông ta chưa từng thấy ai đánh nhau như vậy cả. Lão già áo đen tức giận gào lên, tóc tai rũ rượi hết sức chật vật. Đến cả Thương Khung cũng được mở rộng tầm mắt chứ nói gì tới ông ta. Từng đánh nhau với bao nhiêu người nhưng đây là lần đầu ông ta thấy cách đánh này. Phụt! Cách đó không xa, Triệu Bân lảo đảo đứng dậy, toàn thân đầm đìa máu me nhưng vết thương trên cơ thể thoáng chốc đã liền lại, kinh mạch và xương cốt bị đứt vỡ cũng được nối liền trong tức khắc. Khả năng khôi phục bá đạo này khiến Thương Khung phải chặt lưỡi. Đó không phải khả năng khôi phục nữa, chắc hẳn là sức mạnh tái sinh rồi. Chẳng trách tên này dám đánh như vậy, hóa ra là vì có át chủ bài. Ông ta từng nhìn lén, chắc hẳn đó là bí pháp năng lực tái sinh, có vẻ khá giống với công pháp của ma vực, nhưng so sánh hai bên thì nó vẫn huyền diệu hơn công pháp của ma vực, bởi bí thuật của ông ta dùng nhiều sẽ tổn hại tới căn cơ. Thể xác cũng không phải không phá được. Triệu Bân lầm bầm, hắn nhìn về phía lão già áo đen. Hắn ngã xong thì tàn tật một nửa, mà đối phương cũng chẳng khá khẩm hơn. Thế nên mới nói, có cách đánh. Nếu đổi lại là trước kia, hắn sẽ mở kỳ lân hóa ngay lập tức. Lúc này đây, hắn có 9 phần tiên lực, đủ tư cách để bất chấp đối đầu chính diện, chủ yếu muốn xem thử cách biệt của bản thân với lão già áo đen tới đâu. Từ khi ra khỏi biển chết, hắn chưa từng dồn hết toàn lực, nên cần một trận huyết chiến để củng cố căn cơ của bản thân. Nói thẳng ra, hắn đang dùng lão già áo đen để rèn giũa chính mình. Ngươi đáng chết! Lão già áo đen phẫn nộ, ùn ùn sát khí lao tới. Triệu Bân đứng vững tại chỗ, hô lên một tiếng, nổ. Nói nổ là nổ được ngay, lão già áo đen chưa kịp tới nơi đã bị nổ cho lảo đảo mà không biết cơ ngân gián bùa nổ lên người mình từ bao giờ. Còn nữa, ông ta có bùa chống nổ cơ mà, thế mà vẫn nổ được. Điều này không quan trọng nữa. Quan trọng là bây giờ ông ta rất đau. Triệu Bân lao người về phía trước. Sau đó là lại tới thời gian chấn động của Thương Khung rồi, không phải ông ta chưa từng thấy người khác đánh đấm cận chiến, nhưng mạnh mẽ như Triệu Bân thì mới thấy lần đầu. Chiêu thức nào của hắn cũng rất quỷ dị, đòn sau bạo ngược hơn đòn trước. Lão già áo đen cảnh giới chuẩn thiên cũng bị đấm đến mức đứng không vững, liên tục lùi về sau. Hắn là võ tu địa tạng sao? Người bị đấm còn kinh ngạc hơn cả Thương Khung. Trước kia từng nghe nói rằng cơ ngân rất yêu nghiệt, đánh cận chiến cực kỳ đỉnh. Ông ta còn thấy không tin, bây giờ chịu đòn thì tin thật. Nếu đang ở trên trạng thái đỉnh cao thì ông ta không sợ, nhưng vừa bị ngã một cú, lại ăn thêm cả đống bùa nổ, cần được nghỉ ngơi lấy sức, thế mà đối phương không cho ông ta cơ hội này. Đòn đánh ở khoảng cách gần như một trò đùa, liên tục lao về phía ông ta, đến mức mỗi lần ông ta muốn phản công đều bị xen ngang. Không đủ. Chỉ dựa vào điều này mà muốn đánh bại ông ta thì không đủ. Thương Khung điềm tĩnh đáp. Đừng tưởng lão già áo đen bị đánh cho liên tục lùi về sau, thực chất tổn thương mà hắn gây ra cho ông ta vẫn rất giới hạn. Kẻ tàn nhẫn từng đạt tới cảnh giới thiên võ mà, căn cơ hùng hậu vượt xa khả năng tưởng tượng của người đời. Thế thì chưa biết chắc được. Cùng một câu nói, Triệu Bân nhắc lại thêm một lần. Hắn thay đổi chiêu thức,
khi mở đấu chiến thánh pháp còn không quên lột quần áo của đối phương. Hắn càng đánh càng hăng, quần áo trên người lão già áo đen cũng càng ngày càng ít, đến sau cùng, ông ta chỉ còn mỗi một cái quần cộc, khiến tàn hồn của Thương Khung không khỏi giật giật khóe miệng. Lối đánh này rất không giữ võ đức nhé. Mát mẻ ghê. Lão già áo đen thấy rất mát mẻ. Trận chiến đêm nay, chắc hẳn ông ta thấy rất phiền muộn, đa phần vì nhãn giới được mở mang quá nhiều. Tu đạo bao nhiêu năm nay, ông ta nổi danh khắp chốn, từng đánh đấm với bao nhiêu cường giả, danh tiếng lẫy lừng, thế nhưng lần đầu thấy bản thân bị lột hết quần áo. Có trời mới biết Cơ Ngân dùng tới bí pháp gì, thậm chí chấp luôn cả cấm chế của ông ta. Cút! Ông ta giận dữ, đất trời rung chuyển. Ông ta tiêu tốn tinh huyết, biến thành một quầng sáng đỏ thẫm, hất bay Triệu Bân. Nổ! Trong lúc bay ngược ra phía sau, Triệu Bân hô lên một tiếng đầy kiên định. Hắn là người chú trọng kỹ thuật, trong lúc đánh cận chiến vẫn không quên lột quần áo của đối phương, mà trong lúc lột quần áo cũng không quên dán thêm vài miếng bùa nổ lên người đối phương. Trong thoáng chốc đống bùa này nổ tung, máu xương bay tứ tán. Đừng cuống! Vẫn còn mà! Triệu Bân kéo cung gắn tên, một mũi tên xuyên qua lồng ngực của đối phương. Thương Khung nhìn thấy mà không khỏi cảm thán, đúng là đánh giá Triệu Bân quá thấp rồi, thủ đoạn của tên này không hề ít. Bùa nổ bất chấp bùa chống nổ, thêm cả thứ bí thuật trộm cắp kia nữa, đúng là không tầm thường, nói cởi là cởi luôn, cởi nhanh như chớp. Đối thủ nói đạo hạnh của hắn không thấp, đúng là không sai được. Lão già áo đen tuy rất thê thảm nhưng chưa chết. Đẳng cấp của ông ta còn cách cái chết xa lắm. Về điều này, Triệu Bân đã dự tính từ trước. Từng là cao thủ thiên võ mà, khó giết lắm. Lão Phu bấm tay tính thử, ông ta mát mẻ lắm đấy, Thương Khung mỉa mai. Lão già áo đen đâu chỉ mát mẻ, còn rất dữ tợn nữa kìa. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, ngươi chọc giận ta rồi. Dứt lời, ông ta bấm tay niệm chú. Mặt đất lập tức rung bần bật, một cỗ quan tài bằng đá từ từ trồi lên. Vốn dĩ ông ta không muốn động tới con rối chỉ để xử lý một võ tu địa tạng hèn kém, bởi hoàn toàn không cần đến, không ngờ tên võ tu bé nhỏ này khiến ông ta thê thảm tới vậy, không dùng không được. Không cần thể diện nữa rồi, Thương Khung cảm thán. Đánh một võ tu địa tạng mà dùng tới cả con rối từ xác chết. Tùng là cao thủ thiên gia, chỉ với hành động này. Uy nghiêm đã sụt giảm nghiêm trọng. Phản lại thuật trầm quan của người Triệu Bân quát lên một tiếng. Cùng bấm tay niệm chú. Thế nhưng, cỗ quan tài đá rung lên, không chịu ảnh hưởng của thuật phân trầm quan. Cảnh giới thiên võ. Triệu Bân thoáng nheo mắt, chỉ trong chớp mắt đã nhìn ra manh mối. Trong cỗ quan tài đá chắc hẳn là một cổ thi thiên võ, tự sở hữu một thứ khí chất nào đó có thể vô hiệu hóa thuật phản trầm quan. Đúng là đánh giá lão già áo đen hơi thấp rồi, dù không còn ở cảnh giới thiên võ nhưng vẫn điều động được con rối thiên võ. Các tộc nhân khác của thi tộc thường có hai con rối, chắc hẳn lão già áo đen cũng vậy. Sở dĩ ông ta chỉ triệu hồi một con rối có lẽ là vấn đề về năng lực. Không phải tu vi thiên võ, đối phương chỉ có thể điều khiển một con. Dù là một con cũng đủ đáng sợ rồi. Nghĩ tới vua Âm Nguyệt hay vua Man mà xem. Dù đã chết, họ vẫn bá đạo như trước. Xem ra lúc đầu không dùng tới kỳ lân hóa là quyết định đúng đắn. Đối phương có át chủ bài. Hắn cũng phải giữ lại chút thủ đoạn. Uỳnh! Khi hắn nhìn lại thì cỗ quan tài đá đã vọt lên khỏi mặt đất, không thấy nắp quan tài đổ xuống mà chỉ thấy cỗ quan tài nổ tung. Có lẽ vì khí thế của cổ thi thiên võ quá mạnh, phương thức xuất hiện cũng khác những con rối chuẩn thiên khác. Cũng như vua Man, cũng như vua Âm Nguyệt. Có người nào không đá tung quan tài mà bước ra đâu? Con rối thiên võ kia hóa ra là nữ, mặc một bộ tử y phiêu giật. Mái tóc đen mượt không cần gió cũng tung bay, dung mạo tuyệt tác, dưới ánh trăng còn có cảm giác như mộng như ảo. Điều duy nhất không hoàn hảo là đôi mắt đẹp trống rỗng, thân sắc đờ đẫn, trên vai cũng bám đầy bụi bặm. Tiểu Cửu. Thương Khung trông thấy mà tàn hồn run rẩy. Triệu công tử nghe xong cũng nhướn mày. Đây là Phù Nhàn, ma tướng thứ 9 dưới trướng ma quân. Cả khu rừng chấn động. Là do uy áp của Phù Nhàn quá mạnh. Mặc dù đã chết 8.000 năm nhưng uy phong vẫn còn. Triệu Bân cảm thấy ức chế bội phần, cảm giác cứ như trời đất ở đây đã trở nên nặng nề hơn bởi Phù Nhàn. Ông không nhìn nhầm đấy chứ, Triệu Bân hỏi. Thương Khung không đáp lại. Nhưng Triệu Bân có thể cảm nhận được rất rõ tàn hồn của Thương Khung đang run lên như thể đang nghẹn ngào,
đồng thời cũng là đang phẫn nộ vô cùng, một luồng sát ý buốt lạnh phát ra từ tận linh hồn, thậm chí khiến cổ tay hắn phải đóng băng. Còn cả bất diệt chiến kích nữa, nó cũng liên tục rung lên ù ù. Tất cả những điều đó là đáp án đầy đủ nhất rồi. Bất diệt chiến kích cũng không nhận nhầm. Con rối từ xác chết cảnh giới thiên võ phía trước chính là Phù Nhàn. Chuyện khiến người ta không thể tin nổi là ma tướng lại bị tộc xác chết đánh cắp thi thể. Suốt 8.000 năm, người này đã bị phong ấn dưới dạng con rối từ xác chết và được truyền từ đời này sang đời khác đến ngày nay, hèn gì Thương Khung lại kích động đến thế. Từ lúc ra khỏi biển chết, đây là lần đầu tiên hắn thấy Thương Khung để lộ ra sát ý buốt lạnh đến thế. Tiểu cửu. Thương Khung khóc lóc rồi nghẹn ngào hét lên. Đáng tiếc tiếng gọi của ông ta đã định sẵn không thể có được lời hồi đáp, Phù Nhàn đã chết, đó chỉ là một con rối từ xác của cô ta mà thôi. Tàn hồn. Lão già áo đen hơi nheo đôi mắt già nua lại và nhìn chằm chằm vào cổ tay của Triệu Bân. Tàn hồn của Thương Khung còn mỏng manh hơn cả sợi tóc, nếu không nhìn kỹ thì thật sự không thể nào nhìn ra được, nếu không phải vì nghe được tiếng gọi của Thương Khung thì ông ta cũng không thể phát hiện ra được. Chỉ biết đó là một tàn hồn thời cổ xưa với sức mạnh linh hồn tinh túy đến kỳ lạ. Chuyện này khiến ông ta nổi lòng tham. Nếu như nuốt chửng cơ ngân, nếu cắn nuốt tàn hồn đó, biết đâu ông ta có thể quay lại cảnh giới thiên võ. Ông ta nghĩ đến đây hừ lạnh lùng và nói, giết cho ta. Phù Nhàn tấn công, tốc độ nhanh đến kinh người, nhanh đến mức khiến Triệu Bân không kịp phản ứng. Lúc hắn đang định bay về phía sau, Phù Nhàn đã đánh đến nơi. Đôi tay trắng nõn còn dính cho bụi kia vô cùng mạnh mẽ, đánh hắn bay lộn nhào ra xa chỉ với một chưởng, nghe tiếng xương cốt hắn vỡ vụn là biết được ngay là chưởng đó mạnh đến mức nào, cơ thể cường tráng suýt chút đã bị đánh tàn tạ, tứ chi trăm cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều đứt gãy hết. Triệu Bân kinh ngạc. Trong bí văn của ma gia, cửu ma tướng không giỏi chiến đấu. Nhưng chưởng này lại khiến hắn có cái nhìn mới về cửu ma tướng. Thế này mà nói là không giỏi chiến đấu à? Lừa ai chứ? Lúc ở trạng thái con rối mà đã đáng sợ đến vậy rồi, hắn không thể nào tưởng tượng được nếu ở trạng thái đỉnh cao, lúc còn sống, Phù Nhàn sẽ đáng sợ đến mức nào? Vào thời điểm yếu nhất, cửu ma tướng đã đáng sợ đến vậy rồi thì cần gì phải nói đến những ma tướng khác nữa? Đúng là thủ hạ dưới trướng ma quân đều là nhân tài, ai cũng là nhân vật đáng gờm, hèn gì thời sơ khai, ma vực lại có thể nhất thống thiên hạ. Chỉ chín ma tướng này thôi thì cũng đủ để khiến cả bát hoang phải khiếp sợ rồi. Đi thôi. Ngươi đánh không lại cô ấy đâu. Thương Khung vội vã hét lên, giọng điệu hối hả. Đáp lại hắn là một tiếng nổ lớn. Triệu Bân đã ngã khụy, hắn đã bị đánh bại chỉ trong một chiêu, chúng phải một chưởng của Phù Nhàn, vẫn chưa kịp thở thì Phù Nhàn lại đánh đến, đứng trước mặt rồi đưa tay tóm lấy cổ của hắn rồi kéo theo. Bay về phía sau, đến khi đến trước vách núi thì mới nhấn hắn lên vách núi. Nói thật, Triệu Bân cảm thấy bị đả kích nặng nề. Lần đầu tiên chiến đấu với con rối làm từ xác chết cảnh giới thiên võ mà hắn hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Tu vi gì đó, năng lực gì đó, tiên lực gì đó. Khi bị áp đảo hoàn toàn về thực lực chiến đấu thì không là gì cả. Trái tim Thương Khung bỗng lạnh đi trong giây lát. Mặc dù Phù Nhàn là con rối xác chết, mặc dù người này không giỏi chiến đấu nhưng tu vi của đối phương là thật, đây là cảnh giới thiên võ chân chính, chỉ điểm đó thôi thì Triệu Bân đã không hề có cơ hội chiến thắng được, càng không cần phải nói đến việc Phù Nhàn đang bị khống chế lúc này. Đừng giết! Giữ mạng lại cho hắn! Lão già áo đen mỉm cười, để lộ cả hàm răng trắng bóc. Mở! Triệu Bân hét lên đanh thép, tiếng hét còn kèm theo cả tiếng gầm của Kỳ Lân. Sau khi Kỳ Lân hóa, một tên khổng lồ to như quả núi đổ sộ đột nhiên xuất hiện. Phù Nhàn đang bóp lấy cổ hắn lập tức bị chấn đến bay ngược ra sau. Thương Khung kinh ngạc, còn có chiêu này nữa sao? Cũng khó trách, ở ẩn lâu quá rồi, ông ta cũng đã hơi lạc hậu. Ở thời của bọn họ, dù cho ma vực có thái thượng hung hổ thì cũng không biến ra hình dạng đó, mấy thứ như cửu vĩ hóa, hung hổ hóa. Thương xà hóa và cả Kỳ Lân hóa của Triệu Bân cũng đều là do thế hệ sau sáng tạo ra. Chính vì chưa từng gặp nên ông ta mới ngạc nhiên. Đương nhiên lão già áo đen cũng biết, ông ta đã biết cơ ngân có thể dùng Kỳ Lân hóa. Chuyện khiến ông ta bất ngờ là Kỳ Lân Triệu Bân lại có thể phá bỏ được sự khống chế của con rối cảnh giới thiên võ. Triệu Bân tóm lấy Phù Nhàn bằng một tay, tay kia trưởng về phía lão già áo đen. Giết giặc thì diệt ngựa trước.
bắt cướp phải bắt thủ lĩnh trước, diệt được lão già này thì Phù Nhàn sẽ tự khắc bị đánh bại. Nhưng hắn đã đánh giá thấp Phù Nhàn, người này đã cố sức giãy giụa, không chỉ thoát ra được mà còn khiến cho cánh tay đang kỳ lân hóa của hắn bị chấn đến tan tành. Lão già áo đen chạy rất nhanh làm hắn đánh hụt. Chạy đi đâu? Triệu Bân đặt tên lên cung, nhắm thẳng vào lão già áo đen. Mũi tên được bắn ra trong trạng thái kỳ lân hóa cực kỳ bá đạo. Lão già áo đen thấy vậy thì không dám đương đầu trực diện nữa. Ông ta không dám nhưng phù nhân thì lại dám. Ông ta dùng ý niệm sai khiến phù nhân quay trở lại, đánh tan mũi tên của Triệu Bân chỉ bằng một. Trường! Đánh không lại! Triệu Bân thầm nói, hắn tự nhận thấy rõ điều đó. Dù cho hắn dùng đến kỳ lân hóa thì cũng chưa chắc là đối thủ của Phù Nhàn. Hay cho kỳ lân hóa, lão già áo đen nhếch mép. Ông ta vừa nói vừa dùng ý niệm, hạ lệnh đuổi giết cho Phù Nhàn. Con rối của mình nên ông ta chỉ đâu thì sẽ đánh đó. Phù Nhàn không dùng đến bí pháp, chỉ đánh ra một chưởng rất bình thường. Triệu Bân tiến về trước một bước, xuất chiêu hám sơn quyền. Khi chưởng và quyền gặp nhau thì có tia lửa lóe lên. Sau đó, một tầng ánh sáng màu đen lan rộng ra bốn phía, một ngọn núi gần đó đã bị chấn đến sụp đổ, đến cả lão già áo đen cũng lo bỏ chạy trước. Quan sát tình hình tham chiến hai bên thì, nắm đấm to lớn của Triệu Bân trong trạng thái kỳ lân hóa biến mất ngay lập tức. Còn Phù Nhàn thì lại không có hành động gì. Nói cô ta không hành động gì thì cũng không đúng, vì sau khi cô ta đánh lui được Triệu Bân thì đã chồm người về trước, xuất tiếp chưởng thứ hai. Ánh mắt Triệu Bân sáng lên, lập tức dùng đến thiên cang hộ thể. Uy lực của thiên cang khi kỳ lân hóa thì không cần phải nói. Nhưng Phù Nhàn lại rất bá đạo, không ngờ cô ta đã đánh tan thiên cang hộ thể chỉ bằng một chưởng. Triệu Bân rên rỉ vô cùng khó chịu, nôn ra một ngụm máu lớn, thể sức mạnh kỳ lân cũng nứt vỡ. Phù Nhàn thật quá đáng sợ, không thể động đến cơ thể của cô ta, những đòn tấn công thông thường không có tác dụng gì, đánh ra chẳng khác gì gãi ngứa cả. Bởi vậy mới nói, vẫn phải ra tay với người đang điều khiển cô ta. Nói đến người điều khiển, lão già áo đen đang cười rất đáng sợ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông ta có tư cách để ngông cuồng mà sức chiến đấu của bản thân ông ta vốn dĩ đã rất mạnh, mặc dù bị trọng thương nhưng cũng vẫn là cảnh giới chuẩn thiên đỉnh cao cộng thêm con rối cảnh giới thiên võ nữa, chỉ cần không phải là nhân vật đáng gờm thì ông ta có thể không cần phải sợ ai. Chơi một mình đi. Triệu Bân thoát khỏi trạng thái kỳ lân hóa rồi quay đầu bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, Triệu Bân thu lại cung bá vương, lấy ra bất diệt chiến kích nhưng liếc mắt nhìn lại cảm thấy không có tác dụng mấy, xong chuyện, lại đổi sang roi đánh hồn. Mặc dù sức mạnh của roi đánh hồn không bằng chiến kích nhưng cũng phải xem sử dụng lúc nào, dùng nó để đánh Phù Nhàn chắc chắn sẽ tạo ra sát thương lớn hơn. Chỉ có điều, trên cơ thể Phù Nhàn còn có ấn ký của lão già áo đen, ấn ký đó không phải dạng xác rối tầm thường. Nó còn liên kết linh hồn nữa. Có lẽ đó là sự thao túng ở cấp cao, chỉ ở cảnh giới thiên võ mới có. Tuy nhiên, dạng ấn ký như này vẫn có điểm yếu chí mạng, liên kết linh hồn chính là gót chân Asin. Chiêu! Phù Nhàn như bị ma quỷ nhập, lập tức đuổi theo. Triệu Bân cũng đã đoán được trước, bất ngờ quay người, đánh mạnh một roi lên cơ thể Phù Nhàn. A! Tuy cũng có tiếng hét thảm thiết vang lên nhưng nó lại phát ra từ chỗ lão già áo đen vốn đang đứng im xem trò, thấy Triệu Bân bỏ chạy nên ông ta để Phù Nhàn đuổi giết nhưng vừa mới đuổi kịp, bỗng ông ta cảm thấy đầu óc mình rung lên, cảm giác như đầu mình bị ai đó dùng búa sắt đập cho một nhát. Ông ta choáng váng đến điếng cả người, Phù Nhàn cũng ngừng tấn công. Lão cẩu! Để mạng lại! Triệu Bân lướt qua Phù Nhàn, tay cầm roi sắt, xông về phía lão già áo đen. Lão già áo đen cười gằn, dùng huyền pháp kỳ lạ bảo vệ tinh thần của mình. Do ông ta đã đánh giá thấp Triệu Bân nên mới có hời cho hắn, lão già áo đen có bí pháp hộ thân, cho dù Triệu Bân dùng roi đánh hồn cũng vô dụng, lão phu chịu được. Tóm lấy hắn, lão già áo đen không hề nhúc nhích, ra lệnh cho Phù Nhàn. Phù Nhàn quay người, đuổi theo Triệu Bân, tốc độ của cô ta nhanh hơn hẳn Triệu Bân. Theo thương khung thấy. Sợ là Triệu Bân còn chưa lao tới chỗ lão già áo đen thì đã bị Phù Nhàn đánh cho thịt nát xương tan rồi. Sự thực chứng minh, mọi chuyện đúng là như thế. Chỉ trong phút chốc, Phù Nhàn đuổi kịp, tung một chưởng vào lưng Triệu Bân. Triệu Bân nhìn lão già áo đen, nở một nụ cười tươi rói. Nhưng trong mắt lão già áo đen, nụ cười tươi rói của hắn lại trở nên vô cùng rùng rợn,
cười. Sao hắn lại cười với ta? Trong nháy mắt, một trưởng của Phù Nhàn đã lao tới. Vậy nhưng, khoảnh khắc đòn đánh sắp lấy đi mạng sống của Triệu Bân, hắn đột nhiên biến mất, còn lão già áo đen ở đối diện bỗng xuất hiện ở chỗ đứng ban đầu của hắn, khuôn mặt của ông ta bàng hoàng, ngơ ngác. Không sai, là Di Thiên Hoán Địa. Bí pháp tuyệt vời của người âm, lúc quan trọng đúng là rất hữu dụng. Hay lắm. Thương Khung hô lớn, phấn chân vô cùng. Tên nhóc này được đấy. Đúng là rất được, không ngờ còn con bài này. Bụp. Máu bắn tung tóe. Lão già áo đen ngơ ngác, không kịp tránh đi cũng không kịp phản ứng, cứ thế ăn một chưởng của Phù Nhàn, hơn nữa còn bị đánh trực diện, cơ thể già vốn đã bị thương, giờ còn tiếp thêm một chưởng khiến cho máu thịt bay tứ tung. May là ông ta thuộc cảnh giới thiên võ, có nền tảng vững chắc, đổi lại là người khác sẽ bị đánh cho tắt thở luôn. Lão già, lên đường bình an. Triệu Bân dùng hồn ngự Long Uyên chém xuống một nhát. Đôi mắt của lão già áo đen trợn trừng, đồng tử co lại, định để Phù Nhàn cứu mình nhưng không kịp, định tránh đi nhưng dường như có một sức mạnh vô hình trói ông ta lại, chắc chắn đó là tác phẩm của Triệu Bân thuật trói buộc, khiến cho lão già áo đen không thể nhúc nhích. Tuy nó chỉ có tác dụng trong chốc lát nhưng đủ để Long Uyên chém chết ông ta. Nhát kiếm chém thẳng xuống đầu lão già áo đen, đầu ông ta vỡ vụn như quả dưa hấu bị đập vỡ. Đôi mắt lão già áo đen trở nên ảo não. Ông ta từng đứng trên đỉnh cao, từng là thiên võ mà bị hủy diệt như này đúng là không khỏi mất mặt. Khụ. Triệu Bân ho ra máu, cuối cùng cũng thở phào được một hơi. Trận chiến này đúng là quá tốn sức rồi. Vẫn may, tuy sức mạnh của hắn không bằng đối phương nhưng vẫn biết đào hố. Và cái hố của hắn đã chôn vùi được một nhân vật tầm cỡ. Từng là một thiên võ tàn ác. Ấy thế mà ông ta lại bị hắn bẫy chết. Lúc lão già áo đen chết, Phù Nhàn cũng đột nhiên ngã xuống. Hồn phách còn sót lại của Thương Khung bay lên, lượn lờ trên cơ thể Phù Nhàn, nghẹn ngào không nói nên lời. Mặc dù không muốn quấy rầy nhưng Triệu Bân vẫn kéo Thương Khung lui ra, đưa thân xác Phù Nhàn vào trong chiếc nhẫn ma. Trận chiến ban nãy gây ra động tĩnh quá lớn, chấn động quá lớn, rất nhiều người. Đang kéo tới đây. Hơn một nửa số đó đến từ thành Mộ Quang. Người tới càng đông sẽ càng gây ra nhiều rắc rối không đáng cớ, đi càng sớm càng tốt. Nhóc con, đa tạ. Lời cảm ơn của Thương Khung phát ra từ tận đáy lòng. Là duyên phận hay may mắn cũng được, ông ta và Phù Nhàn đều đã được cậu nhóc này cứu. Và ở độ tuổi của cậu ấy, chắc chắn còn có thể cứu được cả bất diệt ma quân, điều này đối với ma vực mà nói sẽ là một ơn huệ lớn. Người một nhà cả. Không cần nói cảm ơn. Triệu Bân mỉm cười rồi bước vào trong bóng tối. Tiếng ồn vang ra từ đây. Trong rừng núi hỗn loạn như vậy, chắc chắn đã xảy ra một trận chiến rất lớn. Bọn ta nghĩ đó là điều không tránh khỏi rồi. Rừng núi dưới ánh trăng bỗng huyên náo, ồn ào, rất đông người đang kéo tới, động tĩnh ngày càng lớn. Tiếc là mọi chuyện đã kết thúc. Gặt hái không ít. Bên này, Triệu Bân đã rời khỏi núi. Hắn liên tục nhìn chiếc nhẫn ma, lão già áo đen không hổ là người thuộc cảnh giới thiên võ, những chiến lợi phẩm mà hắn thu được từ chỗ ông ta rất đa dạng, nào là đan dược, linh dịch các kiểu, số lượng rất nhiều, hơn nữa món nào cũng không hề tầm thường, còn có cả binh khí được coi như báu vật vô giá. Mà thu hoạch lớn nhất chắc chắn là Phù Nhàn. Tuy là một xác rối nhưng vẫn là một cơ thể. Thương Khung đang khóc than. 8.000 năm rồi, ông ta chỉ là một tàn hồn còn sót lại. Phù Nhàn thành một xác rối, ma quân bị phân thành từng mảnh, các ma tướng khác đều về với cát bụi cả rồi. Trong thâm tâm của ông ta chắc chắn rằng, thời thế đã thay đổi. Thời kỳ huy hoàng của bọn họ chỉ còn là ký ức thoáng qua, dần bị thời gian mai một, thật đáng buồn. Nhân trời còn tối, Triệu Bân quay về thành Mộ Quang. Lúc này, trước cửa nhà họ Mộ đã thưa bất người. Lúc trước, Triệu Bân đánh nhau với lão già áo đen trong rừng. Tạo ra động tĩnh lớn nên hầu hết mọi người đều đi hóng chuyện cả rồi. Trong phủ, người Mộ gia đã gói ghém hành lý tinh tươm. Triệu Bân không nói gì nhiều, chỉ nói một từ, lên đường. Sau đó, từng con thú cưỡi bay lên trời, bay về hướng Tây. Chuyển nhà. Người của Đại Tế Ti đâu? Sao không thấy xuất hiện? Không phải bị sát hại rồi chứ? Những người hàng chuyện đứng bên ngoài đều ngẩng đầu lên để tiền nhà học Mộ rời đi. Có không ít người còn đi theo thám tử của các bên cùng muốn xem Mộ gia rời đi đâu, chắc An chú sẽ rất hứng thú với tin tức này,
nếu tâm trạng của ông ta tốt lên, biết đâu sẽ thưởng cho bạn họ vài món bảo vật. Rời khỏi thành Mộ Quang, bóng dáng của Triệu Bân đã hoàn toàn biến mất. Nhưng Kiếm Nam và Mộ Chiêu Tuyết đều biết Cơ Ngân ở đó, chẳng qua hắn đang ẩn thân trong bóng tối để âm thầm bảo vệ, dù sao lòng người khó lường, kẻ theo dõi bọn họ cũng không ít. Đúng như bọn họ đoán, Triệu Bân đang ẩn thân trong bóng tối. Đây là chuyện mà hắn đã thương lượng với lão tổ Mộ gia từ trước. Hắn đánh nhau với lão già áo đen tuy có bị thương nhưng sức mạnh kỳ lân vẫn còn, đây chính là lá bài tẩy của hắn. Nếu như thật sự gặp cảnh bị vây giết thì hắn cũng không ngại đại khai sát giới. Ngoài ra hắn còn đưa tin đến Thành Thiên Thu để phái cường giả đến tiếp ứng Mộ gia, không được để cho gia tộc của Mộ Chiêu Tuyết bị tổn thất. Mau! Lão tổ Mộ gia cầm kiếm đi đầu dọn đường, lớn tiếng quát tháo, ánh mắt kiên định, phong thái lúc này giống hệt lão tổ Bạch gia trước đó. Kể từ khi rời thành cổ Mộ Quang thì ông ta đã nhìn thấu chuyện sống chết, cho dù có liều mạng già cũng phải đưa người trong gia tộc an toàn đến núi Bất Tử. Đuổi kịp. Những kẻ đuổi theo không hề chậm, hơn nữa còn ẩn thân rất kỹ. Khi đi qua một sơn cốc, một luồng kiếm khí đột nhiên xé gió xẻ đôi một ngọn núi, sau đó còn có một giọng nói lạnh như băng vang lên, còn dám đi theo, giết không tha. Kẻ theo dõi run rẩy, vội vàng dừng lại. Hiển nhiên là có người đang âm thầm đi theo bảo vệ Mộ gia, hơn nữa còn biết được đang có kẻ theo dõi Mộ gia. Tuy nhiên không phải ai cũng sợ. Có rất nhiều kẻ tự cho mình là cường giả cho nên không hề để ý tới lời đe dọa, chẳng hạn như một lão già áo tím vẫn đang tiếp tục đi theo, lão ta cũng có đủ nội tình để kiêu ngạo, là cường giả chuẩn thiên hàng thật giá thật, chiến lực không tầm thường cho nên mới không sợ bị uy hiếp. Người xưa nói rất đúng, đánh chim phải đánh con đầu đàn. Lúc này, lão già áo tím chính là con chim đầu đàn đó. Lão ta tràn đầy tự tin đuổi theo nhưng vừa mới bước vào sơn cốc thì đã bị Triệu Bân chém rớt một cánh tay. Hít! Những kẻ khác thấy vậy thì đều hít vào một ngụm khí lạnh, người ra tay mạnh đến mức nào mà có thể một kiếm đả thương cường giả chuẩn thiên, kẻ run sợ nhất vẫn là lão già áo tím, lão ta không hề biết ai ra tay, chỉ thấy một bóng đen. Lần sau chính là đầu của ngươi. Triệu Bân thản nhiên nói, lời nói lạnh lùng uy nghiêm mang sát khí cực nồng đậm khiến cho cả sơn cốc đều kết băng. Chấn nhiếp đám theo dõi lui về phía sau, trong đó cũng có chính lão già áo tím kia, lão ta thật sự sợ rằng nếu như không cẩn thận một lần nữa thì sẽ bị mất đầu. Triệu Bân đi rồi, nhưng lời nói của hắn vẫn như một đạo ma chú khắc sâu trong sơn cốc. Không ai dám bước vào, không ai dám vượt qua. Lão già áo tím chính là tấm gương đẫm máu trước mắt. Mặc dù vậy vẫn có những kẻ không biết sợ lén lút theo dõi. Bọn chúng sống theo nguyên tắc cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần tìm được nơi ẩn thân của Mộ gia thì có thể tới chỗ của Đại Tế Ti lãnh thưởng. Đây là cơ duyên phú quý của bọn chúng, nhưng đêm nay một kiếm của Triệu Bân đã dạy cho bọn chúng một đạo lý khác, làm theo khả năng. Phụt, phụt, dưới ánh sao sáng, máu tươi liên tục phun ra. Mỗi lần máu tươi phun ra thì tất có một người phải chết. Đã có thêm những kẻ không biết sống chết thì Triệu Bân cũng tự không khách khí, không ngừng ra tay tàn sát. Mỗi một đường kiếm chém ra đều là chiêu tuyệt sát khiến cho cả đám theo dõi đều lần lượt nắm tay nhau xuống suối vàng. Bây giờ tất cả đám theo dõi đều đang uất hận không thôi, đáng lẽ ra phải xem hoàng lịch trước khi ra ngoài, hôm nay chắc chắn không nên ra ngoài đi dạo chứ đừng nói là ra ngoài theo dõi người khác. Tên nhóc khá lắm, làm tốt lắm. Kiếm Nam cầm kính viễn vọng quan sát khắp con đường, phía sau lưng liên tục có máu tươi phun ra, chỉ có quỷ mới biết được trên đường Cơ Ngân đã giết bao nhiêu kẻ theo dõi. Đối với những kẻ theo dõi mà nói thì gặp Cơ Ngân cũng giống như gặp phải tử thần. Không ngờ Thánh Tử Thiên Tông lại trọng tình nghĩa đến thế. Mộ gia trần đầy cảm kích, bọn họ năng lực gì mà có thể khiến cho Thánh Tử Thiên Tông một đường bảo vệ không rời, ân nghĩa này nhất định bọn họ sẽ báo đáp, đây là suy nghĩ đã đâm chồi trong sâu thẳm tiềm thức của bọn họ. Ân tình này đời đời Mộ gia sẽ ghi khắc. Tình hình chia làm hai bên. Ở một bên khác, Bạch gia trèo đèo lội suối cuối cùng cũng đã đến được núi Bất Tử, khi đứng ngoài thì không thấy gì đặc biệt nhưng khi bước vào thì mới thấy kinh ngạc tột cùng, trong núi mây mù lượn lờ khiến cho bọn họ không thể phân rõ phương hướng, những người có nhãn giới cao cẩn thận quan sát một phen thì mới biết nơi này có mê tung trận, hơn nữa còn là mê tung trận cấp tiên, trước đó bọn họ đã từng tới núi Bất Tử nhưng chưa bao giờ nhìn thấy huyền cơ này. Đây là đâu? Khi đến Thành Thiên Thu, Bạch gia đã vô cùng sửng sốt. Sau đó là những tiếng cảm thán chấn động không ngớt. Đã hiểu. Tất cả mọi người đã hiểu.
Bất cứ ai đến Thành Thiên Thu đều sẽ có phản ứng này. Người của Bạch gia đều choáng váng, khó có thể tin trong núi Bất Tử lại có huyền cơ, nằm ngoài dự đoán của họ, trong núi lại còn có một tòa thành cổ, không đúng, phải nói nó là cả một thế giới rộng lớn vượt xa sự mong đợi của bọn họ. An toàn không? Bát trưởng lão ma gia cười nói. An toàn. Người của Bạch gia đều nuốt nước miếng, đặc biệt là những người lúc trước phản đối quyết định chuyển đến núi Bất Tử bây giờ thật sự giống như bị vả mặt. Tòa thành cổ bên trong núi hết sức huyền ảo, vượt xa nhận thức của bọn họ, cho dù Hồng Uyên đến đây thì cũng không thể tiến vào, so sánh với đế đô thì nơi này chính xác an toàn hơn rất nhiều. Lão tổ Bạch gia hít sâu một hơi, ông ta đã tin đúng người, tòa thành cổ này mới là nơi tốt nhất cho Bạch gia trú ẩn. Hắn là Triệu Bân. Thật không ngờ. Giấu giếm thật sâu. Vào Thành Thiên Thu, Bạch gia lại càng kinh ngạc hơn nữa. Những chuyện bất ngờ liên tiếp kéo tới. Không ngờ Cơ Ngân lại chính là Triệu Bân, người bị Tử Y Hầu truy lùng khắp thiên hạ lại dám trà trộn vào Thiên Tông và trở thành Thánh Tử Thiên Tông. Nếu như không có người khác cho biết thì ngay cả quỷ cũng không thể tin chuyện này. Hơn nữa, trong tòa thành cổ này ngoài Triệu gia còn có cả Ma gia, ẩn chứa biết bao nhiêu bí mật. Chào mừng gia nhập. Tốt tốt tốt. Người trong thành lập tức chào đón bọn họ, trong nháy mắt trở thành người một nhà, Bạch gia có thể không tin Ma gia. Ma gia có thể không tin Bạch gia nhưng tất cả đều tin tưởng vào Triệu Bân, nếu không phải người một nhà thì hắn cũng sẽ không cho người khác vào tòa thành cổ này, bất kể là Ma gia hay Bạch gia thì đã có thể tụ tập cùng nhau ở đây cũng xem như là duyên phận. Giữa những tiếng huyên náo, đại trưởng lão Ma gia âm thầm rời đi. Ngoài ra còn có các cường giả chuẩn thiên của Bạch gia. Triệu Bân đã truyền tin đến, nói rằng còn có một gia tộc khác đang trên đường tới núi Bất Tử, bảo bọn họ đi tiếp ứng. Về phần Bạch gia đã vào núi thì phải tiếp đón chu đáo. Vì để đón Bạch gia mà Ma gia đã chuẩn bị sẵn một ngọn núi có đầy đủ phòng ốc lầu các, ngoài ra còn chuẩn bị thêm một ngọn núi khác để đón Mộ gia tới. Thảo nào hắn lại không khuyên chúng ta đến đế đô. Các cường giả Bạch gia đều đang xì xào bàn tán. Cơ Ngân là Triệu Bân và Tử Y Hầu có thù oán, sớm muộn gì cũng phải khai chiến, Bạch gia nếu như chuyển đến đế đô thì chắc chắn cũng sẽ có ngày bị kéo vào trận chiến. Dù sao thế lực của Tử Y Hầu cũng vô cùng khổng lồ. Hắn đã từng nói, khi hắn khai chiến với Tử Y Hầu thì Bạch gia muốn đi hay ở hắn tuyệt đối không can thiệp, đại trưởng lão Ma gia cười nói, nhưng lão ta thấy Bạch gia đã bước vào núi Bất Tử thì hơn phân nửa cũng sẽ không rời đi. So sánh với đế đô thì Thành Thiên Thu mới là nơi thật sự an toàn. Không đi. Thành Thiên Thu này rất tốt. Các trưởng lão Bạch gia xua tay, nói một lời chắc nịch. Xem bộ dáng này thì có lẽ cho dù có đuổi bọn họ cũng không đi. Ba ngày sau bọn họ mới đón được Mộ gia từ xa đến. Triệu Bân thì không sao, nhưng người của Mộ gia đều hoảng hốt, tựa hồ nhận ra được mấy người, nhất là khi gặp lão tổ Bạch gia, lão tổ Mộ gia còn cung kính cúi đầu nói, bái kiến tiền bối. Hóa ra là tên nhóc nhà ngươi, lão tổ Bạch gia cười nói. Người của Mộ gia nghe thấy câu này thì đều kinh hãi. Dám gọi lão tổ của bọn họ là tên nhóc, ông già này chắc chắn phải có bối phận rất cao. Khi nghe nói đây là Bạch gia đến từ Nam vực thì tất cả lại bắt đầu hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là một gia tộc siêu lớn, không ngờ Thánh Tử Thiên Tông lại có quan hệ sâu xa với Bạch gia, thậm chí còn có quan hệ với Ma gia, Mộ gia trong phút chốc không thể hiểu nổi tại sao Cơ Ngân lại có quan hệ với Ma gia. Ta đã nói mà người thật sự có lại lịch không nho. Kiếm Nam cùng Chiêu Tuyết ngồi bên cạnh nói. Trước có Ma gia, sau có Bạch gia, một bên là truyền thừa ma vực, một bên là hậu duệ vương triều đều có quan hệ sâu sắc với Cơ Ngân, có thể thấy được thân phận của Cơ Ngân chắc chắn không đơn giản như bề ngoài, vì thế nên hai người mới liên tục quan sát đánh giá Triệu Bân. Ta còn có một cái tên khác, Triệu Bân cười nói. Tên gì, cả hai nhướng mày. Triệu Bân. Chuyện này. Đi thôi, về nhà rồi nói chuyện. Triệu Bân vừa cười nói vừa bước đi. Phía sau lưng hắn cả Mộ gia đều sững sờ, đặc biệt là Chiêu Tuyết và Kiếm Nam, bọn họ không thể tin được mình đã ở cùng với Cơ Ngân lâu như vậy mà cũng không biết hắn chính là Triệu Bân thành vong cổ. Ngoài ra, thật không thể hiểu nổi làm sao hắn có thể thoát được soát hồn đại trận. Vậy câu chuyện cuộc đời của hắn có bao nhiêu phần là thật? Câu hỏi này, tất cả mọi người có mặt đều muốn biết. Khi màn đêm buông xuống, mọi người mới đến núi Bất Tử. Cũng giống như Bạch gia, Mộ gia vừa thấy Mê Tung trận cũng vô cùng kinh ngạc, vừa
vừa thấy Thành Thiên Thu thì hết sức kích động, người quen thì quen, kẻ không quen sớm muộn gì cũng sẽ quen. Tòa thành này ổn chứ, Triệu Bân cười nói. Ổn, quá ổn, Tư Không Kiếm Nam và Mộ Chiêu Tuyết đều choáng váng, lão tổ Mộ gia cũng vui vẻ như trẻ lại, mọi băn khoăn lo lắng trước đó đều bị cuốn trôi. Đây là một nơi trú ẩn an toàn tuyệt vời, có Triệu gia, Ma gia, Bạch gia, đội hình quá khổng lồ, cường giả nhiều như mây trên trời, lại có thêm yêu nghiệt nghịch thiên như Triệu Bân, như vậy sau này còn ai dám gây sự với Mộ gia? Bân Nhi, Triệu gia cũng đã ra đón, ai cũng nước mắt lưng tròng. Còn có Ma Tử, Phượng Vũ và Huyễn Mộng, vừa nghe nói Triệu Bân chôn thân ở cấm địa biển chết thì ai cũng muốn chạy xuống phía nam nhưng đều bị các trưởng lão phong ấn, hôm nay mới giải được phong ấn, nhìn thấy Triệu Bân thì như chút được gánh nặng. Ta mạng lớn. Triệu Bân cười trấn an. Nghe thấy lời này tất cả đều rơi vào trầm mặc, chỉ một câu ta mạng lớn của hắn chứa đựng biết bao nhiêu câu chuyện xưa. Đeo mặt nạ vào thì hắn chính là cơ ngân của Thiên Tông, vì sinh tồn mà diễn trò. Tháo mặt nạ xuống thì hắn chính là Triệu Bân, vì thù hận mà tồn tại. Một thanh niên còn chưa đến 20 tuổi đã phải bước đi trên một con đường đầy rẫy chông gai, mặc dù ghi dấu biết bao nhiêu câu chuyện truyền kỳ nhưng cũng để lại không ít những mất mát đau thương. Mọi người nói chuyện với nhau trước đi. Triệu Bân lại mỉm cười nói rồi đi thẳng đến đỉnh núi của Triệu gia. Đã nhiều ngày hắn chưa bái tế cha mình. Cũng đã lâu rồi chưa được gặp thê tử. Hắn đã tìm được Hoa Bồ Đề, có lẽ đã có thể đánh thức được Liễu Tâm Như. Không người đi theo, càng không có ai quấy rầy, mọi người chỉ lặng lặng nhìn theo, người của Bạch gia cùng Mộ gia mới gia nhập đều trầm mặc, nửa đời của tên nhóc này đã quá đủ bi thảm, cha bị buộc tự sát, mẹ bị giam cầm trong hình tháp, thê tử trở thành xác sống, hắn phải mạnh mẽ đến cỡ nào mới có thể chịu đựng được từng ấy chuyện. Cha, con đã về rồi. Đến đỉnh núi, Triệu Bân thắp hương vào lư hương. Trước mặt hắn là chiếc giường băng ngọc nơi Triệu Uyên đang nằm, khóe mắt vẫn còn vương giọt lệ bi thương, Triệu Bân sẽ không bao giờ quên hình ảnh phụ thân phải phủ phục dưới đất đêm đó. Thật lâu sau hắn mới xoay người đứng ở trước quan tài băng ngọc. Liễu Tâm Như đang ngủ yên, trên người có một lớp xương giá bao phủ. Triệu Bân mở nắp quan tài, lấy ra Hoa Bồ Đề. Đóa hoa của Phật gia nở rộ ánh sáng dịu dàng. Bên trong ánh sáng dịu dàng còn có nhiễm chút máu tươi. Đó là máu của Sở Vô Xương, mỗi lần nhìn thấy nó thì hắn đều đau đớn đến muốn khóc. Ta sẽ tìm được đèn Trường Minh. Nó sẽ đem nàng trở về nhân gian. Lời nói của Triệu Bân cất giấu chấp niệm nghẹn ngào. Hắn giải phong ấn của Liễu Tâm Như, treo Hoa Bồ Đề lên thân thể của Liễu Tâm Như, dùng tiên lực hấp thụ Hoa Bồ Đề chậm rãi tiến vào trong cơ thể của Liễu Tâm Như, có sự dung hợp của Hoa Bồ Đề, thân thể thanh tú của Liễu Tâm Như tỏa ra một làn sương mỏng. Cũng có một nguồn năng lượng kỳ dị đang lưu chuyển, đây chính là năng lượng Niết Bàn mà Nguyệt Thần từng nói tới, cũng chính là thứ mà nàng cần. Trong bóng tối, Nguyệt Thần liếc mắt xem xét Liễu Tâm Như. Cô ta đã cho Triệu Bân hy vọng để liều mạng tìm được Hoa Bồ Đề, hắn đã làm được nhưng cô ta lại không chắc Liễu Tâm Như có thể tỉnh lại hay không. Dù sao thì huyết mạch của nàng cũng bị biến dị, ngoại lực còn ẩn chứa nhiều biến số, điều đó khiến cho ngay cả thần cũng không tiên liệu được. Nhưng cô ta thật sự hy vọng Liễu Tâm Như sẽ thức tỉnh. Tiểu cô nương mù này phải mở mắt ra nhìn tướng công của mình. Sáng sớm, nắng ấm chiếu rọi khắp Thiên Tông. Ánh mắt của Dương Huyền Tông hôm nay hết sức ảm đạm, cả người không còn khí lực. Từ khi nghe tin Thánh Tử Cơ Ngân mất đi thì ngày nào ông ta cũng có dáng vẻ này. Trưởng giáo như vậy cho nên cả Thiên Tông cũng đều chìm trong lo lắng ảm đạm. Người thân khóc, kẻ thù cười. Ở Thiên Tông có rất nhiều luồng suy nghĩ. Những người như Vân Yên, Chư Cát Huyền Đạo đều tràn đầy nỗi buồn. Những kẻ như Tử Đô, Ngô Khởi, Nghiêm Khang đều vui vẻ ra mặt. Thiên Tông còn như thế thì đừng nói đến những nơi khác. Trưởng giáo, biên quan có tin. Không lâu sau, có một lão già bước chân lên ngọn núi của trưởng giáo báo tin. Dương Huyền Tông thản nhiên cầm lấy thư tín, mở ra xem rồi đứng bật dậy. Biên quan Đông Nam truyền đến tin tức tốt, Cơ Ngân vẫn còn sống. Đúng vậy. Ông ta không nhìn nhầm, đúng là Cơ Ngân vẫn còn sống. Thành thật mà nói, Dương Huyền Tông cũng phải sững sờ mất một lúc lâu. Rất nhanh sau đó, Hoàng Phi Vũ Linh, Linh Lung, Vân Yên và Lão Huyền Đạo đều được mời đến, ai nhìn thư tín cũng khó có thể tin, nhưng phong thư này đích thực là từ biên quan Đông Nam truyền tới, dùng bí pháp đưa tin.
hiển nhiên không có khả năng làm giả, cho nên cuối cùng bọn họ đều tin tưởng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ. Cơ Ngân làm thế nào mà ra khỏi biển chết được? Mà giờ phút này, những người khác lại ở đâu? Trước hết cứ giữ bí mật rồi lo tìm người. Hôm đó, Hoàng Phi hạ lệnh. Hôm đó cũng có một số lượng lớn cường giả rời khỏi tông môn. Tin tức Cơ Ngân còn sống đều bị phong tỏa, tránh kích động đến sát thủ của các phương triều lớn, hoặc kích động đến La Sinh Môn, trước khi bọn họ tìm thấy Cơ Ngân thì tin tức này không được để lọt ra ngoài. Ta biết hắn vẫn còn sống mà. Người vừa nói chính là Lăng Phi, không phải đang nói ở Thiên Tông mà là đang nói trên lưng của một con diều hâu, ngoài ra bên cạnh Lăng Phi còn có Thanh Giao, U Lan, Xích Hiên, Mục Thanh Hàn và Lâm Tà, bọn họ đang bay từ phương Nam về phương Bắc. Trước đó khi bọn họ nghe tên anh Cơ Ngân đã chôn thân ở biển chết thì đều muốn chạy xuống phía Nam báo thù, lại bị trưởng giáo phong ấn, cách đây không lâu vừa được thả ra thì ngay lập tức cùng nhau đến Nam vực, không ngờ mới đi được nửa đường thì đã nghe tông môn gọi về, còn có tin từ biên quan Đông Nam cùng Thành Thiên Thu truyền đến rằng tên nhóc kia vẫn còn sống. Toàn bộ câu chuyện thật sự quá rắc rối. Bọn họ đã gần tới Nam vực rồi vẫn phải vòng trở về. Mới trước đó, Lăng Phi ở trên đường đi còn hùng hùng hổ hổ biết bao nhiêu. Vì người nào đó bọn họ cũng đã rơi không ít nước mắt. Bây giờ thì hay rồi, đúng là lãng phí nước mắt quá. Nhưng dù sao đây cũng là một tin tức cực kỳ tốt. Đến Thành Thiên Thu không? Lăng Phi liếc một vòng nhìn Thanh Giao, Lâm Tà, Màn Đằng, Dương Phong, Tiểu Vô Niệm, Tô Vũ và Mục Thanh Hàn. Đa số mọi người đều không biết huyền cơ ở núi Bất Tử, thậm chí cũng không biết thân phận thật sự của Cơ Ngân, bây giờ vừa hay tập trung đủ mặt anh tài, có lẽ cũng chính là thời cơ vừa đúng. Ta nghĩ tốt nhất nên về Thiên Tông chờ hắn, Tê Dụ Ý vị thâm trường nói. Hắn đang ở ngay núi Bất Tử, Lăng Phi cười thần bé nói, đợi đến đó thì sẽ nói cho người biết một bí mật. Nói xong, Lăng Phi là người duy nhất thay đổi phương hướng, bay thẳng đến núi Bất Tử. Xích Hiên cùng U Lan mỉm cười, hai người đều đã từng đến đó cho nên đã sớm sáng tỏ. Những người còn lại tuy không hiểu gì cả nhưng vẫn đi theo bọn họ, trong lòng nghi hoặc không biết có bí mật gì ở đó. Thành Thiên Thu hết sức náo nhiệt. Bạch gia cùng Mộ gia gia nhập, đội hình của Thành Thiên Thu lại được nâng lên một tầm cao mới. Chia sẻ tài nguyên tu luyện. Chỉ có điều tài nguyên tu luyện cũng không thể lấy không, muốn có thì phải làm việc. Hoặc luyện khí. Hoặc vẽ bùa, hoặc tạo xe nỏ, làm việc trong khí thế ngất trời. Về phần mấy lão cường giả thì đều giống y hệt như chủ thầu, để cho đám hậu bối làm việc còn mình thì lững thững đi giám sát, đặc biệt là Mộ gia cùng Bạch gia, trên đường đi đều cảm thấy hết sức mới lạ. Ở trên ngọn núi cao nhất có một đám đông lớn đang tụ tập. Mấy trưởng lão đang đứng vây quanh sa bàn, ánh mắt sáng ngời. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh ngọn núi Bất Tử và tiên trận cổ xưa bên trong nó. Có không ít người ngoẹo cổ kinh ngạc khi nhìn thấy thánh tử thi tộc, đệ tử thi tộc, Kim Sơn lão quỷ và Ngân Sơn lão quỷ. Đây đều là việc làm ăn ở Thành Thiên Thu. Người của Ma gia nói, thái độ rất hiểu biết. Nhìn qua thì đó đều là người. Nhưng nhìn kỹ hơn thì đó đều là tiền. Mọi người nghe xong đều giật giật khóe miệng, việc làm ăn của Thành Thiên Thu cũng thật nhiều quá. Nếu như bọn họ đoán không lầm thì hoạt động bắt cóc tống tiền lúc trước đều là tác phẩm của Thành Thiên Thu. Còn có những chuyện ầm ĩ ở Nam Vực, hơn phần nữa cũng là do Triệu Bân làm ra. Người nói xem, nàng có thể tỉnh lại không? Vương Trác vừa làm vừa nói, ánh mắt liên tục nhìn về phía đỉnh núi của Triệu gia. Ngoài hắn ta thì còn có nhóc hám tiền, Phượng Vũ, Huyễn Mộng, Ma Tử, Kiếm Nam và Triệu Tuyết đang nhìn lên đỉnh núi Triệu gia. Bọn họ biết Vương Trác đang ám chỉ đến Liễu Tâm Như, Triệu Bân liều mạng mang hoa bồ đề về cũng chỉ vì muốn cứu thê tử của mình. Đối với câu hỏi của Vương Trác, không ai có thể đưa ra đáp án. Đến tận bây giờ cũng chưa thấy Triệu Bân xuống núi. Nhưng tất cả mọi người đều mang hy vọng lớn lao rằng Liễu Tâm Như sẽ tỉnh lại. Đỉnh núi Triệu gia. Triệu Bân đang đứng thẫn thờ, mất cả một đêm thì hoa bồ đề mới dung nhập được vào cơ thể của Liễu Tâm Như. Nàng vẫn đang ngủ rất an tường, toàn thân được sương mây bao phủ, lông mi có đôi khi hơi rung động một chút nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Như Nhi. Hai chữ này không biết hắn đã gọi bao nhiêu lần. Mặc dù đến tận lúc này hắn vẫn không nghe thấy Liễu Tâm Như đáp lại nhưng hắn biết Liễu Tâm Như nhất định sẽ nghe thấy. Phía trước quan tài băng ngọc còn có một người khác. Người đó là Diệu Ngữ,
hai mắt của cô ta vẫn trống rỗng như trước, chỉ khi có mặt Triệu Bân thì mới để lộ ra vài phần dịu dàng nhu tình, nét mặt của cô ta lạnh như băng, không hề nói gì, chỉ lặng lặng đứng ở đó. Hai. Nhìn thấy cảnh trên đỉnh núi, ai nấy đều thở dài. Triệu Bân có hai thê tử đã cùng hắn bái đường thành thân. Một người là Liễu Tâm Như ở thành Vong Cổ, trải qua biến cố thay cột đổi xà mà gả cho Triệu Bân thay tỷ tỷ. Một người là Diệu Ngữ, trải qua chuyện minh hôn trong mộ cổ tổ tiên mà gả cho hắn, mặc dù hôn lễ ít người biết đến như theo lời của Nguyệt Thần thì minh hôn cũng là thành thân chính thức. Nhưng hai thê tử của hắn, một người thì đang trầm miên không tỉnh, người còn lại thì chính là một xác sống. Như Nhi, Triệu Bân vẫn không ngừng gọi nhưng không dám lớn tiếng vì sợ quấy nhiễu đến Liễu Tâm Như. Thật lâu cũng không có tiếng đáp lại, hai trong mắt của Triệu Bân lúc này đã hằn đầy tơ máu, Tuệ Tâm Châu vô dụng, Đan Tỉnh Thần vô dụng, chẳng lẽ ngay cả Hoa Bồ Đề cũng vô dụng? Chẳng lẽ cả đời này Liễu Tâm Như cũng không thể nào thức tỉnh được? Sẽ tỉnh. Đây là lời của Nguyệt Thần. Lực Niết Bàn của Hoa Bồ Đề quả nhiên thần kỳ, đã giúp cho Liễu Như Tâm vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, lột xác sắp hoàn thành, chuyện tỉnh lại chỉ còn là vấn đề thời gian, ước chừng chỉ còn khoảng vài ba ngày. Đáng tiếc, lời của Nguyệt Thần không thể truyền được ra ngoài. Triệu Bân không nghe thấy nên tất nhiên không biết, nguyên nhân chính là vị không biết cho nên hắn mới cứ mãi kêu gọi thê tử không thôi. Chấp niệm của hắn quá nặng, khiến cho ngay cả Diệu Ngữ cũng bị ảnh hưởng, cô ta cũng ghé đầu vào quan tài băng ngọc mà khẽ gọi tên Như Nhi. Người trong thành đều rất hiểu chuyện, không có ai quấy rầy bọn họ. Con mợ nó, bỗng nhiên lại có tiếng chu chéo lên. Mấy người Lăng Phi đã tới rồi. Mà những người vừa chu chéo lên chính là mấy người Lâm Tà, Tô Vũ, Man Đằng. Thật đúng với câu nói lúc trước, phàm là người lần đầu đến thành Thiên Thu đều sẽ lớn tiếng chu chéo như vậy, chỉ có quỷ mới biết được bên trong núi Bất Tử còn cất giấu huyền cơ, cũng chỉ có quỷ mới biết được bên trong núi Bất Tử còn có một tòa thành cổ, nếu không được tận mắt chứng kiến thì có kể bọn họ cũng không dám tin. Không ngờ, thật sự không ngờ. So với núi Bất Tử và thành Thiên Thu thì bọn họ còn bị bất ngờ hơn bởi danh tính thật sự của Cơ Ngân. Cơ Ngân chính là Triệu Bân. Sau khi vào núi Bất Tử, Lăng Phi đã tiết lộ bí mật. Một lời thản nhiên khiến cho ai cũng chết lặng. Cho đến lúc này mọi người vẫn còn hết sức choáng váng. Gan dạ, Cơ Ngân thật sự rất gan dạ. Tử Y Hầu tìm kiếm hắn khắp thiên hạ vậy mà hắn lại dám trà trộn vào Thiên Tông, thậm chí còn có thể đánh lừa được Soát Hồn đại trận. Điều đó có nghĩa là hắn ta thật sự trông rất đẹp trai. Tô Vũ lấy ra một bức chân dung, đó là bức chân dung của Triệu Bân, xem xét trái phải. Mấy người Man Đằng cũng tiến lên. So sánh thế nào thì cũng thấy không đẹp trai bằng Cơ Ngân. Vẫn là hắn, trông thuận mắt hơn. Mục Thanh Hàn lẩm bẩm, làm quen với tiểu sư đệ một lần nữa. Nếu như sư phụ có ở đây thì chắc chắn người cũng sẽ nói như vậy. Người mới đến. Tránh không khỏi việc đi loanh quanh. Sau đó là những thanh âm chu chéo lại tiếp tục vang lên, tòa thành cổ này có quá nhiều điều thần bí, cường giả trong thành còn nhiều như mây, Triệu gia, Mộ gia, Bạch gia, Mộ gia. Đây là một căn cứ giang hồ sao? Bí ẩn. Khắp nơi toàn là những điều huyền bí. Nếu thế nhân biết được thì thế nhân tất khiếp sợ. Bọn họ trông thấy Triệu Bân đang đứng trên đỉnh phiêu diều. Đại đa số mọi người đều trầm mặc. Nếu như đã biết hắn là Triệu Bân thì tất nhiên cũng sẽ biết được câu chuyện của hắn, hắn có thê tử, một cô nương mù vẫn còn đang trầm miên như xác sống, hắn có mẹ bị giam cầm trong hình tháp không thể nhìn thấy ánh mặt trời, hắn cũng có cha bị Tử Y Hầu ép tự sát âm dương cách biệt. Câu chuyện phía sau hắn thật sự quá ly kỳ, cũng quá đẫm máu. Thời gian lặng lẽ trải qua. Trong khi Triệu Bân đang liên tục kêu gọi thê tử thì màn đêm đã buông xuống thế giới bên ngoài. Đỉnh núi nơi hắn ở dường như là một cấm địa không ai dám tới gần, hoặc là nói không ai đành lòng quay dây. Cầu mong cho nàng tỉnh lại. Đây là tiếng lòng của toàn bộ người trong thành. Người xưa nói rất đúng, tâm thành tắc linh. Đã tỉnh. Đêm đó, cô nương mù cuối cùng cũng đã tỉnh. Nàng còn chưa kịp mở mắt thì đã nhìn thấy một tia sáng xuyên thẳng lên bầu trời, trong khoảng không hiện ra dị tượng cổ xưa với hoa bay tản mạn và yên hà nở rộ, tia sáng kỳ dị dâng lên. Huyến lệ rực rỡ, vừa nhìn thì chính là một dị tưởng tựa như ảo mộng, cẩn thận lắng nghe còn có thể mơ hồ nghe thấy thanh âm vang vọng, ở tiên giới cùng thần giới xưng là đạo âm, cũng chính là nói bên trong huyết mạch đặc biệt của nàng tiềm tàng đạo âm.
Đây là huyết mạch dị tượng, Lâm Tàng ngạc nhiên nói. Người tên Liễu Thương Không kia đúng là tài giỏi, sinh được hai người con gái, một người có thể thiên linh, một người còn bá đạo hơn cả thể thiên linh, Tô Vũ nhếch miệng tặc lưỡi. Hắn cũng có huyết mạch đặc biệt nhưng so với vị này thì chỉ như một trò đùa mà thôi. Nhìn vào dị tượng kia hắn liền biết cấp bậc huyết mạch của Liễu Tâm Như cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thật áp lực. Tất cả những người có huyết mạch đặc biệt như nhóc hám tiền, Phượng Vũ, Xích Hiên và Mục Thanh Hàn đều cảm thấy huyết mạch của mình bị kích động, chính là do bọn họ đang bị huyết mạch mạnh hơn áp chế. Huyết mạch của Liễu Tâm Như quá mạnh mẽ, tu vi của nàng có thể không bằng bọn họ nhưng huyết mạch này tuyệt đối có thể nghiền nát bọn họ. Có thể nhìn ra đó là huyết mạch gì không, tất cả lão tổ đều nhìn về phía lão tổ Bạch gia, trong số tất cả những người ở đây thì ông ta có bối phận cao nhất. Lão tổ Bạch gia nhẹ lắc đầu nói, chưa từng thấy qua. Thể tiên linh, Thương Khung nhìn thấy liền lẩm bẩm. Nguyệt thần nghe vậy thì cau mày. Cô ta thật không ngờ ở phàm giới lại còn có người có nhãn giới cao như vậy. Không sai, Liễu Tâm Như chính là thể tiên linh, hơn nữa còn là thể tiên linh biến dị. Nếu như thành tiên thì nàng còn có thể phát triển thể tiên linh của mình lên một tầm cao mà các bậc tiên linh trước kia không thể có được. Núi bất tử, mây mù lượn lờ. Thành thiên thu, dị tượng mờ mịt. Tất cả những người đang quan sát đều không thể ngờ được huyết mạch của Liễu Tâm Như lại bá đạo đến như vậy. Dị tượng kia như mộng huyễn còn ẩn tàng đạo âm khiến cho bọn họ càng nghe càng cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Người kích động nhất vẫn là Triệu Bân. Tiểu nha đầu này cuối cùng cũng đã tỉnh rồi. Diệu Ngữ cũng nở nụ cười nhẹ. Nhưng cô ta vẫn chỉ là một xác sống. Điểm này Thương Khung có thể nhìn ra rõ ràng nhất. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy trạng thái của cô ta thì ông ta đã nhận ra sự quỷ dị. Rõ ràng là người đã chết nhưng vẫn còn tồn tại ở dương gian, hơn nữa còn có thể nói được. Cô ta yên lặng rời đi. Cô ta nép mình dưới tán cây hoa đào, ngủ rất an yên. Tử Linh lướt tới như gió, nhướng mày nhìn lướt qua rồi mang cô ta đi, nhưng gọi mấy lần cũng không thấy cô ta tỉnh lại. Có lẽ khi ở trong trạng thái xác sống thì giấc ngủ yên chính là nơi nương náu tốt nhất của cô ta. Như Nhi. Triệu Bân mở miệng, lại gọi một tiếng. Tiếng gọi lần này đã được đáp lại. Liễu Tâm Như đang ngủ say đã chậm rãi mở mắt. Hồi lâu cũng không thấy nàng có phản ứng gì, chỉ cứ như vậy lặng lẽ nhìn bầu trời, đôi mắt rất trong trẻo, thanh tao tuyệt mỹ, linh hoạt tuyệt vời, nàng đã không còn là người mù nữa. Đây là, đâu? Liễu Tâm Như lẩm bẩm, thần sắc mờ mịt. Bởi vì đã ngủ quá lâu, lúc này cả cơ thể nàng đều trở nên mơ mơ hồ hồ. Bởi vì đã mù quá lâu cho nên thế giới kỳ quái này khiến cho nàng cảm thấy thật không chân thực, nàng luôn có cảm giác như mình vẫn còn đang lạc trong giấc mộng. Đây là thành thiên thu. Triệu Bân vươn tay ra, mỉm cười ấm áp. Lúc này Liễu Tâm Như mới ngoái đầu nhìn lại, sững sờ nhìn Triệu Bân, nàng không nhận ra khuôn mặt xa lạ này nhưng nàng nhớ rõ thanh âm của Triệu Bân, đã sớm khắc ghi vào trong linh hồn, chỉ cần hắn nói ra một chữ thì nàng liền có thể nhận ra. Đây là Triệu Bân. Tướng công của nàng. Cảnh tượng tiếp theo ấm áp lạ thường. Trên đỉnh núi, hai bóng dáng ngồi tựa vào nhau, thành thiên thu mặc dù không có phân chia ngày đêm nhưng hôm nay dường như bầu trời còn hiển hiện chút tà dương trên đỉnh núi chiếu rọi bóng dáng của hai người đẹp như một bức tranh. Đúng là một con lợn, Tô Vũ nói. Bông hoa nhài cắm bãi phân châu, Kiếm Nam lại bồi thêm một câu. Hai người ta một câu ngươi một câu khiến cho tất cả mọi người bật cười. Không biết nếu như Liễu Như Nguyệt biết được chuyện này thì tâm trạng sẽ như thế nào, Lâm Tà thở dài nói. Thành thật mà nói, tất cả mọi người đều muốn biết. Tất cả mọi người đều đã từng nghe nói qua đoạn tình duyên giữa Triệu Bân và Liễu Như Nguyệt, cũng đã từng nghe nói qua hôn lễ thay cột đổi xà trước kia. Vì chuyện Tử Y Hầu truy nã Triệu Bân mà chuyện của Triệu Bân đã truyền khắp đại hạ, nhưng không có ai ngờ thê tử mù của hắn lại là một nhân tài. Chưa bàn đến thiên phú, chỉ bàn về huyết mạch thì người bình thường đã không thể nào so sánh được với nàng. Trong số đó cũng có cả Liễu Như Nguyệt. So với thể thiên linh của Liễu Tâm Như thì thể thiên linh của cô ta chẳng đáng để nhắc tới. Không biết đến khi nào thì Triệu Bân và Liễu Tâm Như mới xuống núi. Triệu Bân thì không sao, hắn vốn là kẻ mặt dày thịt béo, làm gì cũng không biết xấu hổ. Nhưng còn Liễu Tâm Như luôn là người rất dễ bị bắt nạt. Một tiểu nha đầu rụt rè chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn người khác cũng không dám nhìn xung quanh, đi đến đâu cũng nắm chặt lấy góc áo của Triệu Bân. Mặc dù vậy, khí chất của nàng ít ai có thể so sánh được.
Khí uẩn của thể thiên linh hoàn toàn tự nhiên, toàn thân này như được bao phủ bởi một lớp mây tía, nhẹ nhẹ từng đợt mang theo ý cảnh mộng ảo, thậm chí khi mọi người nhìn thấy nàng lần đầu tiên thì đều trong chớp mắt hoảng hốt, ai cũng có cảm giác như tiểu nha đầu này là tiên tử bước ra từ giấc mộng, không bị vấy bẩn bởi bụi trần phàm thế. Đây đều là người nhà của chúng ta, Triệu Bân cười nói. Người nhà. Mỗi lần nghe thấy hai chữ này, Liễu Tâm Như đều cảm thấy muốn khóc. Ở Liễu gia nàng chưa bao giờ nghe thấy hai chữ này. Chẳng mấy chốc mùi rượu đã tràn ngập thành thiên thu, liếc mắt nhìn lại liền thấy đầy bàn tiệc đã được bày ra, chẳng phân biệt Triệu gia, Ma gia hay Bạch gia, Mộ gia, tất cả đều là người một nhà, không khí náo nhiệt, cảnh tượng ấm áp. Nói cho ta biết đi, sao ngươi có thể ra khỏi biển chết? Tô Vũ hỏi khiến cho tất cả mọi người trong bàn đều nhìn về phía Triệu Bân. Ngay cả những người ở bàn khác cũng tụ tập lại, háo hức chờ đợi câu trả lời. Vị tiền bối này đã cứu ta. Triệu Bân cơ trí đẩy thương khung ra. Các trưởng lão Ma gia đều không ngạc nhiên, bọn họ đã biết nhau từ lâu. Những người khác thì đều nheo mắt lại, bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng kia chỉ là một tia tàn hồn. Đây là thương khung nào? Ma tướng thứ 6 dưới trướng Ma quân. Chỉ một câu đơn giản khiến cho hiện trường im bặt. Người nghe đều kinh hãi, Ma tướng thứ 6 dưới trướng Ma quân là người đã sống từ 8.000 năm trước mà đến nay vẫn còn sống, hơn nữa lại còn ở cấm địa biển chết cứu được Triệu Bân, chuyện này nghe thật sự không chân thật. Chuyện này còn chưa tính là gì. Triệu Bân là người bình tĩnh nhất, nếu như hắn lấy hộp sắt ra và nói với mọi người rằng chiếc hộp đó đang phong ấn Ma quân thì chắc chắn tất cả đều sẽ kinh hãi, chỉ có điều ngẫm lại chuyện của Ma quân quá lớn. Không thể mang ra nói khắp nơi. Bái kiến tiền bối. Tất cả những người có mặt đều buông chén rượu xuống, đồng loạt chắp tay cúi đầu. Tất cả mọi người đều tỏ ra hết sức cung kính, vị này chính là một siêu cấp cường giả. Có hậu bối như vậy, ta cũng. Nào, uống rượu. Lời nói của Triệu Bân cắt ngang lời nói của Thương Khung, khiến cho ông ta đang cao hứng thì mất hứng. Cũng may Thương Khung chỉ là một tàn hồn không có thân thể. Bằng không chắc chắn sẽ đen mặt lại. Cố ý. Rõ ràng là ngươi đang cố ý. Lớp người già ho khan, ngượng ngùng thay cho Thương Khung. Uống. Vài giây sau thì bầu không khí lại ấm lên. Triệu Bân cũng rất biết điều, để tỏ lòng kính trọng Thương Khung, hắn đã đặt ông ta lên bàn rồi còn đặt thêm 3 chén rượu cùng trái cây hạt dưa, trông giống như lễ vật, nếu như không bày ra thì mọi người cũng không dám động đũa vì rất sợ Thương Khung sẽ tức giận đến lật bàn. Nào, ăn cái này. So với ở đây, bầu không khí ở một bàn rượu khác cách đó không xa lại càng hòa hợp ấm áp hơn. Ở bàn rượu đó có rất nhiều cô gái xinh đẹp đang ngồi như Liễu Tâm Như, Thanh Giao cùng Phượng Vũ, tất cả đều rất quan tâm đến tiểu cô nương vừa mới thức tỉnh khiến cho Liễu Tâm Như cũng phải sợ hãi. Từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên nàng có được đãi ngộ bậc này, mấy tỷ tỷ xinh đẹp này đối xử với nàng thật tốt. Các tỷ có thể kể cho ta nghe về chuyện của Triệu Bân được không? Liễu Tâm Như nhỏ giọng nói. Cô muốn nghe kể câu chuyện nào? Tất cả mấy cô nương đều đồng loạt đáp. Lời này rất có ý tứ. Câu chuyện truyền kỳ của Triệu Bân kể đến mấy ngày mấy đêm cũng không hết. Hắn chính là một thanh niên có lắm chuyện xưa. Trong số đó có rất nhiều chuyện anh hùng, cũng có rất nhiều chuyện hài hước, nói ra liền khiến cho người ta muốn cười, chẳng hạn như chuyện hắn bị bắt khi người ta càn quét khách làng chơi. Hoặc là chuyện nước tiểu đồng tử. Đều được, Liễu Tâm Như cười nói. Kết quả là những câu chuyện xưa cứ liên tục tuôn ra. Mấy cô nương cũng muốn giữ lại mặt mũi cho Triệu Bân cho nên toàn chọn chuyện tốt để kể, cũng không kể về những chuyện quá đẫm máu vì sợ sẽ dọa đến tiểu nha đầu này, về phần tướng công của nàng không biết võ đức thì bọn họ cũng không tiện kể ra. Có thật nhiều người đẹp, Tô Vũ thổn thức nói. Hơn nữa, những người đẹp kia đều là thê tử và hồng nhan tri kỷ của Triệu Bân. Cái tên đó rõ ràng là một con lợn đáng ghét. Triệu Bân đảo mắt tìm Liễu Tâm Như. Ánh mắt dịu dàng này chỉ dành cho thê tử của hắn. Không biết có phải là do hắn đã uống quá say hay không nhưng khi nhìn Liễu Tâm Như hắn lại nhìn thấy thêm một bóng hình xinh đẹp trên người của nàng. Đó chính là bóng hình của một nữ tử tên Sở Vô Xương dường như còn đang quay lại nhìn hắn mỉm cười. Nhìn nhầm rồi sao, Triệu Bân ngay lập tức lắc lắc đầu. Khi hắn nhìn lại thì chỉ còn nhìn thấy Liễu Tâm Như chứ không nhìn thấy bóng dáng của Sở Vô Xương đâu nữa. Có nhìn ít đi một chút thì nàng cũng không mất đi được đâu. Kiến Nam cầm lấy và rượu rót đầy ly cho Triệu Bân,
còn lên nhét thêm một cái túi cho Triệu Bân, dường như sự Triệu Bân không biết đó là cái gì cho nên trên đó còn có viết ba chữ siêu siêu vẹo vẹ, cực lạc tán, đây chính là món đặc sản hết sức tươi mát thoát tục của dân gian, ngụ ý của kiếm nam rất rõ ràng thê tử của người. Đã tình, đêm nay là để dành cho những hoạt động đặc biệt không phải sao? Triệu Bân cũng thật sự nhận lấy, sau đó hòa tan cả túi dược vào trong rượu. Xong việc hắn liền mở miệng kiếm nam ra rồi đổ tất cả vào. Đối với ai đó mà nói thì đêm nay khẳng định là một đêm không ngủ, ngay cả Tô Vũ cũng phải ngừng uống rượu mà quan sát kiếm nam, chờ xem hắn ta sẽ làm gì tiếp theo. Hừm, chắc chắn là thú tính của hắn ta sắp nổi lên rồi. Nói không chừng bọn họ còn có thể học tập được kinh nghiệm. Các vị tiền bối, đi theo ta. Triệu Bân đặt ly rượu xuống, đứng dậy trước. Nghe thấy vậy, cường giả Ma Gia, cường giả Bạch Gia cùng lão tổ Mộ Gia đều đứng lên đi theo hắn. Ngoài ra còn có Ma Tử cùng Phượng Vũ cũng được Triệu Bân kêu đi theo, đây đều là những người có vai trò quan trọng nhất trong thành Thiên Thu, tất cả bị kéo đi như vậy nhất định là có chuyện lớn. Bọn họ vừa rời đi thì kiếm nam cũng rời đi. Sau khi uống một ly rượu, cái tên này đã trở nên hết sức bất thường, cả người đỏ bừng. Trước khi rời đi, hắn ta còn kéo theo Mộ Chiêu Tuyết, trông càng lúc càng vội vàng. Đêm nay là một đêm tốt lành. Có rất nhiều kẻ không biết xấu hổ, chẳng hạn như Tô Vũ cũng đang đi theo hai người kiếm nam. Hắn ta còn tóm theo cả Man Đằng to con cùng với tiểu vô niệm ngây thơ chưa hiểu sự đời. Chọn ngày không bằng được ngày. Đã đến lúc cho bọn họ mở mang tầm mắt. Nhưng bọn họ còn chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị mấy lão cường giả Mộ ra đập ngất. Ở thành Thiên Thu có rất nhiều cây cổ thụ, luôn có một vài cây thích hợp cho bọn họ. Ở bên kia, Triệu Bân đã bước lên đỉnh núi cao nhất trong thành. Triệu tập nhiều người đến đây như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì, Ma Tử cầm theo vò rượu, ợ lên một tiếng rồi nói. Đây, của ngươi. Triệu Bân phất tay lấy ra Huyền Vũ Hắc Ma Giáp đưa cho Ma Tử. Ma Tử vừa nhìn thấy thứ đó thì hai mắt đã sáng ngời, hắn ta đương nhiên nhận ra bộ giáp này, mặc dù đã có chút hư hỏng nhưng vẫn có thể dùng tốt, lực phòng ngự vẫn rất mạnh mẽ. Ở thời Man Hoang, ma tướng thứ 8 dưới trướng ma quân có sức phòng ngự mạnh nhất cũng nhờ vào bộ giáp này, sau này nó đã rơi vào trong tay thánh tử Ma Điện. Không cần hỏi, chắc chắn là Triệu Bân đã cướp lấy nó từ trong tay của thánh tử Ma Điện. Như vậy thật ngại quá. Ma Tử tiện tay ném vào rượu đi, ngoài miệng thì nói ngại nhưng tay chân thì lại rất thành thật nhận lấy ma giáp. Đây, của cô. Triệu Bân lại phất tay, đưa ma tâm kính cho Phượng Vũ. Thân là thánh nữ ma gia, Phượng Vũ sao có thể không nhận ra ma tâm kính được, cô ta chỉ không ngờ hôm nay nó lại thuộc về mình. Có được ma tâm kính thì chiến lực của cô ta chắc chắn sẽ tăng vọt. Đa tạ, Phượng Vũ khẽ cười nói. Mấy lão già còn lại đều vuốt râu xoa tay. Có người còn ngáp dài nhìn Triệu Bân bằng ánh mắt không mấy thân thiện, hóa ra ngươi gọi mọi người tới đây là để xem ngươi tặng bảo bối cho người khác. Liếc thì liếc vậy nhưng cũng không có ai lên tiếng bất mãn. Những thứ này đều là vật của ma vực, truyền lại cho thánh tử cùng thánh nữ ma gia thì cũng xem như là vật về nguyên chủ. Nhưng chuyện này dường như chẳng liên quan gì đến bọn họ. Chẳng lẽ Triệu Bân cũng muốn chia bảo bối cho bọn họ? Triệu Bân không nói gì. Chỉ lấy ra bất diệt chiến kích. Đây là... Các trưởng lão ma gia đều cả kinh, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận sai. Đây chính là bất diệt chiến kích, binh khí của ma quân. Khi các cường giả Mộ gia và Bạch gia nhìn thấy nó thì hai mắt cũng sáng lên, khí tức bá liệt đến như vậy thì chắc chắn là bất diệt chiến kích không thể nghi ngờ. Ma quân đã táng diệt 8.000 năm, không ngờ binh khí của ma quân lại nằm trong tay của Triệu Bân, nhất định đây cũng là thứ mà hắn có được từ ma vực. Thanh chiến kích này quả xứng đáng với tên gọi bất diệt, xứng đáng với chủ nhân ma quân của nó. Vèo. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc thì Triệu Bân lại lấy ra một cỗ quan tài, chính là quan tài băng ngọc mà Liễu Tâm Như đã từng dùng trước đây, nhưng bây giờ người nằm bên trong lại là ma tướng thứ 9. Thấy vậy, các trưởng lão ma gia đều nheo mắt lại. Người này nhìn có chút quen mặt, giống hệt người trên bức chân dung được lưu giữ tại từ đường ma gia. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Triệu Bân. Triệu Bân nhẹ gật đầu, xem như là khẳng định. Đây thật sự là thủy tổ của ma gia sao? Các trưởng lão ma gia kích động không thôi, đồng loạt tụ tập lại hành đại lễ. Các cường giả Mộ gia và Bạch gia đều không thể tin được,
bọn họ đều đã từng nghe danh ma tướng thứ 9 dưới trướng ma quân nhưng hôm nay mới có cơ hội được nhìn thấy, không ngờ một thi thể lại có thể được bảo quản tốt đến vậy trong suốt 8.000 năm qua. Nhưng ngẫm lại cũng không đúng, phải nói đây là một thi khôi cấp bậc thiên võ. Như vậy thì lại càng có nhiều chuyện để nói. Theo những gì bọn họ nghĩ thì thi khôi này hẳn là do Triệu Bân cướp được từ thi tộc, đối phương đã giữ được một thi khôi cấp bậc thiên võ thì tu vi tuyệt đối không thấp, yếu nhất cũng phải là cường giả chuẩn thiên đỉnh phong, bọn họ thật sự không thể đoán được làm sao một võ tu cảnh giới địa tạng như Triệu Bân lại có thể cướp được thi khôi này về đây. Tiểu Cửu, Thương Khung nghẹn ngào, gần như sắp bay ra khỏi cổ tay của Triệu Bân để ôm lấy Phù Nhàn. Triệu Bân phóng ra một luồng lôi điện phong ấn lại Thương Khung lên cổ tay. Không phải là hắn không cho phép Thương Khung ra ngoài mà là do trạng thái của Phù Nhàn lúc này sẽ khiến tàn hồn của ông ta bị tổn thương. Dù sao Phù Nhàn cũng không phải là một thi thể bình thường mà là một thi khôi, toàn thân bộc phát sát khí thiên võ nồng đậm, đừng nói là một tia tàn hồn, ngay cả người sống ở đây còn không dám đến quá gần. Tất cả mọi người đều không nói gì, đều nhìn về phía Triệu Bân, trước có Huyền Vũ Hắc Ma Giáp, sau có Ma Tâm Kính, lại có thêm bất diệt chiến kích và thi thể của Phù Nhàn. Hẳn là hắn vẫn còn có nhiều thứ khác, nếu không thì hắn cũng không gọi nhiều người tới đây như vậy. Phải có thâm ý gì đó thì hắn mới tỏ ra nghiêm trọng như thế. Quả nhiên, Triệu Bân sau đó đã lấy ra hai cái hộp sắt, một cái là của Bạch Gia, một cái là của Mộ Gia. Hắn gọi cả Bạch Gia và Mộ Gia đến là vì nguyên nhân này. Đây là vật gia truyền của bọn họ có quyền biết. Về phần Ma Gia thì tất nhiên cũng cần phải biết. Bởi vì người bị phong ấn ở đây mới chính là thủy tổ chân chính của bọn họ. Mọi người có biết đây là thứ gì không? Triệu Bân hỏi. Nghiên cứu bao năm cũng không biết đây là vật gì. Cả lão tổ Mộ gia cùng lão tổ Bạch gia đều đồng thanh nói ra lời này. Nói xong hai người còn liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng hai cái hộp sắt giống hệt nhau này là của hai nhà bọn họ, thảo nào bọn họ lại bị gọi đến đây, vậy Triệu Bân đang muốn tiết lộ bí mật của nó sao? Các trưởng lão Ma gia quan sát mất một lúc lâu cũng không biết đó là thứ gì. Đây là bát bộ phù đồ, Triệu Bân chậm rãi nói. Bát bộ phù đồ, trừ Ma Tử và Phượng Vũ, tất cả các trưởng lão có mặt đều cau mày, hình như bọn họ đều đã từng nghe nói qua, nhưng Triệu Bân chắc chắn rằng bọn họ chưa từng thấy qua. Bát bộ phù đồ là gì, cả Ma Tử và Phượng Vũ đều đồng thanh hỏi. Ma Tử thúc giục chân nguyên ngưng tụ ra một tầng mây bao phủ cơ thể của Triệu Bân. Triệu Bân ngủ say hẳn là đang gặp ác mộng, đôi lông mày cau lại đầy thống khổ, liên tục kêu rên không dứt. Thật lâu sau mới thấy gương mặt trắng bệch của hắn dần trở lại trạng thái an tường, nước da nhợt. Nhạt cùng dần trở nên hồng hào hơn. Các trường là thở phào nhẹ nhõm, tình trạng của hắn đang khá lên, việc hắn tỉnh lại chỉ còn là vấn. Đề thời gian, bầu không khí im ắng đến đáng sợ, nói cách khác. Tâm trạng của tất cả mọi người đều chấn động đến mức còn chưa kịp phản ứng, bất diệt chiến kích, ma tướng thứ 9, tàn hồn. Thương khung bát bộ phù đề thật sự là cái sau càng chấn động hơn cái trước, chẳng lẽ lịch sử của 8.000 năm trước đều đang dần dần tái hiện lại tại thời đại này hay sao? Dưới chân núi, tiệc rượu đã tan. Có rất nhiều người uống đến say xỉn nhưng cũng không vội dùng chân nguyên hóa giải cảm giác say, thành Thiên Thu là một nơi thế ngoại đào nguyên, rất an toàn, một nơi trú ẩn tốt. Không cần phải lo lắng về các cuộc tấn công lén lút, ai cũng có thể đánh một giấc thật ngon. Khi Liễu Tâm Như và những người khác lên núi, Triệu Bân vẫn đang ngủ say. Tình huống gì đây? Lăng Phi ngạc nhiên hỏi, mấy người Lâm Tà cũng quay sang nhìn mấy trưởng lão. Quá mệt mỏi. Câu trả lời của mấy trưởng lão nhất trí một cách đáng ngạc nhiên. Mọi người không tin, nhưng Liễu Tâm Như không dành thế sự thì lại tin vào điều đó cho nên chỉ lặng lẽ đứng canh chừng bên giường. Mọi người không quấy rầy, chỉ yên lặng rút lui. Trước khi rời đi, Ma gia còn mang Phù Nhàn và bất diệt chiến kích đi. Binh khí của Ma quân. Thi thể của Thủy Tổ. Tất cả phải được mang về thờ cúng ở từ đường. Một ngày này toàn bộ Ma gia đều trở nên hết sức bận rộn, không biết có bao nhiêu người chạy đến đại điện từ đường phủ phục xuống bái lạy với thần thái kính sợ, tâm tình hoảng hốt, chính là đang bái tế Ma quân và Thủy Tổ Phù Nhàn. Trên núi chỉ còn lại Triệu Bân và Liễu Tâm Như. Trừ hai người bọn họ thì vẫn còn một tàn hồn của Thương Khung. Hiểu biết của ông ta khá phong phú, không ngờ vừa có thể nhận ra thể tiên linh vừa có thể nhận ra lời nguyền. Cho dù việc ông ta nhận ra lời nguyền chỉ là suy đoán nhưng cũng đã khiến cho Nguyệt Thần rất kinh ngạc.
đúng là phàm giới sản sinh nhiều nhân tài, Thương Khung cũng chính là một trong số đó. Ngày hôm sau, Tử Linh lên núi đưa Liễu Tâm Như đi. Không lâu sau liền thấy Liễu Tâm Như đang ngồi khoanh chân trên đỉnh núi với Tử Linh đứng bên cạnh. Chính Tử Linh đã dẫn nàng vào võ đạo. Tiểu nha đầu này có thiên phú cực kỳ cao, chỉ trong một ngày liền có thể thăng từ cảnh giới ngưng nguyên lên cảnh giới chân linh. Các trưởng lão nhìn thấy vậy thì cả kinh, ánh mắt của ai cũng đăm chiêu. Hai phu thê nhà này toàn là yêu nghiệt. Yêu nghiệt xứng với yêu nghiệt, đây mới là trời sinh một cặp. Nhưng ngẫm lại thì thấy cũng không lạ. Liễu Tâm Như vốn đã có huyết mạch bá đạo, từ sau khi gả cho Triệu Bân thì đa số thời gian đều ở trong trạng thái ngủ say, xảy ra huyết mạch biến dị lại có cơ duyên tự thân niết bàn tiến vào và đạo, năng lượng tích lũy bao lâu đã được phát huy huyết mạch đặc thù của nàng chỉ cần có thể thức tinh một chút thì tất cả năng lực của nàng sẽ được. Cho nên mới nói, nếu cho nàng đủ thời gian thì nàng chắc chắn sẽ còn vượt qua cả đại hạ hồng tước trong tương lai. Ngày thứ ba Triệu Bân mới tỉnh lại. Ngủ một giấc dài, hắn đã gặp không ít ác mộng, nhưng sau khi tỉnh mộng thì tâm trạng lại phấn chấn, tiên lực mênh mông, khí huyết tràn đầy, sinh cơ cuộn trào. Mấy trưởng lão nhìn thấy vậy thì đều vuốt râu thầm nghĩ, cái tên này chắc chắn sẽ sống rất lâu. Tỉnh rồi sao, Thương Khung thản nhiên nói. Ông ta đã không còn ở trong dạng tàn hồn nữa mà đang ở trong xác của Hắc Sơn lão quỷ. Hiện giờ tuy tàn hồn đã nhập thể nhưng vẫn còn chưa hoàn toàn phù hợp với thân thể, điều đó khiến cho mỗi một động tác của Thương Khung đều rất chậm chạp, giơ tay nhấc chân đều hết sức cứng nhắc, ông ta cần có thêm thời gian để dung hợp và kiến tạo lại thân thể. Đợi tàn hồn diễn hóa thành võ hồn. Đến lúc đó ông ta sẽ dần dần biến hình dáng của Hắc Sơn lão quỷ thành hình dáng của Thương Khung trước kia. Nói thật thì khi nhìn thấy gương mặt của Hắc Sơn lão quỷ Triệu Bân liền cảm thấy rất ngứa mắt ngứa tay. Còn có lão tổ Mộ gia và một số trưởng lão Ma gia cũng đều có suy nghĩ này, nhập xác của ai không nhập, lại đi nhập vào xác lão già đó. Người có bệnh, Thương Khung chậm rãi nói. Ta biết, Triệu Bân đáp ngay, nhưng một lát sau hắn mới nhận ra được hình như lão già này đang mắng mình. Ta biết tại sao, Thương Khung lại nói. Ông biết sao, hai mắt Triệu Bân trong phút chốc sáng lên. Lời nguyền, có kẻ đã nguyền rủa ngươi. Thương Khung nhàn nhạt nói, thương thế của ngươi chính là vì vậy mới sinh ra. Triệu Bân nghe thấy lời này thì hai mắt hơi nhíu lại, tại sao hắn lại không nghĩ ra điều này chứ? Lời nguyền tuy vô hình nhưng sức mạnh của lời nguyền là có thật, chẳng trách không ai có thể tìm ra căn nguyên của căn bệnh. Cho đến khi lời nguyền bị phá vỡ thì không được làm chuyện vợ chồng, Thương Khung lại bồi thêm một câu. Triệu Bân đảo mắt liếc nhìn ông ta, lộ ra ánh mắt kỳ quái hỏi, có ảnh hưởng gì sao? Sao, ngươi muốn tiểu nha đầu kia cũng phải chịu nguyền rủa giống như ngươi sao, Thương Khung nói. Đã hiểu, Triệu Bân ho khan nói. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Thương Khung ôm thắt lưng già nua đứng dậy, chống gậy rời đi. Phía sau ông ta, Triệu Bân không ngừng xoa xoa lông mày, vậy mà tối nay hắn còn đang muốn ôm thê tử đi ngủ. Thôi nào, nghĩ ngợi lung tung cái gì chứ. Đừng nghe lời tên ngốc đó, không sao đâu. Đây là lời của Nguyệt Thần. Chỉ cần cô ta còn ở đây, chỉ cần hai lời chúc phúc còn ở đây, chỉ cần bọn họ vẫn chống đỡ được lời nguyền thì mọi chuyện sẽ không có trở ngại gì. Đáng tiếc Triệu Bân không thể nghe được lời của Nguyệt Thần nói. Hơn nữa hắn còn tin vào lời của Thương Khung mà không hề nghi ngờ. Tóm lại, Thương Khung này đúng là kẻ phá bĩnh chết tiệt. Tỉnh rồi sao? Trong khi Triệu Bân đang xoa xoa lông mày thì mấy người Tô Vũ, Lâm Tả cùng Thanh Giao đã đến. Chỉ có Tư Không Kiếm Nam và Mộ Chiêu Tuyết không có ở đó, chắc hẳn là hai người vẫn còn đang nằm bẹp trên giường chưa dậy nổi, dược lực của Cực Lạc Tán quả nhiên rất mạnh. Triệu Bân mỉm cười, xoay người xuống giường. Hắn lấy từ bên trong chiếc nhẫn ma ra rất nhiều bảo bối, hầu hết trong số đó là binh khí, đao thương kiếm kích cái gì cần có đều có, đây đều là những thứ hắn cướp được, dự định mang về cho bạn bè của mình. Như vậy thật ngại quá. Nói thì nói vậy nhưng không có ai cự tuyệt. Tất cả đều bắt đầu tự chọn binh khí cho mình. Phản chiếu dưới ánh nắng ban mai, Triệu Bân đã leo lên đỉnh núi Triệu Gia. Nhìn thấy Liễu Tâm Như đang ngồi khoanh chân trên đỉnh núi, hắn không hề quấy rầy. Nhưng khi nhìn thấy tu vi của Liễu Tâm Như thì hắn cũng không khỏi nhướng mày, nàng đã thật sự thăng lên cảnh giới chân linh rồi sao? Năng lượng tích lũy đã được phát huy. Tử Linh thì thào nói nhỏ,
cô ta đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ đọc một cuốn sách cổ. Triệu Bân nhìn thoáng qua, Tử Linh đã trở thành sư phụ của Liễu Tâm Như rồi sao? Như thế cũng tốt, có Tử Linh dẫn Liễu Tâm Như vào võ đạo thì hắn cũng có thể yên tâm. Nhìn Liễu Tâm Như lần cuối rồi Triệu Bân lại quay người rời đi, hắn vẫn còn có rất nhiều việc phải làm. Hắn mang theo Diệu Ngữ rời khỏi thành Thiên Thu. Cùng đi với hắn còn có mấy người Thanh Giao, Lâm Tà và Mục Thanh Hàn. Bọn họ phải cùng nhau trở về Thiên Tông. Về phần Kiếm Nam về Chiêu Tuyết thì bọn họ không đi theo, Mộ Gia đã đoạn tuyệt với ân chú, nếu như quay lại thì chỉ có một con đường chết. Kiếm Nam là con rể của Mộ Gia, gia tộc của hắn ta rất có thể cũng sẽ bị ân chú trả thù. Nhất định phải đề phòng chuyện này. Về chuyện này thì Triệu Bân từ lâu cũng đã nói rõ ràng. Nếu như có bất cứ nguy cơ nào xảy ra thì mọi người đều có thể đến thành Thiên Thu. Gọi là tị nạn cũng được mà gọi là cùng hội cùng thuyền cũng được, còn hơn là bị thảm sát cả gia tộc. Sau này khi hắn khai chiến với Tử Y Hầu, ân chú và ân minh thì dù cho bọn họ muốn đi hay ở hắn cũng sẽ tuyệt đối không can thiệp. Đến đêm ngày thứ hai thì Triệu Bân mới đến Đế Đô. Mấy người Thanh Giao thì cũng đã về đến Thiên Tông. Triệu Bân không để lộ nhân dạng, hắn khoác hắc bào và đeo một chiếc mặt nạ ma quái khi đi xuyên qua đám đông. Hắn đi thẳng lên căn phòng trên tầng cao nhất Thanh Lâu. Trong phòng có người, chính là Đao Vô Ngân đang cầm kính viễn vọng nhìn sang hình tháp, ông ta vừa thấy hắn tiến vào thì ngay lập tức sửng sốt, bên ngoài sớm đã truyền ra tin tức Cơ Ngân táng thân ở biển chết, sao bây giờ hắn vẫn còn sống. Triệu Bân lễ phép gật đầu chào. Sau đó cũng lấy kính viễn vọng ra. Từ đây có thể nhìn vọng qua tầng 9 hình tháp, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của mẹ mình. Trong lòng hắn đã có sẵn suy tính, hắn sẽ đi trộm lệnh thông hành rồi cứu mẹ ra ngoài. Không biết đến bao giờ thì hai người mới thôi không nhìn nữa. Đao Vô Ngân bình thường ít nói nhưng cũng không nhịn được chủ động mở miệng, sao ngươi vẫn còn sống? Vãn bối mạng lớn, Triệu Bân cười nói. Đao Vô Ngân trầm mặc. Tâm tình tĩnh mịch, chuyện này chắc chắn sẽ gây ra sóng gió. Trước giờ chưa từng có ai bước vào cấm địa biển chết mà vẫn sống sót, tên nhóc này bước vào mà vẫn còn toàn mạng bước ra bằng cách nào, thế nhân chắc chẳng ai có thể biết được. Tất nhiên ông ta cũng sẽ không mang chuyện này đi nói lung tung. Mà Triệu Bân cũng tin tưởng ông ta. Đao Vô Ngân đã sớm biết thân phận của hắn. Họ là những người giống nhau, đồng bệnh tương liên. Triệu Bân không ở lại lâu. Đã nhanh chóng rời Thanh Lâu. Khi đi trên đường phố Đế Đô hắn lại dùng đại địa linh chú cảm nhận, từng tấc một xâm nhập vào lòng đất, có thể cảm nhận được đại địa linh mạch nhưng lại không thể cảm nhận được người trong đại địa linh mạch, có thể do vị trí không đúng, nếu như đang ở Hoàng Cung thì hắn nhất định có thể cảm nhận được, dù sao đại địa linh mạch cũng nằm ngay bên dưới Hoàng Cung. Trong lúc đang suy nghĩ thì hắn đã đến cổng cung. Dừng lại. Thủ vệ vẫn là Lôi Báo, ông ta đang lớn tiếng quát. Triệu Bân đưa ra lệnh bài, là lệnh bài của Thánh tử Thiên Tông, ta muốn gặp Hoàng Phi. Lôi Báo nhìn thấy lệnh bài thì hết sức sửng sốt. Ông ta tất nhiên có thể nhận ra được lệnh bài của Thánh tử. Nhưng chuyện này không đúng, chẳng phải Cơ Ngân đã chết rồi hay sao? Triệu Bân đưa tay ra trong lòng bàn tay có thiên lôi vàng lóe lên, chỉ có Lôi Báo mới có thể nhìn thấy. Nhìn thấy thiên lôi vàng, Lôi Báo mới chính thức lộ ra vẻ không thể nào tin được. Người này thật sự là Cơ Ngân, nhất định là Cơ Ngân, chỉ có hắn mới có lệnh bài của Thánh tử, chỉ có hắn mới có thiên lôi vàng, những thứ đó tuyệt đối không thể làm giả được. Đi theo ta, Lôi Báo nói rồi đích thân dẫn đường. Cũng giống như lần đầu tiên Triệu Bân vào cung, trên đường đi Lôi Báo đều liên tục nhìn trộm hắn, tên nhóc này đúng là yêu nghiệt, thế nhân đều nghĩ hắn đã chết nhưng hắn lại vẫn còn sống. Ông ta thật sự không thể tưởng tượng được một võ tu cảnh giới địa tạng làm cách nào lại có thể toàn mạng thoát ra khỏi cấm địa biển chết. Chuyện hắn còn sống hoàng tộc có biết hay không? Thiên Tông có biết hay không? Có lẽ là bọn họ đã biết nhưng chuyện này tuyệt đối cơ mật cho nên ông ta vẫn chưa có đủ tư cách để biết. Ngự hoa viên. Hoàng Phi còn chưa ngủ, đang đứng trước đình nghỉ mát ngắm trăng. Cho đến khi Triệu Bân bước vào thì Hoàng Phi mới thôi không ngắm trăng, trong mắt không giấu được niềm vui. Đã nói mà, tên nhóc này mạng rất lớn. Bái kiến Hoàng Phi, Triệu Bân chắp tay cúi đầu. Cuối cùng ngươi cũng chịu hiện thân, Hoàng Phi khẽ cười nói. Hoàng Phi biết ta sẽ tới sao? Trực giác của nữ nhân vẫn rất linh nghiệm, Hoàng Phi cười nói. Triệu Bân ho khan, giác quan thứ 6 của nữ nhân quả thật rất thần kỳ.
Đôi mắt đẹp của Hoàng Phi khẽ nheo lại, bà ấy đã nhìn ra được tu vi của Triệu Bân, mới mấy tháng trước hắn còn là võ tu cảnh giới địa tạng tầng 2 thế mà bây giờ đã ở cảnh giới địa tạng tầng 5, bên trong khí tức của hắn còn tiềm tàng một nguồn năng lượng khổng lồ. Đây là tiên lực. Nhìn ra điều này, Hoàng Phi không khỏi kinh ngạc. Một võ tu cảnh giới địa tạng nho nhỏ lấy đâu ra tiên lực. Tiên lực của hắn dường như còn thuần khiết hơn của bà ấy. Chẳng lẽ hắn đã đoạt được tạo hóa nghịch thiên ở cấm địa biển chết? Triệu Bân không nhiều lời vô nghĩa, ngay lập tức lấy ra quan tài ngọc băng, nữ soái đang nằm ở bên trong đó. Thấy vậy, Hoàng Phi khẽ nhăn mày. Bên trong cơ thể của nữ soái có tà ma rất mạnh, Triệu Bân nói. Hoàng Phi không đáp, dường như bà ấy không ngạc nhiên một chút nào. Triệu Bân nhíu mày, tiền bối đã biết từ trước. Biết, tất nhiên là biết, Hoàng Phi thở dài nói. Tà ma bên trong cơ thể của nữ soái là do chính bản cung phong ấn, không ngờ nó lại có thể phá vỡ phong ấn nhanh như vậy, còn gây ra phản vệ đáng sợ. Nếu đã biết thì tại sao còn để cho nữ soái ra chiến trường? Nàng ta là thống soái trời sinh, ai cũng có chấp niệm của nàng ta chính là bảo vệ quốc gia. Ta đã hiểu. Triệu Bân lẩm bẩm, nhắc tới Sở Lam lại có thêm vài phần kính sợ. Ai bảo nữ tử không bằng nam nhân? Sở Lam là nữ soái quân xích diễm, một bông hoa rực rỡ huyết sắc trên chiến trường. Cát bụi trở về với cát bụi, vì sao vẫn còn muốn độc hại hậu bối, Hoàng Phi đứng trước quan tài lặng lẽ nhìn nữ soái bên trong, không biết là bà ấy đang tự nói với chính mình hay là đang nói với ai. Tiền bối có biết tà ma đó là ai không, Triệu Bân cau mày hỏi. Theo ngươi thì đó là ai, Hoàng Phi hỏi ngược lại. Ta không biết, Triệu Bân nhẹ lắc đầu. Với sự thông minh tài trí của ngươi thì một ngày nào đó ngươi sẽ đoán ra thôi. Là ai thì ta cũng không có hứng thú, vãn bối chỉ muốn biết Hoàng Phi có thể cứu được nữ soái hay không. Bản cung sẽ làm hết sức mình, Hoàng Phi nhận lấy quan tài ngọc băng rồi nói, việc này đừng nói cho người ngoài biết. Ta hiểu. Triệu Bân nói xong lại lấy từ bên trong chiếc nhẫn ma ra thêm một người. Người đó chính là Diệu Ngữ. Không sai. Cô ta luôn được Triệu Bân để bên trong chiếc nhẫn ma. Mặc dù cô ta có thể nói chuyện, có thể đi lại và thậm chí còn có thể biểu lộ cảm xúc của con người vào một số thời điểm nhất định, nhưng cô ta quả thực là một người đã chết, nếu không thì cô ta cũng sẽ không thể ở bên trong chiếc nhẫn ma của Triệu Bân. Xác sống. Hoàng Phi thấy vậy thì đôi mắt đẹp lại khẽ nhíu chặt. Bà ấy xác định mình không nhìn nhầm. Tiểu nha đầu này chính là một xác sống. Người đã chết nhưng vẫn tồn tại trên thế gian trong một trạng thái quái dị. Quái dị? Nàng ta là ai? Hoàng Phi nhìn thẳng vào Triệu Bân hỏi. Một người bạn cũ, Triệu Bân hít sâu một hơi nói. Hắn còn chưa nói dứt lời thì đã nghe Diệu Ngữ gọi hắn một tiếng, tướng công. Hoàng Phi nghe vậy thì nhướng mày, thế mà còn gọi là bạn cũ. Ta từng bị mẹ của nàng ta tóm lấy bắt minh hôn, Triệu Bân ho khan nói. Chuyện này, người có nhiều kinh nghiệm như Hoàng Phi mà cũng cảm thấy kỳ lạ. Tất nhiên là bà ấy đã từng nghe nói về minh hôn, đó là một tập tục cổ xưa vẫn còn truyền lại đến tận ngày hôm nay, nhưng không ngờ Triệu Bân lại vướng vào chuyện này, lúc trước khi hắn bị soát hồn cũng không soát ra được đoạn ký ức này. Vì minh hôn cho nên mới trở thành xác sống sao? Hoàng Phi thầm lẩm bẩm trong lòng, rõ ràng là người đã chết nhưng vẫn có thể nói chuyện. Minh hôn trong truyền thuyết quả nhiên vô cùng quỷ dị, ngay cả Hoàng Phi cũng không thể biết được nguyên cớ. Tiền bối có thể cứu nàng ta không, Triệu Bân nhỏ giọng nói. Hoàng Phi không đáp, chỉ đi vòng quanh Diệu Ngữ xem xét. Thật lâu sau bà ấy mới đáp lại, cứ để nàng ta ở đây trước đi, bản cung còn phải nghiên cứu thêm bí quyển. Vừa dứt lời thì Hoàng Phi lại bắt đầu đi vòng quanh Triệu Bân, cẩn thận xem xét như đang nghiên cứu bảo bối. Thỉnh thoảng còn vươn tay nắn bóp tay chân của Triệu Bân khiến cho hắn cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Đừng nghĩ hắn có cảnh giới địa tạng tầng 5 là cao. Đừng nghĩ hắn có 9 phần tiên lực là hay. Nếu như phải chống lại vị này thì cho dù hắn có thi triển kỳ lân hóa thì hắn cũng sẽ bị đánh thành bụi. Dưới cấp bậc thiên võ không ai có thể làm đối thủ của Hoàng Phi. Cho dù là cường giả thiên võ thì Hoàng Phi vẫn có thể đối đầu trực diện. Hoàng Phi khí chất cao quý. Hoàng Phi đẹp như tiên nữ. Hoàng Phi là thiên hạ đệ nhất. Đây là những gì Hoàng Phi đọc được từ tâm ngữ của Triệu Bân. Kỳ thực, chuyện này đều là do Triệu công tử cố gắng nghĩ ra,
hắn biết Hoàng Phi có thể đọc được suy nghĩ của hắn cho nên đã luyện tập từ trước, chỉ lựa lời hay ý đẹp mà nói, chỉ sợ lời nói có thể dùng để ca tụng nữ nhân trong thiên hạ đều đã bị hắn nghĩ ra hết. Như vậy thì hắn có thể lừa được chính mình, cũng có thể lừa được Hoàng Phi, không thể để cho bà ấy đọc được bí mật của hắn. Hoàng Phi có thuật đọc tâm thì hắn cũng có lá chắn của mình, ai sợ ai chứ? Hắn sống đến từng tuổi này, mà vẫn chưa bao giờ nói ra nhiều lời buồn nôn đến vậy. Theo Nguyệt Thần thấy, nếu như hắn cũng biết tán gái như vậy thì bây giờ đã con cháu đầy đàn rồi. Trẻ nhỏ dễ dậy. Hoàng Phi nở nụ cười, thần thái của tên hậu bối này khiến cho bà ấy rất an ủi. Đã nói mà, tên nhóc này đúng là một thanh niên tốt. Bà ấy càng nhìn thì lại càng cảm thấy thuận mắt. Thật lâu sau mới nghe thấy Hoàng Phi nói tiếp, tiên lực ở đâu ra? Có được từ biển chết, Triệu Bân thành thật nói. Bên trong cấm địa rốt cuộc cất giấu bí ẩn gì, Hoàng Phi lại hỏi. Sát trận, Triệu Bân không giấu giếm, tiên trận chu sát. Vậy làm sao ngươi có thể ra ngoài được, Hoàng Phi cười hỏi Triệu Bân. Sát trận có khuyết điểm, ta chui ra từ một vết nứt, Triệu Bân thâm trầm nói. Tên nhóc này rất biết cách nói chuyện. Hoàng Phi nghe xong cũng ý vị thâm trường. Tuy nhiên, những gì Triệu Bân nói đều là sự thật. Hoàng Phi đêm nay rất không có đạo lý, mỗi lần đặt câu hỏi là một lần đọc tâm ngữ, nếu như nói dối cũng sẽ không thể nào lừa được bà ấy, vào lúc này đây cũng là chuyện cần thiết. Tiền bối, ta đã giết được 100 vạn đại quân địch. Triệu Bân cơ chí nói một câu, đảo khách thành chủ. Đương nhiên, hắn nói lời này cũng không phải không có dụng ý, hắn đã lập được một đại công, thân là hoàng hậu của Triều Long Đại Hạ thì nhất định phải thưởng cho hắn một thứ gì đó, nếu không thì quả là không hợp lý. Muốn gì thì cứ nói thẳng. Hoàng Phi cười nói, cũng đã đến lúc nên thưởng cho hắn rồi. Lúc này, Triệu Bân suýt chút nữa đã thốt ra 4 chữ, thả mẹ ta ra. Nhưng cuối cùng hắn vẫn có thể nhịn xuống. Cũng như lúc trước suy nghĩ, hắn vẫn chưa khẳng định được chắc chắn vị thế của mình. Nếu như mẹ của hắn thật sự có liên quan đến một bí mật động trời mà thậm chí ngay cả Hồng Uyên cũng không giấu nổi sự tham lam trong lời nói thì hắn đêm nay cũng đừng hòng chạy được. Cho dù hắn có thể trốn thoát thì vẫn còn mẹ của hắn đang bị nhốt tại hình tháp. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy mình nên thận trọng thì hơn. Ta muốn, đèn Trường Minh. Một lúc sau Triệu Bân mới lên tiếng. Hoàng Phi cau mày, thành thật mà nói bà ấy cũng đã từng nghe nói đến vật này. Linh Lung cũng đã từng tìm bà ấy hỏi xem bà ấy có đèn Trường Minh hay không. Nhưng bà ấy chỉ từng nghe qua chứ chưa từng nhìn thấy, lại càng không biết tác dụng của nó. Bây giờ nghe nói Cơ Ngân cũng muốn có đèn Trường Minh làm cho bà ấy cảm thấy có chút kinh ngạc hứng thú. Bản cung không có. Hoàng Phi khẽ cười rồi lắc đầu. Triệu Bân lộ vẻ tiếc nuối. Đèn Trường Minh không phải là vật bình thường, người bình thường cũng không thể có. Hoàng Phi lấy ra một lá bùa chữ vật, tuy bà ấy không có đèn Trường Minh nhưng vẫn có rất nhiều tài nguyên tu luyện, tất nhiên đều là lấy ra từ quốc khố. Cơ Ngân đã lập công lao lớn như vậy thì cũng chẳng ai có lý do phản đối. Triệu Bân nhận lấy, liếc mắt nhìn lén một cái. Hoàng Phi quả nhiên hào phóng, tài nguyên tu luyện trong bùa chữ vật hết sức phong phú, tiên dược, linh dịch, bí quyển, ngân phiếu, bùa chú, binh khí. Cái gì cũng có, hơn nữa đều là vật phi phàm, số lượng còn rất khổng lồ, có tiền cũng không mua được bên ngoài. Có thứ này chắc chắn ngươi sẽ thích. Hoàng Phi phất tay. Lại lấy ra một lá bùa chữ vật khác. Triệu Bân vừa nhìn thấy nó thì hai mắt đã sáng lên, thiên lôi được phong ấn bên trong lá bùa chữ vật có màu đỏ, lôi quang bộc phát ra còn mang theo ý cảnh yêu mị, chỉ cần liếc mắt một cái liền cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Ngay cả khi nó đã được niêm phong trong một lá bùa chữ vật thì nó vẫn có thể phát ra âm thanh chấn động. Thiên lôi si mị, thưởng cho ngươi, Hoàng Phi cười nói. Đa tạ tiền bối. Triệu Bân lẹ làng nhận lấy rồi liền quay đầu bỏ chạy. Ở sau lưng, Hoàng Phi nhìn theo hắn rất lâu, xem ra trước đây bà ấy vẫn còn quá xem thường Cơ Ngân, trong thế hệ này sẽ không có ai có thể vượt qua được hào quang của Cơ Ngân, kể cả con gái Long Phi của bà ấy. Vẫn còn có một số việc mà đêm nay bà ấy chưa hỏi. Mà cho dù có hỏi thì tên nhóc kia chắc chắn cũng sẽ không nói. Cho dù hắn có nói thì cũng chưa chắc có thể tin được. Cho nên tốt hơn hết thì vẫn nên chưa cho hắn một chút riêng tư, một ngày nào đó chắc chắn mọi. Chuyện cùng sẽ tự sáng tỏ, ví dụ như lại lịch thật sự của Cơ Ngân, bởi vì những thứ mà soát hiện đại. Trận trước đây soát ra vẫn còn lắm sự hờ chồng.
Bên này, Triệu Bân đã rời khỏi ngự hoa viên. Hắn cùng không vội rời đi, chỉ tìm chỗ cởi giày, dùng chân trần cẩn thận cảm nhận bằng đại địa linh chủ hết lần này tới lần khác. Hắn chắc chắn người kia có tiền tài, hắn rất muốn xem thử người đó là ai. Thật lâu cùng không thấy hắn lên tiếng, thỉnh thoảng chỉ thấy hắn hơi cau mày. Dưới mặt đất có càn khôn, nói đúng hơn là một loại lá chắn vô hình, đến đại địa linh chú của hắn cũng không thể nhìn thấu được lá chắn đó, không biết đó là cấm chế do nhà hoàng tộc tạo ra hay do người đó tạo ra, chỉ biết đẳng cấp của nó rất cao, có thể tìm ra được đại địa linh mạch nhưng lại không tìm được khí tức của người kia. Muốn tìm ra cũng không phải là chuyện không thể, chẳng qua là phải tốn rất nhiều thời gian thôi. Hắn đứng đó làm gì thế? Rất nhiều người lẩm bẩm trong bóng tối. Tất cả đều là cao thủ của hoàng tộc, đều là người do hoàng phi phái đến và đương nhiên nhiệm vụ là bảo vệ cơ ngân. Không bao lâu sau, tin hắn vẫn còn sống sẽ được truyền khắp đại hạ, các nước khác cũng nghe được tin chắc chắn là sẽ còn ám sát hắn. Triệu Bân đứng đó gần 15 phút. Trong 15 phút đó, hắn không hề động đậy, đứng yên chỉ như một bức tượng đá. Không ai biết hắn đang làm gì. Ít nhất thì mấy ông già đang đứng trong tối kia đều không biết. Là ngươi. Bỗng nhiên, Triệu Bân đột ngột mở mắt, ánh mắt sáng vụt lên. Hắn đã tìm ra được đó là ai, hắn nên nghĩ đến từ sớm mới phải, đấy là Ân Minh. Thằng danh đó. Triệu Bân cười lạnh lùng, ánh mắt trở nên buốt lạnh. Hắn đã đánh giá thấp Ân Minh. Hoặc nói cách khác là hắn đã đánh giá thấp Ân Chú. Đại tế ti của hoàng tộc thật sự không phải chỉ có cái danh hão, chắc bọn họ cũng biết bên dưới có đại địa linh mạch nên mới tìm đường, lén đưa Ân Minh vào đó. Hèn gì lâu vậy rồi hắn không nghe tin tức gì về Ân Minh. Thì ra là đang trốn dưới linh mạch, không dám hó hé. Hắn dừng cảm nhận và mang giày vào rồi đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ nên làm sao để tóm Ân Minh ra. Xuống đó đánh nhau với hắn ta sao? Rõ ràng đó không phải là cách thông minh vì như thế sẽ kinh động đến hoàng tộc. Nói thẳng cho hoàng phi biết, chắc chắn cũng không được, vì làm như thế thì cũng sẽ đánh rắn động cỏ, có thể kéo Ân Minh ra được nhưng hắn cũng đừng mơ xuống kia thêm lần nào nữa, nhất định hoàng tộc sẽ có phòng bị và sẽ điều tra triệt để. Nói không chừng còn cho hắn uống nước phong tình nữa. Ai bảo linh mạch liên quan đến nhiều thứ, nếu không phải là người của hoàng tộc đại hạ thì không có tư cách biết được. Vì vậy mới nói, tốt hơn hết vẫn là tự mình giải quyết chuyện này. Cho ngươi ở thêm một ngày nữa, ngày mai sẽ tìm ngươi tính sổ. Triệu Bân nhủ thầm trong bụng, so với Ân Minh, hắn càng muốn tìm Bát Nhã nói chuyện hơn. Tại cửa cung, hắn đã gặp một người quen. Nói đúng hơn là kẻ thù, Tử Y Hầu. Trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy Tử Y Hầu, hắn đã kích động đến mức muốn dùng thuấn thân tuyệt sát ngay. Với khoảng cách như thế, nếu như xuất đòn chí mạng thì biết đâu có thể giết được Tử Y Hầu. Dù không giết được lão thì hắn cũng có thể dùng kỳ lân hóa, giết chết tên nham hiểm này. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì hắn đã kìm nén. Nếu hắn giết Tử Y Hầu thì cũng sẽ không thoát được. Giờ đang ở Hoàng Cung, nếu làm kinh động đến Hồng Tước và Hồng Uyên, hắn sẽ bị đánh thành tro. Nếu như ở bên ngoài thành mọi chuyện dễ làm hơn rồi. Dù gì thì xã giao vẫn là chuyện cần thiết nên hắn đã hành lễ chào từ rất xa. Cơ ngân. Tử Y Hầu nhìn thấy Triệu Bân thì hơi nheo hai mắt lại. Hiển nhiên, bọn Dương Huyền Tông và Linh Lung đã không nói cho Tử Y Hầu biết tin cơ ngân vẫn còn sống nên bây giờ, khi lão nhìn thấy người và có thể chắc chắn đối phương là cơ ngân thì liền ngây mặt ra. Chẳng phải tên nhóc này đã chôn thân trong biển chết rồi sao? Sao giờ vẫn còn sống? Vậy mà lão lại không biết chuyện gì cả. Đây là chuyện trùng hợp sao? Hay là có người cố ý giấu giếm lão? Nhưng những chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là sao cơ ngân có thể sống sót trở ra được. Còn khí tức của hắn nữa, còn năng lượng mơ hồ dao động đến vậy, là tiên lực sao? Khi nhận ra đó là tiên lực, ánh mắt của lão liền sáng rực lên, cả Long Triều Đại Hạ chỉ có mỗi mình Hoàng Phi sở hữu tiên lực, hơn nữa cũng chỉ là bán tiên, vậy thì tên nhóc này lấy đâu ra? Có được ở biển chết sao? Lúc đó lão cảm thấy rất rối rắm. Cũng chính vào lúc đó, lão đã mơ hồ nhìn thấy cơ duyên đoạt được đỉnh cấp thiên võ. Mà cơ duyên đó chính là Triệu Bân. Nếu như nuốt chửng Triệu Bân hoặc dùng hắn làm thuốc dẫn để luyện thành đan dược, nhất định lão có thể đột phá. Là sự tham lam, là dục vọng.
chúng khiến lão không kiềm chế được mà ra tay bắt sống Triệu Bân. Nhưng lão đã kiềm chế được. Triệu Bân không dám ra tay trong cung thì lão cũng kiêng dè y vậy. Tốt xấu gì thì Cơ Ngân cũng là công thần của đại hạ. Nếu vô duyên vô cớ bắt Cơ Ngân, nhất định mấy lão tiền bối sẽ không bỏ mặc không lo. Lão chỉ ừ nhẹ một tiếng khi Triệu Bân hành lễ, dáng vẻ khá uy nghiêm, hơn nữa cũng không có cảm xúc gì. Lão vẫn còn nhớ mối thù ở Thiên Tông ngày hôm đó, vì Cơ Ngân mà suýt chút Dương Huyền Tông đã tung ra đại chiêu. Lão là Tử Y Hầu nên đương nhiên không thể nhịn. Đợi đi, sau này nhất định sẽ tìm hai người này tính sạch nợ. Triệu Bân khẽ đi ngang qua, hắn có thể ngửi thấy được mùi tham lam rất chân thật từ trên người lão. Hắn không sợ. Nếu thật sự muốn đánh nhau thì ra ngoài thành đánh, nếu không đập chết được ông thì ta không phải họ Triệu. Triệu Bân ra khỏi cung, về thẳng Thiên Tông. Còn Tử Y Hầu thì đến Ngự Hoa Viên. Hoàng Phi vẫn còn ở đó, bà ấy đã cho Diệu Ngữ đi, chỉ giữ nữ soái và quan tài băng ngọc lại. Tử Y Hầu nhìn thấy thì chau mày và hỏi, sao lại thế này? Trong dự đoán thôi, Hoàng Phi thản nhiên đáp, tâm ma của cô ta càng lúc càng mạnh rồi. Càng mạnh thì càng có hy vọng, Tử Y Hầu nói với giọng đanh thép. Người điên rồi sao, Hoàng Phi lạnh lùng nói, mạng của Sở Lam không phải là mạng người sao. Ta không quan tâm, ta chỉ cần cô ta sống. Tử Y Hầu hét lên, mắt nổi đầy gân máu, đỏ ửng. Lúc này lão đã gay gắt đến mức dữ tợn, giống như một con ác quỷ dưới ánh trăng. Hoàng Phi muốn nói nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng bà ấy cũng chỉ thở hơi ra. Bà ấy đã không thể phân biệt được việc con người ta có chấp niệm là chuyện tốt hay xấu nữa. Bà ấy chỉ biết Tử Y Hầu thật sự đã điên rồi. Dưới ánh sao, Triệu Bân tiến thẳng về Thiên Tông. Hắn vừa mới vào đến cổng của Thiên Tông, cả đám người lập tức chạy ra, Dương Huyền Tông, Linh Lung, Lão Huyền Đạo, Vân Yên, Đan Huyền. Tất cả vây chặt lấy hắn, có vẻ họ đã nhận được tin tức từ Hoàng Phi nên mới đứng đấy chờ, họ đã tìm hắn mất mấy ngày nay rồi. Không ngờ giờ hắn lại tự mò về. Mọi người nhìn thấy hắn thì đều đột nhiên có cảm giác muốn đặt hắn lên bàn, treo thẻ và cung phụng đàng hoàng. Hắn là một nhân tài, có thể trừ tà được. Triệu Bân cười he he. Mọi người cũng cười he he. Sau đó, hắn đã được mời đi uống trà địa điểm được cho ở đỉnh núi của Trương Giác. Cả đám lâu tiền bối tập trung đông như kiến, ai nấy đều tỏ vẻ nghiêm nghị như đang thẩm vấn tội phạm. Vì vậy, Triệu Công Từ nghiêm túc kể lại rất nhiều chuyện cho mấy ông già đã nghe, đọc tiếp tại. Không phải tất cả mọi người đều là Hoàng Phi và cùng không phải tất cả mọi người đều có thể đọc được suy nghĩ của người khác như bà ấy, nên ai kia có thể nói như thật để lừa mấy lão già đó. Không phải nói dóc chứ đến cả bản thân hắn cùng không tìm ra được sẽ hở cuối cùng, ngay cả chính hắn cũng tin là thật. Có thể lừa dối được người ta thì cũng chưa đủ trình. Có thể lừa được cả bản thân mình thì đó mới là ao trình. Đến đêm muộn, Triệu Bân mới được thả xuống núi. Trước khi đi, Triệu Bân lại vơ được không ít tài nguyên tu luyện. Cả tá ở chỗ Hoàng Phi và cả tá ở chỗ trưởng giáo Thiên Tông. Chắc vì tâm trạng tốt nên Dương Huyền Tông cho hắn còn nhiều hơn cả Hoàng Phi. Nói thật, bao nhiêu ngày qua, hôm nay là ngày Dương Huyền Tông vui nhất. Thiên Tông có người nối nghiệp rồi. Đại hạ đã có người kế thừa rồi. Tối nay phải ngủ một giấc thật ngon. Mấy lão già thì không ngừng suýt xoa, mãi đến lúc xuống núi mà vẫn còn thấy ngậm ngùi. Cơ Ngân rất nổi tiếng, nổi tới mức sắp thành cơn sốt rồi, những chiến tích hắn lập nên đều là thần thoại, giết hết nhân tài của các nước, lừa được cả trăm vạn đại quân, dù đến Nam vực vẫn không để mất mặt đại hạ, đến cả cấm địa cũng không nhốt được hắn kia mà, kỳ tài như hắn thì cả ngàn năm cũng chưa chắc gặp được một người. Lần tiếp theo là ở đâu? Trên con đường nhỏ giữa núi. Vân Yên đi ngang hàng với Triệu Bân. Người hỏi là Vân Yên, còn lần tiếp theo trong câu nói của cô ta cũng được dùng rất đúng chỗ, trước đó là Ma vực, sau lại đến Biên Quan, sau nữa là Nam vực, có vẻ như đồ đệ nhà cô ta đi đến đâu là hót hòn hót đến đó, nếu lần sau còn ra ngoài rong chơi thì chắc chắn sẽ lại có một đại công. Không đi nữa, mệt rồi. Triệu Bân mệt mỏi trả lời, giọng điệu đầy cảm xúc. Đương nhiên là Vân Yên sẽ không tin mấy lời quỷ quái này. Vài lần trước hắn cũng nói rất thật nhưng sau đó thì sao? Ngoảnh mặt là không thấy đâu nữa rồi, cứ nghe được tin hắn thì ắt hẳn là sẽ có chuyện kinh thiên động địa, chẳng hạn như biên quan Đông Nam, bọn họ ở bên này đang đứng ngồi không yên thì bên kia hắn đã chơi một vố cả trăm vạn đại quân,
ngoan ngoãn một chút, nếu không sư phụ sẽ phát cáu đấy. Vân Yên nói câu đó chẳng có vẻ gì là đang nói đùa. Triệu Bân liếc mắt nhìn Vân Yên từ trên xuống dưới, sư phụ cũng thú vị thật, cũng đã nửa đêm rồi, đang dọa đồ đệ đấy sao? Dẫu biết là người đã tăng cấp lên cảnh giới chuẩn thiên nhưng có vẻ như người đã không thể đánh lại ta rồi. Đừng để ta gặp người ở bên ngoài, nếu không ta cũng tìm cho người một cái cây cổ lệnh đấy. Đến dưới đỉnh Thanh Vũ thì Vân Yên mới rời đi. Cô ta đi rất xa rồi mà vẫn không quên quay lại nhìn, khi thấy Triệu Bân lên đỉnh Thanh Vũ thì trong lòng mới yên tâm. Nhưng sau khi cô ta đi, Triệu Bân lại xuống núi. Hơn nữa, hắn còn cầm theo kiếm xuống núi, đi thẳng đến đỉnh núi của Bát Nhã. Thiên Tông dưới ánh trăng vô cùng yên tĩnh. Triệu Bân rời đỉnh Thanh Vũ là không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Các tiền bối âm thầm theo bảo vệ hắn đều chạy ra, ai nấy cũng gãi đầu. Bên này, Triệu Bân đã lên đỉnh Vũ Hóa. Vì lần trước gây động tĩnh quá lớn nên lần này hắn đã lén lút lên đó. Nhưng sau khi lên núi, hắn không thấy Bát Nhã đâu, cũng không ngửi thấy khí tức của Bát Nhã. Cơ Ngân! Đột nhiên, một giọng nói cất lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Đương nhiên đó là chủ nhân của đỉnh Vũ Hóa Ngọc Cẩn với bộ đồ màu trắng. Cô ta nhìn thấy Triệu Bân, gương mặt có vẻ khá ngạc nhiên, sau khi chắc chắn là Cơ Ngân, trong ánh mắt lại là cảm xúc không thể tin nổi. Chẳng phải tên nhóc này đã chôn thân ở cấm địa biển chết rồi sao? Chuyện này đã truyền khắp đại hạ, Thiên Tông và người của hoàng tộc đều biết, sao hắn lại còn sống? Xem ra tin tức truyền đi đã có nhầm lẫn. Cũng có thể là do đại hạ tung hỏa mù, để che mắt các bên. Sư bá, Bát Nhã đâu? Triệu Bân hỏi. Ngọc Cẩn lấy lại tinh thần, liếc nhìn thanh kiếm trong tay Triệu Bân rồi mới bình thản đáp, ra ngoài rèn luyện rồi. Đi đâu rèn luyện rồi? Triệu Bân gạn hỏi thêm một câu. Ngươi có thủ oán gì với Bát Nhã? Ngọc Cẩn hỏi ngược lại. Còn nhớ hôm đó, Triệu Bân đã phá phong ấn, cầm kiếm lên núi, không nói một lời là đòi giết Bát Nhã, nếu không nhờ Bát Nhã nội công thâm hậu. Sớm luyện được kim Phật hộ thể thì e là đã bị Cơ Ngân giết chết chỉ với một kiếm từ lâu rồi. Sau đó cô ta đã từng nhiều lần hỏi đồ đệ của mình và chắc chắn là không có thủ oán gì với Cơ Ngân cả. Nhà Phật nói nhân quả. Ta và cô ta có nhân quả chưa được giải quyết. Triệu Bân cất kiếm rồi quay đầu bỏ đi. Không có Bát Nhã, nán lại đó cũng chẳng để làm gì. Ngọc Cẩn hơi trao mày. Hai chữ nhân quả bao hàm rất nhiều việc. Câu trả lời của Cơ Ngân chẳng khác nào không trả lời. Lúc Triệu Bân xuất hiện trở lại, hắn đã ở đỉnh Ngọc Tâm rồi. Hắn đến thăm Long Phi, đã gần nửa năm không gặp cô ta rồi. Lần này hắn đến, cô ta vẫn còn đang ngủ say, không có bất cứ dấu hiệu nào của việc thức tỉnh. Vù! Lúc hắn đang nhìn thì Long Phi đã thăng cấp. Hơn nữa, còn tăng liền một lúc hai cảnh giới nhỏ, trở thành Huyền Dương đỉnh cao. Cũng đúng. Vốn dĩ Long Phi đã là cảnh giới Huyền Dương đỉnh cao, chỉ có điều để thích hợp với khế ước cộng sinh, cô ta đã bị Hồng Nguyên ép giảm tu vi, giờ xem như quay lại cảnh giới cũ. Hắn không biết lúc này Long Phi đang ở trạng thái gì nhưng tu vi của cô ta lại đang gia tăng ổn định từng chút một khi ngủ say, sau khi quan sát thì mới biết là do cửu vĩ. Trước đây vì cửu vĩ biến dị, Long Phi không chịu nổi sức mạnh của nó nên việc thăng cấp đã bị cản trở nghiêm trọng. Giờ không còn rào cản nữa nên đương nhiên là sẽ phát huy dần những gì được tích lũy. Cứ đợi đi. Không bao lâu nữa, nhất định Long Phi sẽ lên cảnh giới địa tạng thôi. Với khả năng thiên phú của cô ta thì tu vi của cô ta cũng nhất định sẽ có khả năng tăng vụt. Tiểu Kỳ Lân kêu lên và chạy ra khỏi đan hải. Nó nhảy lên giường của Long Phi, ngửi tới ngửi lui. Gào. Đột nhiên có một tiếng gầm phát ra từ trong người Long Phi. Nhóc con sợ đến giật mình, quay đầu chạy trở về lại, có lẽ vì cảm thấy quá mất mặt nên nó đã hướng về Long Phi và gầm lên một tiếng đầy cao ngạo khiến cửu vĩ hồ trong người Long Phi không dám lên tiếng lại cả một lúc lâu, vốn tưởng đâu là một con tôm tép nhãi nhép, ai ngờ đâu mở mắt ra xem thì lại là một con tiểu kỳ lân. Triệu Bân mở thiên nhãn, nhìn một lúc lâu. Cửu vĩ đã tỉnh, vậy thì không lâu nữa vật chủ Long Phi cũng sẽ tỉnh lại. Vì vậy... Nếu như ân minh còn dám chơi liều thì hắn cũng không ngại diệt luôn hắn ta. Hắn nhìn lại lần nữa rồi âm thầm rời đi. Trên đỉnh Thanh Vũ, Thanh Giao và Lâm Tà đang ngon giấc. Lúc Triệu Bân lên núi thì vừa hay gặp Mục Thanh Hàn đang ra khỏi rừng trúc, mái tóc dài ướt sũng, có lẽ là vừa mới bị ướt mưa,
trên bờ vai còn vương những hạt mưa, áo dính chặt vào người, để lộ thân hình yêu kiều. Mục Thanh Hàn thấy Triệu Bân thì vội khoác áo khoác. Tưởng đâu đêm tối không có ai, ai ngờ Triệu Bân lại về lúc nửa đêm. Ta đâu có phải kẻ trộm đâu. Triệu Bân bĩu môi, có che thì ta vẫn có thể thấy được. Có điều, hắn là người có vợ nên vẫn phải biết giữ thể diện. Bái kiến sư phụ rồi sao? Mục Thanh Hàn nghiêm túc hỏi. Triệu Bân gật nhẹ rồi ngồi xuống dưới gốc cây cổ thụ, phủi bụi trên người. Sư phụ có biết không? Mục Thanh Hàn phất tay áo, đưa tới cho Triệu Bân một bầu rượu. Triệu Bân không trả lời, im lặng coi như phủ nhận. Hắn buộc phải giết Vân Phượng, vậy nên có những thứ Vân Yên không biết sẽ tốt hơn. Đêm đã về khuya, trời ngày một tối hơn. Không rõ do rượu mạnh hay do cơ thể mệt mỏi mà Triệu Bân đã nằm dưới gốc cây ngủ một giấc. Mục Thanh Hàn chưa đi, nàng ta yên lặng nhìn hắn hồi lâu. Từ khi Triệu Bân gia nhập Thiên Tông, đây là lần đầu Mục Thanh Hàn quan sát hắn một cách nghiêm túc. Nàng ta dường như có thể nhìn thấu được lớp mặt nạ của Triệu Bân, có thể thấy được bộ mặt thật của hắn. Rõ ràng hắn mới chỉ khoảng 20 tuổi nhưng không hiểu sao, trên người hắn lại có sự bi thương vượt thời gian rất không khớp với độ tuổi. Trên con đường phục thù, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì? Hắn ngủ ngon lành, còn nàng ta cứ thẫn thờ ngắm nhìn, thẫn thờ đến mức vô thức đưa tay ra, gạt chút tóc đang vương trên mặt hắn rồi vuốt nhẹ lên khuôn mặt ấy, muốn xóa sạch chút máu còn sót lại. Cạch! Đột nhiên, cánh cửa một phòng trong tòa lầu bật mở, ai đó ôm bụng chạy ra, có lẽ uống quá nhiều thuốc sổ nên đau bụng rồi. Lúc đi ngang qua cây cổ thụ, hắn bỗng khựng lại, Tình cảnh gì đây? Mục Thanh Hàn vội vã thu tay lại, nhanh chóng rời đi, trên mặt còn ửng hồng. Man Đằng không hiểu chuyện gì, vội vã chạy đi. Lúc quay lại, trên mặt của hắn ta hiện rõ hai chữ sảng khoái, trông thấy Triệu Bân nằm ngủ dưới gốc cây, Man Đằng cảm thấy không đành lòng. Lúc quan trọng, vẫn là phải dựa vào huynh đệ tốt, ngủ dưới đất như này, nhỡ cảm lạnh thì sao? Có điều, một kẻ từng chôn sống hàng trăm vạn quân địch, đến cả động tác chăm sóc người khác cũng có phần thô bạo. Ai mà bị hắn ta tóm trong tay, nhìn tới nhìn lui kiểu gì cũng rất giống một con gà còn đang mơ ngủ. Bịch! Nhanh chóng, cửa phòng của Thanh Giao bị đạp tung. Xong rồi, Man Đằng quẳng Triệu Bân vào trong phòng. Tên này đúng là hiểu chuyện lắm, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại cho người ta. Thanh Giao bị đánh thức. Vừa nhìn đã thấy Triệu Bân đang lau máu mũi. Động tác của Man Đằng quá thô bạo, Triệu Bân bị va đập liên tục. Uống nhiều quá, đi nhầm phòng rồi. Triệu Bân cười gượng một tiếng, lau máu mũi rồi bước đi. Đi nhầm thì đi nhầm. Khuôn mặt Nguyệt Thần tràn đầy tiếc nuối, cả ngày đối phó với nguyền rủa, cơ thể đang uể oải, cần xem một màn hành động kịch tính để lấy lại tinh thần. Chiếc giường lớn như vậy, ngủ giam ba người cũng không thành vấn đề, sao cậu nhóc này không làm nổi chứ? Triệu Bân đã quay về phòng, tiện tay lấy ra Thiên Lôi Si Mị. Thiên lại của hắn rất tự giác, tự động nhảy ra Thiên Lôi Si Mị mặc dù có linh tinh nhưng không có lệnh trẻ quá trình dung hợp về cùng thuận lợi. Thiên lôi màu vàng ứng, càng ông càng thuần túy, xuất hiện trong lòng bàn tay, giống như một hành tinh nóng đến phát sáng, tiếc là chi đẹp thôi chưa đủ, nó không thể nâng cấp được, muốn nâng cấp thiên lôi đúng là khá như lên trời, đọc tiếp tại hắn chưa ngủ, vẫn tiếp tục bận bịu. Huyền giáp bị tàn phá, cần phải sửa chữa. Ô kim tiên võng bị phá hủy. Cũng cần thời gian khôi phục. Đêm nay không hề yên bình, chỉ vì một tin tức đã truyền khắp bốn phương ngay trong buổi tối, tin gì đây? Chính là tin Cơ Ngân vẫn còn sống. Tất cả những người nghe được điều này đều cảm thấy kinh ngạc, người vào cấm địa biển chết vẫn có thể sống quay về sao? Người ở Nam vực cảm thấy hết sức hoang mang, các phương triều lớn cũng hoảng sợ, sau đó, cả người đổ mồ hôi lạnh. Còn sống, tên yêu nghiệt Cơ Ngân ấy vẫn còn sống. Đây chẳng phải tin tốt lành gì. Vậy nên, cao thủ ở các nước đã ám sát Cơ Ngân lúc trước lại tụ tập với nhau. Hơn nữa, những người có mặt trong lần này còn có danh tiếng lớn hơn. Còn cả sát thủ của La Sinh Môn, nhận tiền nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ, vậy nên buộc phải tiếp tục liều mạng. Đúng là rất kỳ lạ, sao có thể thoát khỏi cấm địa biển chết chứ? Cái gì, Cơ Ngân vẫn còn sống. Vô cùng chính xác, hiện giờ hắn đang ở đỉnh Thanh Vũ. Thật sao? Thiên Tông vào sáng sớm vô cùng náo nhiệt, tiếng bàn luận liên tiếp vang lên, ngoại trừ trưởng giáo dòng chính và các cao tầng thực sự thì không ai biết được Cơ Ngân vẫn còn sống, cũng chẳng ai thực sự tin cho lắm.
Chính vì thế, rất nhiều người tập trung dưới đỉnh Thanh Vũ. Chăm nghe không bằng một thấy, gặp được người thật mới tin. Tiếc là không ai lên được trên đỉnh núi. Trưởng giáo có lệnh, bất kể ai cũng không được phép quấy rầy đỉnh Thanh Vũ. Hơn nữa, đỉnh Thanh Vũ lúc này được canh giữ rất nghiêm ngặt. Không chỉ có những cấm chế vô cùng đáng sợ được sắp đặt mà còn không ít trưởng lão đạt tới chuẩn thiên ẩn núp. Xông lên thì cũng không thành vấn đề, chỉ là cần chuẩn bị tốt tâm lý chịu đòn mà thôi. Trong vẻ mặt của các đệ tử, trưởng lão, ai ai cũng phô diễn đủ các loại hình biểu cảm, có vui mừng, có tức giận, cũng có cả kiểu bình chân như vậy. Còn kẻ thù, e là sau này ngủ không ngon rồi. Tin vui này có phần đáng sợ. So với dưới núi, cảnh tượng ở trên núi lại yên bình hơn nhiều. Khói lửa vần lượn, ai làm việc người nấy. Đám người Thanh Giao thì bận rộn trong bếp. Đám người Tô Vũ thì đứng dưới gốc cây, chen chúc nhau xem khỉ. Còn Man Đằng chính là con khỉ đó, bị Triệu Bân đập cho một trận rồi treo lên cây. Cuối cùng, mọi người vẫn không biết vì sao Triệu Bân lại đánh Man Đằng. Có lẽ do nhìn tên này ngứa mắt. Mấy cô gái được một trận cười thầm, nhất là Mục Thanh Hàn, đêm qua nàng ta trốn trong phòng nhìn thấy rõ mọi chuyện. Thanh Giao hơi ngượng ngùng, dường như đoán ra được điều gì đó. Người bình thản nhất vẫn là Triệu Bân. Tuy cả nửa đêm không được ngủ nhưng trông hắn vẫn rất có sức sống. Cũng phải, tên này ngoại trừ thận không tốt ra, những chỗ khác cũng chẳng có vấn đề gì. Nói tóm lại, bầu không khí vẫn rất ôn hòa. Đợi đến lúc sơn hào hải vị được bày lên đầy bàn, toàn bộ đỉnh Thanh Vũ đều bao trùm bởi mùi thức ăn thơm phức. Sau bữa cơm, Triệu Bân xuống núi một mình. Còn sống thật kìa. Những người đứng đợi ở dưới núi đều mắt sáng như đuốc. Tin rồi. Lần này, tất cả mọi người đều tin rồi. Lời đồn là thật, Cơ Ngân không chết. Hắn bị gài bẫy một trận ở biên ải, làm loạn Nam Vực một phen, quanh quẩn ở biển chết một vòng mà vẫn sống sờ sờ trở về. Chào buổi sáng. Triệu Bân cười từ thiện, sau đó rời đi. Mọi người đưa mắt nhìn theo, vẻ mặt hoang mang. Sau đó thấy được trên người Cơ Ngân ẩn chứa thứ gì đó rất thần bí, rất nhiều người đều muốn biết được sự thật, ví dụ như, Triệu Bân làm thế nào mà đến được biên ải chỉ trong một ngày, làm sao có thể thoát khỏi cấm địa biển chết. Suy đi tính lại, e là bọn họ không đủ tư cách để biết. Ở một nơi khác giữa các ngọn núi, không biết Huyễn Mộng từ đâu nhảy ra. Trong phủ của Đại Tế Ti, có nội thám của Ma gia, Triệu Bân hỏi nhỏ. Đương nhiên là có, Huyễn Mộng nhìn phía sau. Chỉ mấp máy môi. Nếu ông ta ra khỏi phủ thì báo cho ta, Triệu Bân lại nói. Không phải ngươi muốn trà trộn vào Đại Tế Ti để trộm báu vật đấy chứ, Huyễn Mộng nhớn mày. Tự làm, đủ ăn đủ mặc, Triệu Bân cười. Triệu Bân không có hứng thú với báu vật của ân chú, thứ mà hắn muốn là lệnh bài thông hành. Với sức mạnh tu vi hiện giờ của hắn, muốn cứu mẫu thân, thứ quan trọng nhất là lệnh bài thông hành. Chỉ cần lấy trộm được nó. Không cần quá lâu, nửa canh giờ là được. Huyễn Mộng nhíu mày, dường như đoán được điều gì đó. Nói thật, cô ta không muốn Triệu Bân mạo hiểm như vậy. Đại Tế Ti không phải một nơi bình thường, ân chú tinh thông trận pháp và mấy thứ bàng môn tà đạo. Ở trong phủ có rất nhiều bẫy, động vào bất kỳ cái nào cũng có thể gây ra những khó khăn khôn lường, thậm chí là mất mạng. Nhưng cô ta biết, mình không cản nổi. Chuyện liên quan đến Phủ Dung. Không ai có thể ngăn được Triệu Bân. Ra khỏi Thiên Tông, Triệu Bân đi thẳng tới Hoàng Cung. Hoàng Phi có ở đó, đang đọc sách cổ ở Ngự Hoa Viên. Có lẽ cả đêm qua bà ấy không ngủ, bên trong, bên ngoài của chòi nghỉ đều là sách. Tham kiến Hoàng Phi, Triệu Bân chắp tay làm lễ. Cứ ở Thiên Tông là được, sao lại chạy lung tung tới đây, giọng của Hoàng Phi có phần giận dữ. Ta đến để thăm nữ soái và Diệu Ngữ. Triệu Bân vừa nói. Tay vừa nhặt những cuốn sách rơi vương vãi trên đất, tiện liếc mắt nhìn. Trong sách cổ có ghi những bí mật mà ở bên ngoài sẽ không thể thấy được, trong đó phần lớn liên quan tới ma quỷ, người thực vật và tu vi cạn kiệt. Hắn chưa từng biết tới những thứ này. Nếu không sao lại có người nói Hoàng Phi của Đại Hạ thu thập những cuốn sách thần bí, đúng là không giống người thường. Bản cung còn có thể bán được sao, Hoàng Phi cười nói. Triệu Bân cười khẩy, người có tìm được cách giải cứu chưa? Đúng là đánh đố ta rồi, đâu dễ gì cứu như thế, Hoàng Phi đáp lại. Triệu Bân không hỏi thêm gì nữa, ngồi trên tảng đá trong chòi nghỉ mát, vùi đầu vào đọc những cuốn sách cổ.
những cuốn sách này không thấy được ở bên ngoài, hiếm có cơ hội mới gặp được, hắn lại là người học rất nhanh, sao có thể bỏ qua chứ? Chưa biết chừng, tìm thấy cách giải cứu ở đây. Hắn một công đôi việc, vừa đọc sách cổ, vừa dùng đại địa linh chú cảm nhận. Quả thực, ân minh vẫn còn ở đại địa linh mạch. Tính theo vị trí, hắn ta đang ở ngay bên dưới chỗ này. Nếu nói với Hoàng Phi chuyện này, bà ấy sẽ đích thân xuống dưới, lôi ân minh ra. Vậy nên hắn sẽ không nói. Đợi trời tối, hắn sẽ xuống dưới đó đi một vòng. Ngươi đến thăm Phi Nhi chưa? Hoàng Phi nói. Ta thăm rồi, nàng ấy ngủ rất ngon, Triệu Bân vừa lật dở sách cổ, vừa đáp. Cảm thấy Phi Nhi như nào? Hoàng Phi cười, hỏi. Rất gợi đòn, Triệu Bân buột miệng nói một câu. Ý thức được bản thân hơi mất tập trung, hắn vội vã sửa, rất đẹp. Không có ý gì khác sao, Hoàng Phi liếc mắt nhìn. Có, nhưng không dám, Triệu Bân có sao nói vậy, dáng vẻ nghiêm túc. Còn có việc mà ngươi không dám, Hoàng Phi bị chọc cho bật cười. Có điều bà ấy rất hài lòng với câu trả lời của Triệu Bân. Nếu đã có ý thì có trò hay rồi. Mặc dù bà ấy là hoàng hậu của đại hạ nhưng không phải người cổ hủ. Đàn ông mà, tam thê tứ thiếp là chuyện thường, chủ yếu là con gái của bà ấy rất hợp với tên nhóc này. Cả hai đều là vật chủ, một kỳ lân, một cửu vĩ, vô cùng xứng đôi vừa lứa, trời sinh một cặp. Về vấn đề trò chuyện, e là không cùng một chủ đề. Cũng giống như Triệu Bân và Hoàng Phi lúc này, hai người nói chuyện không cùng một ý. Ý mà Triệu công tử nghĩ tới. Là bắt trói Long Phi. Xong chuyện sẽ tìm Hoàng Phi để kiếm chút tiền tiêu. Còn không dám là sợ Hoàng Phi nổi giận. Còn cả Hồng Uyên và Hồng Tước nữa, hai người bọn họ có thể đánh tan xác hắn. Dũng cảm lên, Hoàng Phi lại cười. Nghe thấy vậy, Triệu Bân hơi nhíu mày, điều này, không phù hợp cho lắm. Trong lúc hai người nói chuyện, có người bước vào ngự hoa viên, người này mặc một chiếc áo mãng bào, hơn nữa còn lấp lánh, vô cùng chói mắt. Đây chẳng phải ân chú sao? Lâu rồi chưa gặp lão ta, khí tức của ân chú lại mập mờ hơn, sớm đã đứng đầu chuẩn thiên rồi. Chưa biết chừng, khi gặp được cơ duyên, lão ta có thể bước vào cảnh giới thiên võ. Vậy nên, vài chuyện cần phải làm gấp. Ví dụ, đến trộm lệnh bài thông hành ở phủ đại tế ti. Chuyện này là tiếng lòng của Triệu Bân, phải nhanh chóng cứu mẫu thân. Chưa biết chừng, ngày nào đó tự y hầu lên cơn, lấy mẹ của hắn ra để uy hiếp. Buộc hắn và người nhà họ Triệu ra mặt, lúc này thực sự khó đối phó rồi. Cơ Ngân. Thấy Triệu Bân, sắc mặt của đại tế ti bỗng trở nên hung hãn. Vì Cơ Ngân mà ân minh bị đánh đến tàn phế. Còn lão ta cũng bị bắt chẹt cả một đống tiền. Đường đường là đại tế ti của hoàng tộc, không chỉ mất tài sản mà mặt mũi cũng bay sạch. Vậy nên không thể kiềm được lửa giận, lão ta sát khí cuồn cuộn, hoa cỏ trong ngự hoa viên cũng lần lượt đóng băng, mất đi màu sắc. Trong mắt Triệu Bân bỗng phát ra tia nhìn lạnh lẽo, muốn động dụng tới thuấn thân tuyệt sát. Trừ khử được ân chú tại đây cũng giải quyết được rất nhiều rắc rối. Suy nghĩ thì luôn đẹp vậy. Nguyệt Thần liếc mắt đầy ẻ ní. Không phải cô ta coi thường Triệu Bân, nhưng đừng nói là một, cho dù có 10 triệu bản cùng chưa chắc đã là đối thủ của an chú, đại tế ti của hoàng tộc không chỉ đơn giản là cái danh xưng đâu. Thuần thân tuyệt sát không có tác dụng với là ta, cho dù có kỳ lân hóa cũng vẫn bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Phàm giới rất thú vị, phàm giới có rất nhiều người thú vị. Và ân chú là một trong số đó. Đây là hoàng cung. Hoàng Phi lạnh lùng nói, có chút thiên lực phảng phất, làm giảm đi khí thế của ân chú, cũng ngăn được thuần thân mà Triệu Bân định sử dụng. Điều này khiến Triệu Bân ngạc nhiên vô cùng. Hoàng Phi có thể nhìn thấu được bí thuật thiên nhãn của hắn. Bà Hoàng Phi này mở bắp gì vậy? Hoàng Phi của đại hạ đáng sợ vậy sao? Một cây bắp cải ngon như vậy, sao lại để Long Chiến chiếm được chứ? Hừ! Ân chú lạnh hừ một tiếng, cố gắng nén lại sát khí. Triệu công tử cũng chẳng sợ, dọa ta cũng vô dụng. Chỉ một lần này, Hoàng Phi rất điềm tĩnh, bà ấy vừa nói với ân chú, vừa cảnh cáo, cũng là mệnh lệnh. Trước mặt bà ấy mà ân chú còn dám ngông cuồng hỗn xược như vậy. Lão ta tưởng đây là phủ đại tế ti thật à? Đúng là trò đùa, uy nghiêm và khí thế của bà ấy sừng sững như núi. Lão phu lỗ mãng rồi. Không biết là kiêng dè Hoàng Phi hay kiêng dè thân phận của Hoàng Phi nhưng ân chú đã thực sự biết sợ. Triệu Bân cũng thế, hắn phải nể mặt Hoàng Phi chứ.
Nếu thực sự đánh nhau, hắn không ngại hẹn ân chú ra đánh một trận. Nguyên liệu mà ngươi cần. Hoàng Phi nói rồi phất tay áo, một chiếc hộp vuông vức bằng ngọc bay ra. Ân chú tiện tay đón lấy, đôi mắt già nua hấp háy ánh sáng. Cỏ hồng liên linh tâm. Triệu Bân thoáng nheo mắt, chiếc hộp bằng ngọc tuy được phong ấn cẩn mật nhưng khó lòng thoát khỏi đôi mắt thấu thị của hắn, hắn vẫn nhìn ra được bên trong đựng gì. Đây là một cây cỏ màu đỏ, đỏ tươi như sắp chảy ra máu, trùng hợp làm sao khi hắn nhận ra, vì từng thấy trong bí quyển, hôm nay là lần đầu thấy vật thật. Thứ này là loài cây đã tuyệt tích. Thật không ngờ, trong tay Hoàng Phi lại có một cây. Nếu biết Hoàng Phi có thì đêm qua hắn cũng lên tiếng xin rồi, phen này thật hời cho lão ân chú quá. Lấy cỏ hồng liên linh tâm chắc hẳn là đem đi luyện đan, vả lại, cấp bậc của đan dược này cũng không thấp. Đa tạ Hoàng Phi. Ân chú nhận xong quay người đi luôn. Trước khi đi, lão ta không quên đảo mắt liếc nhìn Triệu Bân, sát khí trong đó vô cùng lạnh lẽo. Lão ta đi rồi, Triệu Bân mới ôm ngực. Đau quá. Đau lòng quá. Coi chừng ân chú, Hoàng Phi thờ ơ nói. Nếu ta bị lão ấy tiêu diệt, tiền bối có báo thù cho ta không? Triệu Bân hỏi một câu. Vậy cũng phải đánh nổi lão ta mới được, Hoàng Phi hít một hơi thật sâu. Lời này được thốt ra khiến Triệu Bân phải nhướng mày. Hoàng Phi Vũ Linh được xưng tụng là cường giả mạnh nhất trong thiên hạ mà không đánh nổi ân chú. Hoàng Phi không nói rõ hơn, nhưng câu nói của bà ấy bao hàm rất nhiều thâm ý, bất giác phủ thêm một lớp màng thần bí lên người ân chú. Triệu Bân không biết, cũng không tin, ân chú mạnh đến thế sao? Mặt trời lặng lẽ ngả về Tây. Đến lúc này, Hoàng Phi mới gập sách cổ, ra khỏi Ngự Hoa Viên như một cơn gió. Sau đó, bà ấy không quên gửi lại một câu thoảng qua, chớ đi lung tung trong hoàng cung. Đã rõ. Triệu Bân thu dọn bí quyển, đi dạo một vòng quanh Ngự Hoa Viên, tay chân còn không thành thật. Phàm là nơi nào hắn đi qua, kiểu gì cũng thiếu đi vài thứ, ví dụ như cây cỏ, loại này cũng chân quý, hắn nhổ cả gốc lẫn rễ, nhét vào trong chiếc nhẫn ma. Thấy Ngự Hoa Viên không có ai, hắn còn lén lút chui vào một tòa lầu các. Nghe nói ngày thường Hoàng Phi vẫn nghỉ ngơi ở đây, chưa biết chừng bên trong ẩn giấu báu vật. Đùng, binh, á. Sau đó là những âm thanh như vậy. Khi chui ra, Triệu Bân phải chống tay vào eo, tóc tai rũ rượi, khóe miệng rỉ máu, trên vai còn có vết máu nhỏ như đầu ngón tay, trông bộ dạng này chắc hẳn là bị mũi tên nào đó đâm xuyên qua. Có trời mới biết bên trong lầu gác này có cấm chế, còn có không ít cơ quan. Hắn vừa tiến vào đã rơi ngay xuống một vực sâu. Sau đó hứng chịu một trận nổ tanh bành. Tóm lại, đó là một cái bẫy. Tiểu Hữu, sao lại nhếch nhác thế này? Cách đó không xa, bà lão mỉm cười hỏi han, người này là thị nữ kiêm thị vệ của Hoàng Phi, một cao thủ chuẩn thiên. Nụ cười của bà ta rất không bình thường, thấy Triệu Bân như vậy nhưng chẳng hề bất ngờ, chắc hẳn hắn đã tới nơi nào đó không nên tới. Quả nhiên Hoàng Phi dự đoán anh minh. Biết tên này không bao giờ ngoan ngoãn. Bà ấy đặt cả cấm chế. Ngã một cái thôi. Triệu Bân cười khà khà, ngoái đầu chạy mất. Nghịch giao lắm cũng có ngày đứt tay, hôm nay, hắn bị Hoàng Phi của Đại Hạ chơi một vố. Lúc này đây, sắc trời dần tối. Màn đêm buông xuống. Hắn ra khỏi Hoàng Cung, chạy tới tiểu viện trước đó. Tiểu viện này đã được hắn mua lại từ rất lâu về trước, ở bên trong cất giấu thông đạo hướng tới đại địa linh mạch. Hắn dán bùa che giấu. Đi thẳng xuống dưới. Dọc đường, hắn còn không quên nhìn trái ngó phải, xác định không có người nào từng đi qua con đường. Thấy bùa chú dán trên vách hang và cấm chế do hắn đặt ra đều hoàn hảo không tì vết, có nghĩa là thông đạo này đến nay vẫn chưa bị phát giác. Sau khi cảm nhận xong, hắn khẽ than một tiếng. Không thể trách hắn được, bởi vì trong lòng đất không còn khí tức của ân minh. Hắn ta ra ngoài rồi. Hắn lầm bầm trong lòng. Tiếp tục đi sâu vào trong. Khi tới lối vào đại địa linh mạch, hắn mới dừng hắn lại, nhìn vào bên trong qua khe hở. Vừa mới nhìn thôi, hắn đã cuống quýt lên. Trên đại địa linh mạch có người, nhưng không phải ân minh, mà là một bóng dáng yêu kiều, dung nhan tuyệt thế, khí chất vô cùng cao quý, đứng giữa làn khói sương vấn vít trông như mơ như ảo vậy. Người này chẳng phải Hoàng Phi Vũ Linh đó sao? Rời khỏi Hoàng Cung, hóa ra bà ấy tới nơi này. Chẳng trách ân minh không ở đây, Triệu Bân lầm bầm. Hoàng Phi Vũ Linh mà xuống thì hẳn rằng ân minh đã chạy rồi.
hắn đã đánh giá thấp Hoàng Phi, bà ấy thậm chí tránh được tầm cảm nhận của đại địa linh chú. Ngoại trừ Hoàng Phi Vũ Linh, còn có một cỗ quan tài bằng băng ngọc. Khi Triệu Bân nhìn qua, Hoàng Phi đã đẩy nắp quan tài, nữ soái nằm ở bên trong được mời ra ngoài, nhẹ nhàng đặt lên linh mạch. Sức mạnh của linh mạch dồi dào, từng chút chảy vào trong cơ thể của nữ soái. Tìm được phương pháp hóa giải rồi. Triệu Bân trông thấy mà hai mắt sáng ngời. Chắc chắn đã tìm được cách giải cứu rồi. Nếu không, Hoàng Phi cũng không đưa nữ soái tới nơi này. Ai? Hoàng Phi khẽ quát lên, đột ngột quay lại. Triệu Bân cuống quýt, quay người chạy ngay, vọt thẳng ra khỏi lòng đất. Sau khi xác định Hoàng Phi không đuổi theo, hắn mới ngồi phịch xuống. Yên ả tĩnh mịch, là một nơi ổn thỏa để tu luyện. Khi Triệu Bân đang lấy hơi thì đột nhiên nghe thấy một giọng nữ mỏng nhẹ nhưng vang vọng. Chưa dứt lời, cửa phòng chợt mở ra, mùi thơm của nữ tử ập vào, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt hoa lên, đợi khi lấy lại được ánh sáng thì trong phòng đã có thêm một bóng người, nhìn kỹ mới thấy là Hoàng Phi Vũ Linh. Cùng lúc đó, một bóng người khác cũng bước ra khỏi thông đạo, cũng là Hoàng Phi Vũ Linh, nhưng nhanh chóng tan thành một làn khói xanh. Khóe miệng Triệu Bân giật giật, phân thân ư. Đúng vậy, là phân thân, Hoàng Phi trước đó hắn thấy ở đại địa linh mạch chỉ là một phân thân. Mà người tông cửa bước vào mới là bản tên của Hoàng Phi. Điều này có nghĩa là Hoàng Phi đã ở trong tiểu viện đợi hắn từ lâu rồi, đọc tiếp tại. Nực cười ở chỗ bây giờ hắn mới nhìn ra đến cả phân thân và bản tên còn không phân biệt được. Thế này thì lúng túng đây, bị bắt ngay tại trận. Lặng. Cả tiểu viện tĩnh lặng đến đáng sợ. Triệu công tử chẳng dám nhúc nhích vì đã bị Hoàng Phi khóa chặt. Hắn có đủ lý do để tin rằng đạo hạnh của người phụ nữ này thậm chí theo kịp tốc độ của thiên nhãn tuấn thân, chỉ cần thoáng lơ đễnh cũng đủ bị bà ấy tiêu diệt. Bản lĩnh khá gớm nhỉ. Hoàng Phi lên tiếng, phá vỡ vẻ im lìm của hiện trường. Đêm nay bà ấy xuống lòng đất hoàn toàn là vì nữ soái. Không ngờ, sau khi tiến vào đại địa linh mạch, bà ấy nhìn thấy một cái hang. Không gian dưới lòng đất tuy rộng, cái hang kia tuy được che giấu rất ẩn mật, nhưng khó lòng thoát khỏi khả năng nhìn trộm của bà ấy. Bởi vì muốn biết ai đã đào ra cái hang này nên mới đặt bẫy, có nghĩa là ôm cây được thỏ. Thật không ngờ con cá lớn cắn câu nhanh đến vậy. Bà ấy càng không thể ngờ rằng con cá hóa ra là Triệu Bân, đúng là một bất ngờ. Liên tưởng tới chân nguyên vô hạn của Triệu Bân trước kia, dường như mọi thứ bỗng chốc được giải thích rõ ràng. Chắc hẳn tên này đã giữ một phân thân ở dưới lòng đất để truyền tinh túy của đất mẹ lên trên. Như thế, hắn sẽ có chân nguyên dùng mãi không hết. Chuyện này ngoài ý muốn thôi. Lại đến lúc thử thách khả năng diễn xuất rồi Triệu Bân tỏ ra rất nghiêm chỉnh. Tất nhiên, để Hoàng Phi tin tưởng, hắn còn bịa ra lời nói dối trong lòng, bởi hắn biết Hoàng Phi đang đọc tiếng lòng của hắn, nếu không tiến hành đồng bộ thì không thể lừa được Hoàng Phi của đại hạ. Nói cho ta biết, ngươi tìm thấy đại địa linh mạch bằng cách nào, Hoàng Phi mỉm cười nhìn Triệu Bân. Ta chỉ theo ân chú tiến vào đó thôi, suy nghĩ của Triệu Bân đảo rất nhanh, cứ đổ tội cho lão tướng là xong. Nói năng cho đàng hoàng, hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Hoàng Phi tìm một chỗ để ngồi xuống, tiện tay rút cái kéo sắc lẻm và sáng loáng nhàn nhã cắt móng tay, còn lát nữa có dùng nó để cắt móng tay hay không thì không nói trước được. Nếu ta nói dối, xét đánh ngang trời. Triệu Bân khẳng định chắc như đinh đóng cột, lưng ưỡn rất thẳng. Đùng. Chuẩn thế cơ chứ. Một tiếng sét trên bầu trời ập xuống rất đúng lúc. Gương mặt của Triệu công tử thoáng xa sầm, ông trời cũng thật thú vị, ngày ngày mong trời làm sấm đổ mưa thì không thấy gì, bây giờ thì hay rồi, hắn đang thể thốt mà bên ấy lại có động tĩnh. Định làm ta tức chết chứ gì. Hoàng Phi minh giám, ta thực sự chỉ đi vào theo ông ta thôi, ánh mắt của Triệu Bân rất chân thành. Thể thốt hiển nhiên không hữu dụng. Lừa trời lừa đất lừa chính mình lừa thêm Hoàng Phi Vũ Linh phải dựa vào diễn xuất của bản thân. Hoàng Phi không tin, bà ấy vẫn còn nghiêm túc cắt móng tay. Trên thực tế, bà ấy phát hiện ra hai cái hang ở dưới lòng đất. Trong đó có một cái do cơ ngân đào, đã bị bà ấy bắt quả tang. Cái còn lại thuộc về ai thì chưa rõ. Giả dụ mọi chuyện đúng như cơ ngân nói thì cũng dễ giải thích thôi. Ân chú bản lĩnh cũng ghê gớm chứ. Lão ta có rất nhiều thủ đoạn để tìm ra đại địa linh mạch, nếu có thể tìm ra thì cũng có thể chui xuống, đưa ân minh tới đây tu luyện, hoàn toàn có khả năng. Bà ấy từng xem xét cái hang kia,
cấp bậc của bùa che giấu được dán ở bên trong rất cao, giống như bút pháp của ân chú. Điều này vô tình trùng hợp với những gì Cơ Ngân nói. Còn nữa, bà ấy vẫn đang đọc tiếng lòng của Cơ Ngân, dường như tên này không nói dối. Thấy Hoàng Phi không nói gì, Triệu Bân rón ra rón rén, thuấn thân trốn ra ngoài. Hoàng Phi rất tùy tiện, giơ tay ra là bắt được hắn về, dùng tiên lực tạo thành phong ấn, cấm chế hắn cứng ngắc. Ta đã khai nhận rồi mà, Triệu Bân cười khà khà. Theo ta xuống đây. Hoàng Phi điềm nhiên nói rồi quăng Triệu Bân vào trong thông đạo, lực quăng còn không nhỏ. Triệu công tử khỏi cần đi, hắn lăn lông lốc xuống bên dưới như một quả bóng, đợi khi ngừng lại thì đã ở bên trong đại địa linh mạch rồi. Hoàng Phi đến ngay sau đó. Ngươi cũng giữ chút thể diện cho bổn cung, chưa phá hỏng linh mạch. Ta chỉ trộm một tí tinh túy của lòng đất thôi, ta không làm chuyện xấu, Triệu Bân cười khà khà, nói thì nói vậy chứ hắn cũng không nhàn rỗi, liên tục hút linh mạch. Sau này không được hút nữa, bị Hoàng Phi bắt quả tang rồi, không thể cho hắn xuống được nữa, hắn và nơi này hết duyên cạn nghĩa rồi. Chuyện xấu mà ngươi làm còn ít hả? Hoàng Phi lấy ra quan tài bằng băng ngọc, mời nữ soái ra ngoài. Nữ soái vẫn còn nằm trong phong ấn nên vẫn ngủ rất ngon giấc, được Hoàng Phi nhẹ nhàng đặt lên linh mạch. Qua đây, Hoàng Phi khẽ gọi, dùng tiên lực bảo vệ tâm mạch của con bé. Triệu Bân bước tới. Tuy không hiểu gì nhưng vẫn làm theo, dùng tiên lực rót vào cơ thể của nữ soái. Hoàng Phi đặt một tay lên bụng dưới của cô ta, tiên lực rồi rào chảy qua lòng bàn tay. Tiên lực của bà ấy tuy không tinh túy như Triệu Bân, nhưng mà cấp bậc của bà ấy cao. Nếu bà ấy và Triệu Bân cùng cấp, chắc chắn không thể đánh nổi hắn. Bảo vệ tâm mạch, Hoàng Phi lại nhắc nhở. Khỏi cần bà ấy phải nói, Triệu Bân cũng không dám thả lòng. Thái độ long trọng như vậy. Chắc hẳn Hoàng Phi định làm chuyện gì đó rất phi phàm. Trước ánh mắt chăm chú của hắn, tiên lực của Hoàng Phi lấy vùng bụng dưới của nữ soái làm tâm, bắt đầu lan khắp cơ thể cô ta, chảy vào tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch. Nữ soái khẽ rên rỉ, trên gương mặt lộ vẻ đau đớn. Tiền bối, đây là, Triệu Bân thì thầm hỏi một câu, đến nay vẫn chưa biết Hoàng Phi muốn làm gì. Tiêu hủy huyết mạch đặc thù, Hoàng Phi cũng không giấu giếm. Triệu Bân nghe xong thì nhíu mày. Huyết mạch đặc thù đã biến thành xiềng xích của nó, muốn có huyết mạch thì không có tu vi, muốn có tu vi thì phải bỏ huyết mạch. Hoàng Phi Vũ Linh giải thích, đây là phương pháp duy nhất mà ta có thể nghĩ ra được. Vậy sau khi nữ soái khôi phục tu vi, có thể quay về với huyết mạch đặc thù không? Triệu Bân tò mò hỏi. Không thể, Hoàng Phi khẳng định chắc chắn, tu vi của nó cạn kiệt liên quan tới nhiều nguyên nhân, chủ yếu nhất vẫn là cái ác và huyết mạch. Một khi cái ác làm loạn, sức mạnh của huyết mạch sẽ phản phệ nó. Lần sau sẽ không đơn giản là mất hết tu vi đâu, rất có khả năng là mất mạng. Có được có mất, Triệu Bân lầm bầm. Dùng bốn chữ này để hình dung trạng thái hiện tại của nữ soái, không gì phù hợp hơn. Mất đi huyết mạch, chí ít thì nữ soái vẫn khôi phục được tu vi, chí ít vẫn còn tính mạng. Vậy cái ác thì sao, Triệu Bân lại hỏi. Ta sẽ phong ấn nó lần nữa. Hoàng Phi hít một hơi thật sâu. Tiếng rên rỉ của nữ soái cũng lộ vẻ đau đớn. Tiêu hủy huyết mạch đã bắt đầu, Triệu Bân cảm nhận rõ ràng tiên lực mà Hoàng Phi rót vào cơ thể nữ soái có thêm ý đồ hòa tan và tiêu diệt. Huyết mạch của nữ soái bị hóa giải từng chút một, biến thành từng luồng khí huyết bay ra khỏi cơ thể. Khí huyết này màu đỏ thẫm, bùng lên ngọn lửa màu đỏ thẫm. Mỗi khi có luồng khí huyết tràn ra ngoài, át hẳn sẽ có một luồng tinh nguyên từ đất mẹ chảy vào cơ thể nữ soái, như thế mới giữ cho căn cơ của cô ta không suy sụp. Lựa chọn hòa tan huyết mạch trên đại địa linh mạch có lợi thế như vậy, chí ít thì năng lượng không bao giờ cạn kiệt. Tiểu Kỳ Lân không được triệu hồi vẫn cứ chạy ra, hai mắt nó sáng ngời. Nó không chạy ra để dạo chơi, mà là để hấp thu sức mạnh từ huyết mạch. Sức mạnh của huyết mạch bay ra khỏi cơ thể nữ soái đều được nó hút vào trong cơ thể. Không chỉ Triệu Bân, đến cả Hoàng Phi cũng sững sờ. Hóa ra tên nhóc này có thể nuốt sức mạnh từ huyết mạch. Không ít người tu luyện công pháp tà ác cũng có thể nuốt lấy sức mạnh của huyết mạch, nhưng chúng sẽ tạo ra xung đột với khí huyết và huyết mạch vốn có của bản thân. Vậy mà thánh thú này dường như có thể trị được di chứng ấy, sức mạnh huyết mạch tiến vào cơ thể sẽ bị nó đồng hóa, trở thành chất dinh dưỡng. Huyết mạch Kỳ Lân của nó không hề gặp mâu thuẫn. Người không biết kén ăn nhí. Triệu Bản Học khan một tiếng,
vô thức nhìn về phía đạn hải, liếc mắt nhìn cây thần tạo hóa, chỉ sự hôm nào đó thành thủ này không vui sẽ ăn luôn cả cây thần, đọc sau này có thể lấy ít máu của nó được không? Hoàng Phi mỉm cười, thế thì người phải hội nữ, Triệu Bân họ Khan. A u, đây chính là lời hồi đáp của Tiểu Kỳ Lân, mới lúc trước còn rũ đầu rũ cổ, ngay sau đó đã gồng lên như chó sói. Nó gào hú với Hoàng Phi, trong đôi mắt tròn xoe ẩn giấu vẻ hung tàn. Sau đó, nó tiếp tục hấp thu sức mạnh của huyết mạch. Hoàng Phi cũng ho khan, trông đáng yêu mà sao tính tình khó chịu thế. Triệu Bân liếc mắt nhìn Hoàng Phi, nếu có người muốn xin máu của bà còn cáu gắt hơn cả Kỳ Lân ấy chứ. Câu này là sự thật nè. Từng có một lão già đòi xin ít máu của Hoàng Phi đấy. Về sau ông ta được trả về với đất mẹ, cỏ trên mộ cũng mọc ra cả đống rồi. Chuyện này cũng chẳng phải bí mật, cả đại hạ này đều biết. Kể từ hôm ấy, không ai dám chạy tới chỗ Hoàng Phi tìm kích thích nữa. Tất nhiên, Long Chiến là một ngoại lệ, Hoàng đế đại hạ vẫn điên cuồng ủn rau cải. Thế mà bà ấy vẫn để ông ta ủn được. Chỉ riêng về điều này, ông ta đã có tư cách làm Hoàng đế đại hạ. Người khiến Triệu công tử bội phục không nhiều, mà Long Chiến là một trong số đó. Ông ta lấy sư thúc của mình chắc là sung sướng lắm, chẳng qua cuộc sống sau hôn nhân không quá vừa ý, chắc hẳn cũng ăn đòn không ít lần. Á, tiếng rên rỉ của nữ soái càng lúc càng liên tục, còn kèm thêm cả tiếng thở dốc. Nói thật lòng, hòa tan huyết mạch rất đau. Nhưng tiếng rên này hình như có nhịp có điệu quá. Triệu công tử nghe thấy mà không khỏi liên tưởng miên man, ai biết thì biết họ đang hòa tan huyết mạch, ai không biết còn tưởng nữ soái đang rên rỉ trên giường ấy chứ. Tiếng rên có tiết tấu như vậy, không biết là vì đau hay vì dục tiên dục tử. Với người nào đó thì hẳn là có cả hai khả năng này. Cảnh tượng phía sau rất là máu me. Máu me ở đây chỉ Triệu Bân, hắn tự dưng chảy máu mũi, rõ ràng có hai lỗ mũi mà chỉ chảy máu một bên. Có lẽ vì nghe quá chăm chú, đến mất quên luôn mình tên gì họ chi, mũi chảy máu mà hắn nghiễm nhiên không biết. Hoàng Phi liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt đẹp như đang bốc lửa. Bấy giờ Triệu Bân mới bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu lau máu mũi. Có lẽ uống nhiều thuốc bổ quá. Hoàng Phi không thèm ngó ngàng, nếu không phải vì đang hòa tan huyết mạch, bà ấy không ngại xách tên này ra ngoài đánh cho một trận. Bầu không khí bỗng trở nên lúng túng. Máu mũi của người nào đó dường như lau mãi không hết, hắn bèn bịt luôn mũi lại. Ân chú ngang ngược như thế, có xử phạt lão ta không? Triệu Bân cơ trí hoảng loạn tìm một chủ đề khác để hòa giải bầu không khí ngượng ngùng. Thế theo ngươi, nên phạt thế nào? Hoàng Phi lơ đễnh hỏi. Lôi ra ngoài, bắn chết, chặt đầu, Triệu Bân tỏ ra rất lẫm liệt. Ngươi cũng từng tiến vào, phải chăng cũng nên cho ngươi một đao, Hoàng Phi thong dong hỏi, hay là tìm chút việc gì đó cho ngươi làm trong cung. Coi như ta chưa nói, Triệu Bân chặn nốt bên mũi còn lại, yên tâm bảo vệ tâm mạch cho nữ soái. Không thể nói chuyện với người phụ nữ này được, cứ nói, kiểu gì cũng có một câu mất hết cảm tình. Cục diện của đại hạ không đơn giản như người nghĩ đâu, Hoàng Phi điềm tĩnh đáp, ân chú bao năm nay tác oai tác quái, bổn cung biết rõ, không phải là không muốn động tới hắn, mà là không thể động vào, cũng không động vào được. Triệu Bân trầm ngâm, xem ra trước đó hắn đoán không sai. Cả thiên tông lẫn hoàng tộc đều kiêng dè, không thể động vào ân chú. Hắn không biết bí mật đằng sau. Hắn muốn hỏi Hoàng Phi lắm chứ, nhưng Hoàng Phi không thể nói với hắn được. Chắc hẳn vì cấp bậc của hắn chưa tới nơi tới chốn, không đủ tư cách được biết. Thế nên, nâng cao thực lực là việc quan trọng nhất. Trong tương lai không xa, hắn và ân chú chắc chắn sẽ có một trận chiến. Thế giới bên dưới lòng đất, tiếng rên đau đớn của nữ soái vẫn rất có nhịp có điệu. Hoàng Phi còn đỡ. Chứ tâm trí của Triệu công tử đã loạn cào cào rồi. Đã hứa sẽ làm người nghiêm chỉnh, nhưng vào thời khắc mấu chốt. Hắn chỉ muốn làm chuyện không nghiêm chỉnh. Nếu ánh mắt của Hoàng Phi có thể giết người, chắc cỏ trên mộ của hắn cũng cao cả mét rồi, nhìn sao cũng thấy đứng đắn, thực tế trong lòng chẳng phải kẻ ngoan ngoãn gì. Lâu dần, Hoàng Phi cũng chẳng buồn nhìn hắn nữa. Sắc mặt của Hoàng Phi cũng trở nên tái nhợt. Hòa tan huyết mạch là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, cần phải giữ được chừng mực, nếu không sẽ tổn thương tới căn cơ của nữ soái. Bà ấy không dám mạo muội. Mỗi một luồng khí huyết đều được hóa giải cực kỳ cẩn thận. Cũng chính vì thế mà quá trình cực kỳ dài dòng,
người có căn bản vững chắc như bà ấy cũng không chịu nổi. Tiên lực tiêu hao là chuyện nhỏ, tinh lực hao hụt mới là việc lớn. May mà họ đang đứng trên đại địa linh mạch, tinh túy của linh mạch không ngừng chảy vào trong cơ thể, không chỉ bổ sung chân nguyên và tiên lực mà còn an ủi tâm hồn mệt mỏi của bà ấy nữa. Chẳng trách Hoàng Phi không lên chiến trường, Triệu Bân lầm bầm trong lòng. Khi các nước chiến tranh thì cảnh giới thiên võ không được phép tham chiến, với khả năng chiến đấu của Hoàng Phi, nếu như ra chiến trường thì sẽ có sức uy hiếp rất lớn. Sở dĩ bà ấy không đi, có lẽ là vì phải trấn giữ ở hậu phương. Sự thật chứng minh, bà ấy không đi là một lựa chọn đúng đắn. Vì có bà ấy nên ân chú mới không dám làm bậy. Còn về phần mấy người Hồng Uyên thì e là vẫn còn đang ngủ say, nếu không xảy ra chuyện lớn thì bọn họ cơ bản sẽ không ra mặt, nhưng một khi có chuyện lớn thì bọn họ có ra mặt cũng đã muộn rồi. Nếu như không có Hoàng Phi thì chắc ân chú sẽ lôi hết linh mạch đi thật mất. Hắn định thần lại rồi nhìn sang nữ soái. Khi huyết mạch được hóa giải, huyết thống đặc biệt của nữ soái càng lúc càng yếu đi, nhưng khuôn mặt trắng bệch của cô ta đã trở nên hồng hào, điều này chứng tỏ phương pháp của Hoàng Phi là có hiệu quả. Việc hóa giải huyết mạch không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mà còn rất tốn sức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quá trình kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm đằng đẵng. Mãi đến ngày thứ tư, Hoàng Phi mới dừng lại, loạng choạng, suýt chút ngã xuống đất, đôi mắt xinh đẹp cũng ửng đỏ, chắc là vì đã kiệt sức thật sự. Bà ấy ngồi xếp bằng trên linh mạch, im lặng điều dưỡng. Triệu Bân cũng dừng lại rồi lặng lẽ nhìn sang nữ soái. Hoàng Phi đã giải quyết triệt để, lúc này Sở Lam đã không còn chút sức mạnh huyết mạch đặc biệt nào nữa. Có điều, trong thần thái của nữ soái thì có vẻ như ngủ thoải mái hơn trước, vẻ đau đớn hiện lên giữa hai chân mày cũng mở dần, không còn huyết mạch thì sẽ không bị ràng buộc, sẽ được tự do hơn bất cứ lúc nào. Ngoài ra, đan điền của nữ soái vốn bị tắc nghẽn, giờ lại được giải phóng, nó lặng lẽ hấp thụ tinh túy của trời đất, tu vi tăng lên một cách ổn định, mới một lúc mà đã lên đến cảnh giới chân linh, khi đạt đến chân linh đỉnh cao thì tốc độ mới chậm lại. Nói tóm lại, hồi phục tu vi chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng có một điều có thể khẳng định, dù cho quay trở lại cảnh giới chuẩn thiên đỉnh phong thì sức chiến đấu cũng không thể đạt được mức độ như ban đầu. Vì dù sao thì cũng đã không còn huyết mạch hỗ trợ nữa. Triệu Bân thu quan tài băng ngọc lại, giờ nữ soái đã không còn cần đến nữa nhưng hắn thì lại rất cần. Sau này, khi giải cứu mẹ, hắn sẽ đặt bà vào trong quan tài băng ngọc, vậy thì sẽ có thể đưa vào trong nhẫn ma của hắn, chỉ cần hắn có thể ra ngoài thì mẹ hắn cũng có thể ra ngoài, so với việc tìm đan giả chết khắp nơi thì dùng quan tài băng ngọc vẫn tiện hơn. Nghĩ đến việc giải cứu mẹ thì hắn lại trầm ngâm. Trước đây, ân chú tìm Hoàng Phi đòi lấy cỏ hồng liên linh tâm không phải chỉ để đem về nhà ngắm, nhất định là cần để luyện đan, hơn nữa, còn là đan dược cấp cao. Đối với hắn mà nói, đấy là cơ hội, nhân lúc ân chú luyện đan đến ăn trộm thẻ thông hành, sau đó thì lẻn vào hình tháp để cứu mẹ. Tiểu Kỳ Lân nhảy tương tương đến rồi cọ đầu vào hắn. Hắn định thần lại rồi nhìn sang nữ soái. Sau khi hấp thụ tinh túy từ linh mạch của nữ soái, Kỳ Lân lại lớn thêm được một chút, nhưng nó vẫn là một con Kỳ Lân non. Nếu biết linh mạch đặc thù này có thể bồi bổ cho Tiểu Kỳ Lân thì hắn đã đi tìm từ lâu rồi, suốt chặng đường giết được biết bao nhiêu cao thủ, trong đó không ít người có huyết mạch đặc biệt, giờ nghĩ lại thì thật sự cảm thấy lãng phí. Mãi đến khi màn đêm buông xuống thì Hoàng Phi mới đứng dậy. Quay người, nhắm mắt lại. Hoàng Phi lạnh lùng nói, sau đó thì đưa tay đẩy Triệu Bân. Triệu Bân không hiểu gì nên tìm một chỗ thích hợp rồi ngồi xuống, khoanh tay. Mặc dù hắn không biết Hoàng Phi định làm gì nhưng vẫn quay thân và nhắm mắt lại. Hoàng Phi nhẹ nhàng đưa tay lên, cởi quần áo của nữ soái ra. Cảnh tượng đó vô cùng đặc sắc, cơ thể cô ta hoàn mỹ trắng ngần như tuyết. Tiếc là ai kia không được thấy, nếu không chắc máu huyết nhất định sẽ dâng trào. Trên thực tế, hắn rất tò mò và đã có lúc liếc mắt nhìn. Nhưng khi nhìn thấy thì hai mắt liền tròn xoe, đâu chỉ có máu huyết dâng trào mà suýt chút còn không chịu nổi. Bụp! Một tiếng bạt tai giòn tan vang lên rất to. Hoàng Phi ra tay vừa phải nhưng lại đủ khiến người ta không còn nhớ mình họ gì nữa. Hoàng Phi không nói gì, bà ấy thật sự đã cởi hết đồ của nữ soái, không chừa lại bất cứ món nào. Bà ấy còn lén đọ kích thước. Kẻ tám lạng người nửa cân.
nửa đêm đi cởi đồ người ta không phải để chơi đâu. Bà ấy lại dùng tiên lực bao trọn cơ thể của nữ soái rồi từ từ để cô ta hòa vào cùng đại địa linh mạch, như vậy thì mới có thể hấp thụ tinh túy tốt hơn, muốn mượn dùng năng lượng đại địa linh mạch để nuôi dưỡng cơ thể của nữ soái. Để đạt được kết quả tốt nhất thì việc cởi quần áo là việc cần thiết. Triệu công tử kia vẫn còn ngoan ngoãn ngồi xổm bên kia. Cũng không biết tại Hoàng Phi ra tay quá nặng hay vì cảnh tượng đó quá đặc sắc mà hắn lại chảy máu mũi. Giờ hắn đang đứng cúi đầu chùi, không dám quay lại nhìn nữa, Hoàng Phi đánh người là không hề biết nể tình. Một lúc sau, nữ soái đã hoàn toàn hòa vào cùng linh mạch. Hoàng Phi thở phào, đưa tay lấy một vò rượu, rồi liếc mắt nhìn sang Triệu công tử với ánh mắt không thiện cảm, này Thánh tử Thiên Tông, người có biết xấu hổ là gì không thế? Ta tò mò thôi, Triệu Bân cười gượng gạo. Theo Hoàng Phi, e rằng sự tò mò của hắn khá tối nghĩa, rốt cuộc ngươi tò mò ta đang làm gì hay ngươi tò mò về cơ thể của nữ soái, theo tính cách của ai kia thì chắc là vế sau rồi. Cuối cùng Triệu Bân cũng đứng dậy, dụi mắt. Hắn không ngoan ngoãn, luôn muốn nhìn lén cảnh nữ soái hòa hợp với linh mạch. Ai ngờ từ lâu Hoàng Phi đã thiết lập cấm chế che mắt trên người nữ soái, hắn nhìn một cái là đã bị trói mắt không nhìn thấy gì. Có khả năng nhìn xuyên thấu cũng chưa chắc là thứ gì tốt. Liệu đưa diệu ngữ vào đó thì có giúp được gì không? Triệu Bân nhanh trí nên luôn có thể tìm ra được chủ đề để đỡ ngượng. Diệu ngữ khác với Sở Lam, đó là xác sống. Hoàng Phi lạnh lùng đáp rồi dùng mật pháp, chặn tất cả các hang động do ân chú đào lại. Nhưng dù cho không chặn thì e là ân chú cũng không dám đến. Ngoài ra, bà ấy còn liên tục phất nhẹ ống tay. Tiên lực dao động liên tục xuống hết đợt này đến đợt khác, biến thành những lá bùa ảo, dán vào trong thế giới dưới mặt đất. Chắc đó là một loại cấm chế. Nếu có người dám lẻn vào thì nhất định bà ấy sẽ biết ngay. Sau này, ở đây không chỉ có đại địa linh mạch mà còn có nữ soái, lấy đi số lượng lớn tinh túy của đại địa linh mạch cũng không sao, nhưng nếu bắt luôn cả nữ soái đi thì vô duyên lắm. Bố trí những thứ đó xong rồi. Bà ấy vẫn cảm thấy không an tâm nên biến ra thêm 4 phân thân. 4 phân thân này sẽ luôn canh giữ ở đây, rõ ràng là đang muốn đề phòng kẻ xấu. Cho ngươi ở đây tu hành 3 ngày. 3 ngày sau không được xuống nữa. Hoàng Phi nói xong thì biến mất nhanh như một cơn gió. Đa tạ tiền bối. Triệu Bân bật cười vui vẻ, Hoàng Phi không phạt hắn, thật con mợ nó cảm động. Vèo, vèo. Hoàng Phi đi rồi nhưng phân thân của bà ấy vẫn còn ở lại để canh giữ. Đề phòng trộm cướp thôi. Người nào đó chính là kẻ trộm, chỉ sợ hắn không biết xấu hổ lại đào nữ soái ra. Như vậy thì lại tổn thương cảm tình. Chưa suy nghĩ nhiều, Triệu Bân cũng khoanh chân ngồi xuống. Thời gian eo hẹp chỉ có 3 ngày, nguyên nhân chính vì chỉ có 3 ngày cho nên hắn mới phá lệ làm lớn, hết sức vận chuyển công pháp, huyệt vị toàn thân mở rộng ra. Mãnh liệt hấp thụ đại địa tinh nguyên, và để hấp thụ được nhiều hơn mà hắn còn lấy hề lê tím vàng ra không ngừng hút vào trong lúc đó tiểu kỳ lân cùng cây thần tạo hóa cũng đều không nhân rồi, đọc tiếp tại đại địa tinh nguyên miễn phí không ra sức hấp thụ thì uống phi lắm. Hoàng Phi thấy vậy thì hai mắt liền xếch lên. Nói cách khác, Hoàng Phi ở bên ngoài cũng đang liếc nhìn Triệu Bân. Nếu không phải bà ấy xem hắn là một nhân tài, nếu không phải bà ấy thấy hắn xứng đôi với Long Phi của bà ấy thì... Thế giới bên dưới lòng đất tĩnh mịch. Sắc mặt của Ân Minh ở trong đại tế ti phủ lại đang hết sức dữ tợn. Vốn hắn đang tu luyện tốt ở thế giới bên dưới nhưng không ngờ Hoàng Phi lại đến. Cũng may là hắn ta chạy nhanh, nếu không thì nhất định sẽ bị bắt. Bất luận nói thế nào thì hắn ta cũng đã bị phá hỏng chuyện tốt. Sợ là không còn khả năng để xuống dưới đó hấp thụ tinh hoa nữa. Ông nội chắc chắn cũng sẽ không để cho hắn ta làm mất mặt mình thêm lần nữa. Lần này còn để lại thể diện cho hắn ta, nhưng nếu như còn dám tái phạm thì nhất định sẽ bị trừng phạt. Đây là sự hiểu ý ngầm giữa ân chú và Hoàng Phi. Tất nhiên chuyện khiến cho ân chú tức giận còn có Cơ Ngân. Nhiều ngày trước, khi nghe tin Cơ Ngân đã chết, lão ta đã vui mừng đến mức không ngủ được mấy ngày liền. Ai ngờ khi vừa ra khỏi thế giới bên dưới thì đã nghe tin Cơ Ngân vẫn còn sống, điều đó lại khiến cho lão ta phẫn nộ đến mức không ngủ được. Vương triều Đại Nguyên đúng là phế vật, sát thủ của các quốc gia cùng sát thủ La Sinh Môn cũng là phế vật, mà đám cường giả ở Nam vực cũng đều là phế vật, ngay cả một võ tu địa tạng nho nhỏ mà cũng không giết nổi. Nếu như để các thế lư xê tứ phương nghe lão ta nói vậy thì nhất định sẽ chỉ vào mũi lão ta mà mắng lớn,
Con mợ ngươi mới là phế vật, cả nhà ngươi đều là phế vật. So với ân minh thì ân chú vẫn có thể tỏ ra bình tĩnh hơn. Xét về mặt âm hiểm giả dối, ân minh vẫn còn kém xa ân chú, nhìn ánh mắt lóe lên tia sáng gian xảo của lão ta là biết lão ta đang chẳng nghĩ tới chuyện gì tốt. Nói cách khác, kế hoạch của lão ta đã chính thức mở màn, cơ ngân tuy là biến số xấu nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của lão ta, khi kế hoạch của lão ta thành công thì thù mới hận cũ nhất định sẽ thanh toán trong một lần. 3 ngày lặng lẽ trôi qua. Đối với Triệu Bân thì 3 ngày này trôi qua thật nhanh. Đã hết thời gian nhưng hắn vẫn nghiễm nhiên ngồi hấp thụ như thể không hề có ý định rời đi. Chân thân đang trên đường tới. 4 phân thân đồng thanh lạnh lùng nói. Lời này còn có hiệu quả hơn cả thánh chỉ, khiến cho Triệu công tử nghe xong liền vội vàng đứng dậy bỏ chạy. Trẻ nhỏ dễ dậy. Hoàng Phi ở bên ngoài thâm trầm nói. Phân thân ở thế giới bên dưới có thể thấy gì thì bà ấy đều có thể thấy đó, nếu như cơ ngân còn ngoan cố không chịu rời đi thì bà ấy cũng không ngại tự mình xuống bên dưới thỉnh hắn ra bàn luận chuyện thế đạo nhân sinh. 2. Triệu Bân thở dài, leo ra khỏi thông đạo. Không thể vào đại địa linh mạch đúng là đáng tiếc. Lão đại, lại gặp được một người quen. Trong lúc hắn đang thở dài thì lại nghe thấy phân thân truyền đến lời nói. Triệu Bân kết nối tầm mắt với phân thân thì mới có thể nhìn thấy người quen kia hơn nửa đêm vẫn còn đang khoác hắc bào lén lút đi trong đám đông giống như kẻ trộm, hơn nữa ánh mắt nhìn thấy thứ gì trên đường cũng lộ ra vẻ tò mò, trên người chắc chắn là không có tiền bạc cho nên đã đứng trước hàng bánh bao hồi lâu rồi liên tiếp nuốt nước miếng. Quỷ đầu to, Triệu Bân nhướng mày. Không sai, đó chính là con quỷ đầu to mà hắn đã từng gặp ở Di Chỉ Ma Vực. Đêm đó... Hắn cùng với Vô Xương và Thiên Vũ đi theo quỷ đầu to mới tìm được tòa địa cung kia, quan tài băng ngọc nơi đặt thi thể của Vô Xương còn nằm ở bên dưới địa cung đó, đó cũng là nơi Sở Vô Xương biết được danh tính thật sự của hắn. Đối với Thiên Vũ thì những ký ức đó hẳn là vẫn còn rất mới mẻ, lúc đó hắn ta vô tình trở thành kẻ chen ngang cho nên đã bị Sở Vô Xương đánh ngất đến mấy lần. Tại sao ngươi lại ra khỏi ma vực? Triệu Bân lẩm bẩm, sải bước ra khỏi tiểu viện. Đế đô đường phố phồn hoa, người người qua lại nhộn nhịp. Khi hắn tìm thấy quỷ đầu to thì nó vẫn còn đang đứng chôn chân tại chỗ trước hàng bánh bao, hẳn là nó đang đói lắm. Hắn liền mua 2 lồng bánh bao hấp đưa cho nó. Quỷ đầu to sửng sốt, nó nhìn Triệu Bân với ánh mắt kỳ quái nhưng cũng có chút quen thuộc. Không suy nghĩ nhiều, nó ngay lập tức ăn bánh bao. Triệu Bân khoanh tay nhìn quỷ đầu to ăn bánh bao, ánh mắt cũng lộ vẻ kỳ quái. Quỷ đầu to dường như đã biến dị, không còn là ma quỷ mà là nửa người nửa quỷ, nếu không thì nó đã không biết đói khát. Nhưng thứ khiến cho hắn tò mò hơn hẳn chính là tại sao nó có thể ra ngoài mà tránh được người của trấn ma ti. Quỷ đầu to ăn rất nhiều, dường như ăn mãi mà không no. Triệu Bân lại đưa cho nó thêm 2 lồng bánh bao hấp rồi hỏi, người không ở trong ma vực mà chạy ra ngoài làm gì? Có 2 đại ma đầu muốn ăn thịt bọn ta, quỷ đầu to vừa ăn vừa nói. Ăn, các ngươi, Triệu Bân nghe đến đây thì nhướng mày, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn chính là một loại ma quỷ cực kỳ đáng sợ. Ma vực cũng giống như thế giới bên ngoài, ma quỷ mạnh sẽ cắn nuốt ma quỷ yếu hơn để gia tăng ma lực, chuyện này khi hắn tiến vào Di Chỉ ma vực đã từng thấy rất nhiều. Quỷ đầu to không ngốc, còn biết chạy. Chúng rất dữ tợn, quỷ đầu to lại nói. Dữ tợn thế nào, Triệu Bân lấy ra bầu rượu rồi hỏi. Một con hổ đen và một con rắn 8 đầu, con nào cũng nguy nga hơn cả núi. Hổ, rắn. Triệu Vân nghe xong thì khẽ cau mày, theo như lời con quỷ đầu to này nói thì chẳng lẽ đó lại là thái thượng hung hổ và rắn 8 đầu. Có phải là hình dạng này không? Triệu Vân lấy ra 2 bức họa của hung hổ cùng rắn 8 đầu. Quỷ đầu to chỉ lo ăn bánh bao, xem qua một chút rồi gật gật đầu. Không thể nào, Triệu Vân lẩm bẩm. Ma khôi cùng thân dung đã chết, sao hung hổ cùng rắn 8 đầu còn sống được? Chẳng lẽ máu tươi dính vào ma thổ liền biến thành hình thái ma quỷ? Suy nghĩ một lúc thì hắn lại nhìn về phía quỷ đầu to, hắn xác định đối phương không nói dối, nhưng rõ ràng là trí nhớ của nó có vấn đề. Phải biết rằng thái thượng hung hổ chính là thú cưỡi của ma quân, con quỷ đầu to này ngay cả ma hậu cũng nhớ rõ, sao có thể không nhớ rõ hung hổ? Lúc nãy nó nói hung hổ là một con hổ lớn màu đen. Hiển nhiên là trí nhớ của nó đã không còn trọn vẹn, hoặc là nói linh hồn của nó đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nghĩ đến đây,
hắn liền mở ra thiên nhãn nhìn vào đầu óc của quỷ đầu to. Nhìn qua thì hắn thấy linh hồn của nó đã thật sự bị tổn thương, hơn nữa còn lưu lại chút dấu vết của Phật quang. Chú Tịnh Thế. Triệu Bân nheo mắt, lại là kiệt tác của Phật gia. Quỷ đầu to hẳn là từng bị người của Phật gia gây thương tích. Chẳng lẽ là ma hậu quay lại? Triệu Bân thầm nghĩ trong lòng, ma quân vẫn còn sống thì hẳn ma hậu cũng vậy. Muốn biết đúng hay không đúng thì phải vào xem thử mới biết được. Hắn di chuyển thẳng đến ma vực. Sau đó hắn còn truyền lời cho phân thân, tìm một chỗ giữ chân quỷ đầu to lại. Lợi dụng ánh trăng, Triệu Bân tiến vào đất ma. À, hắn không kinh động đến trấn ma ti, chỉ lẻn tiến vào. Xuyên qua đất ma mới đến di chỉ ma vực, đến chốn cũ hắn đứng ở một chỗ thật lâu lẳng lặng nhìn trời đất, ma vực đã bị tàn phá giống bị một tầng vải đen che khuất bầu trời, lọt vào trong tầm mắt của hắn là một không gian u ám, rách nát và hoang vắng, nói là phế tích cũng không đủ hình dung. Trong không khí còn sót lại xương máu đỏ tươi, đều là máu của các yêu nghiệt thiên tài đứng đầu các quốc gia từng tiến vào đất ma sau những trận chiến đẫm máu. Thu nỗi lòng, Triệu Bân bước vào trong. Hắn vận chuyển đại địa linh chú, cũng dùng võ hồn cảm nhận khắp nơi. Không có ma quỷ. Trên đường hắn đi không hề gặp qua ma quỷ. Cho nên mới nói quỷ đầu to không hề lừa hắn, ma quỷ ở trong ma vực thật sự đã bị cắn nuốt hết. Về phần có phải là do thân dung và ma khôi hay không thì hắn chưa thể xác định, chỉ biết hiện giờ di chỉ ma vực đã trở nên yên ắng hơn trước rất nhiều. Đi tới một chỗ, hắn yên lặng định thân. Đó là nơi vô xương chết. Khi trăng tròn hoa nở, người có ngẩng đầu lên bầu trời nhìn ta không? Những lời vô xương nói trước khi chết vẫn văng vẳng bên tai hắn. Triệu Bân ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, không cần quá cố gắng cũng có thể nhìn thấy một ngôi sao lóe lên chớp động. Giống như đôi mắt nữ nhân nở rộ ánh sáng mê ly. Ta sẽ cứu cô. Triệu Bân lẩm bẩm, chỉ có một mình hắn nghe thấy. Hắn lại tiếp tục lên đường đến những nơi mà hắn đã từng đến trước đây, núi đồi cung điện đều đã sụp đổ, những hố sâu đen ngòm, sơn cốc nhuốm máu. Có rất nhiều nơi rều in dấu chân hắn, và những nơi này đều có một điểm chung, không có ma quỷ. Chuyện này khiến cho hắn không khỏi cảm thấy kinh hãi. Di chỉ ma vực rộng lớn đến cỡ nào, trải qua bao nhiêu năm không biết đã sinh sôi ra bao nhiêu ma quỷ, trong đó có rất nhiều ma quỷ hung tợn, cũng có rất nhiều ma quỷ cấp bậc chuẩn thiên, thậm chí khi thân dung và ma khôi còn sống và cùng thi triển ra hung hổ cùng rắn tám đầu thì cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết được hết ma quỷ ở đây. Hắn không thể hiểu nổi sau khi hắn rời đi thì ma vực đã xảy ra biến cố gì. Mang theo sự nghi hoặc, hắn lại tiếp tục đi sâu hơn vào đất ma. Khi hắn dừng lại thì đã đứng trước một ngôi miếu cổ, không biết có ai đã cắm vào lư hương phía trước ngôi miếu ba nén hương đặc biệt mà cho đến tận lúc này vẫn chưa cháy hết. Hiển nhiên là đã có người đến đây bái Phật. Triệu Bân tĩnh tâm nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận. Khoảng một khắc thì hắn mới chậm rãi mở mắt rồi nheo mắt lại lẩm bẩm, Bát Nhã. Không sai, chính là Bát Nhã. Hắn đã ngửi được một tia khí tức của Bát Nhã còn sót lại ở ngôi miếu này. Giờ phút này, hắn dường như còn nghe được Phật âm đang niệm chú Đại Bi. Quả nhiên cô ta đã đến ma vực. Triệu Bân thầm nói trong lòng, ánh mắt lóe lên. Hắn có một cảm giác kỳ lạ, Bát Nhã và ma hậu hẳn là có liên hệ với nhau. Vèo, vèo, vèo. Hắn hóa ra rất nhiều phân thân tỏa ra bốn phương tám hướng. Vì Bát Nhã đã từng tới đây cho nên chắc hẳn cô ta vẫn còn ở ma vực. Hắn cũng không nhàn rỗi. Vừa ra khỏi ngôi miếu cổ thì đã đi thẳng về một hướng khác. Trong lúc đó hắn còn không ngừng ngẩng đầu nhìn trời. Huyền cơ trên bầu trời đã bị phá, bảo bối bị phong ấn trên đó lúc trước đều đã rơi ra ngoài. Tuy nhiên hắn vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy những đạo trận văn, chính là tàn tích của huyền cơ pháp trận còn sót lại. Có người. Đột nhiên hắn lại định thân. Cẩn thận quan sát thì có thể thấy ở cách đó không xa có một người đang ngồi trên một cây cầu gỗ. Chính xác mà nói thì đó là một hòa thượng có cái đầu bóng loáng, trên người tỏa ra Phật quang chói mắt cùng Phật âm rì rầm từng đợt. Càng đến gần thì càng nhìn thấy rõ ràng. Đó là một lão hòa thượng có chòm râu trắng không gió tự bay. Thật ra thì hòa thượng này không già đến vậy, râu cũng là thứ được dán lên. Khi Triệu Bân đến thì hòa thượng đang ngồi xổm trên cây cầu gỗ để câu cá bằng một cây gậy trúc. Triệu Bân nhướng mày, cảnh tượng này trông thật kỳ lạ. Hơn nửa đêm còn chạy đến ma vực câu cá, đúng là phong cảnh hữu tình.
vấn đề là bên dưới dòng suối này còn có cá hay sao? Triệu Bân không quấy rầy, chỉ lấy bầu rượu ra ngồi nhìn hòa thượng kia, hắn ta rõ ràng còn trẻ nhưng lại giả trang làm lão già, người không biết có khi còn tưởng hắn ta thật sự là một cao tăng lánh đời. Chỉ có điều hắn ta đúng là rất nhập vai, bộ dạng một tay cầm cần câu, tay kia vuốt chòm râu trắng thật sự trông rất giống cao tăng lánh đời. Sao ngươi lại chạy tới đây câu cá? Triệu Bân cười nói. Chờ người hữu duyên, hòa thượng cười nhẹ nói. Đã chờ được người hữu duyên chưa? Triệu Bân nhấp một ngụm rượu nói. Thí chủ chính là người hữu duyên, hòa thượng vuốt râu nói. Hữu duyên gì? Triệu Bân bắt đầu có hứng thú, cười hỏi hòa thượng. Thí chủ sẽ có kiếp nạn, bần tăng đặc biệt đến cứu, hòa thượng thâm trầm nói. Có phải người định nói ấn đường của ta đã biến thành màu đen rồi không? Vừa lấy một cái gương nhỏ ra sai sai chiếu chiếu. Triệu Bản vừa nói. Pháp danh của lão nạp là Hồ Lại. Hòa thượng đã buông cây gậy trúc xuống rồi đứng dậy chắp tay nói. Triệu Bân nghe xong thì không khỏi liếc mắt nhìn tên hòa thượng, cái tên này đúng là. Quá kiêu ngạo. Thí chủ, người sắp gặp đại nạn rồi, Hồ Lai chậm rãi nói. Thế nào? Đại sư muốn cứu ta sao? Triệu Bân ra vẻ nghiêm túc nói. Gia nhập Phật môn ta, lão nạp sẽ độ hóa. Á đau đau. Hồ Lai chưa kịp nói hết lời thì đã bị Triệu công tử túm râu kéo xuống, hẳn là hắn ta đã dán râu rất chắc cho nên rất khó xé ra trong một lần. Ở trong ma vực mà cũng gặp phải một tên bịp bợm, một câu lão nạp hai câu cũng lão nạp, tuy đã cố bày ra bộ dạng thế ngoại cao nhân nhưng muốn bịp được Triệu công tử thì đạo hạnh của hắn ta vẫn còn kém lắm. Vèo. Triệu Bân thô lỗ giật mạnh thêm lần nữa để xé chòm râu giả xuống. Hồ Lai ôm cằm, đau đến nhe răng trợn mắt, không còn vẻ trang nghiêm thâm trầm như trước đó. Đã từng gặp qua cô ta chưa? Triệu Bân lười nói nhảm, chỉ giơ ra bức chân dung của Bát Nhã. Chưa từng gặp qua. Chát, nghe sư phụ nói nàng ta là thánh nữ Phật gia, phải ẩn thân tu luyện. Hồ Lai choáng váng nói. Còn ngươi? Ngươi từ đâu tới? Triệu Bân đã thu lại bước chân dung. Vô tướng tự, Hồ Lai thành thật nói, nếu không nói thì sẽ bị đánh tiếp. Vô tướng tự, Triệu Bân lẩm bẩm nói, trước đây hắn chưa từng nghe nói qua. Đại hạ có lãnh thổ rộng lớn, nói không chừng ở tận nơi thâm sơn cùng cốc vẫn có hương khói của Phật gia. Tại sao ngươi lại tới ma vực? Triệu Bân lại hỏi. Làm gì có ai muốn tới đây? Hồ Lai chắp tay nói, ta đang tán gái. Đang ngồi thiền trong thiền thất thì lại bị rơi đến đây lúc nào không hay. Triệu Bân nghe vậy liền hiểu được. Xem ra cái tên này cũng gặp cảnh thiên địa biến hóa. Nơi này rất quỷ dị, vô luận đi như thế nào cũng không ra được, Hồ Lai hùng hùng hổ hổ nói. Triệu Bân không trả lời, chỉ quan sát khắp nơi. Trong lúc quan sát quả nhiên hắn đã nhìn ra được chút manh mối, tuy rằng ma vực tĩnh mịch nhưng càn khôn vẫn không ổn định, dường như đã biến thành một tòa mê tung trận. Hơn nữa cấp bậc còn không hề thấp. Hồ Lai nói không sai, người bước vào được nơi này chưa chắc có thể bước ra, cho nên mới nói quỷ đầu to đúng là một nhân tài mới có thể thoát khỏi mê tung trận. Người ở đây bao lâu rồi? Triệu Bân lại hỏi. Khoảng 2-3 tháng rồi, Hồ Lai không chắc chắn đáp. Nơi này đã có chuyện lạ phát sinh. Còn có hai đại ma đầu ngày nào cũng xông ra làm ầm ĩ muốn ăn thịt ta, cũng may là ta chạy nhanh. Bọn chúng còn ở đây không? Hai mắt Triệu Bân sáng lên. Đã mấy ngày rồi ta không nhìn thấy bọn chúng, Hồ Lai thành thật nói. Triệu Bân không hỏi thêm câu nào, chỉ xoay người rời đi. Dựa theo những gì mà quỷ đầu to và Hồ Lai nói thì bọn chúng rất có khả năng là hung hổ cùng rắn tám đầu. Về phần ma khôi và thân dung có còn sống hay không thì hắn phải nhìn thấy hai đại ma đầu kia mới biết được. Hắn chỉ có thể chắc chắn hung hổ cùng rắn tám đầu vẫn còn ở trong ma vực. Chờ ta với. Hồ Lai sải bước đuổi theo Triệu Bân. Hắn ta không hề ngốc, vừa biết Triệu Bân có thực lực không tầm thường thì liền đi theo hắn cho an toàn. Nếu như may mắn thì hắn ta còn có thể theo Triệu Bân ra ngoài. Hắn ta không muốn ở lại nơi quỷ quái này thêm phút giây nào nữa. Triệu Bân đã mấy lần liếc mắt nhìn Hồ Lai, trong lòng vô cùng nghi ngờ tên này là một tên giả hòa thượng, trông hắn ta chẳng khác nào một con khỉ cứ nhảy lên nhảy xuống. Phật gia mà hắn biết không giống thế này, thậm chí cái tên này còn có một pháp danh rất gợi đòn. Người có biết đất Phật ở đâu không? Triệu Bân cố ý hỏi. Ta không biết, Hồ Lai lấy bầu rượu ra vừa uống vừa nói.
Phật gia cũng uống rượu sao? Rượu thịt trôi qua ruột, ai lại để trong lòng? Phương trượng nhà ngươi chắc chắn rất coi trọng ngươi, Triệu Bân ý vị thâm trường nói, nhưng hắn nhìn tên hòa thượng này vẫn khá vừa mắt, tuy là người Phật gia nhưng vẫn sống tiêu sái, còn hơn là những kẻ miệng nói lời từ bi nhưng hành động còn độc hơn rắn rết. Đi tới một chỗ, Triệu Bân lại định thân. Lúc này hắn lại cởi giày, tĩnh tâm cảm nhận. Một lúc sau hắn lại đi tới một nơi khác rồi đứng lại. Hồ Lai giống như một cái đuôi, Triệu Bân đi đâu thì hắn ta cũng đi theo đó. Một lúc sau hắn ta lại đột nhiên cảm thấy rất có hứng thú với chân của Triệu công tử cho nên liền ngồi chồm hổm xuống nhìn chằm chằm vào bàn chân của Triệu Bân, càng nhìn thì hai mắt lại càng sáng lên, đây chính là đại địa linh chú trong truyền thuyết sao. Nhìn thêm vài lần thì hắn ta mới chắc chắn rằng đây là đại địa linh chú. Đây là người của linh tộc. Hồ Lai lẩm bẩm, hắn ta đã từng cố nhìn lén gương mặt của Triệu Bân nhưng không thể nhìn xuyên qua được lớp mặt nạ của hắn. Chỉ biết người bên cạnh hắn ta có lai lịch tuyệt đối bất phàm, nếu không thì cũng không tự nhiên tiến vào ma vực. Đi rồi sao? Ba chữ này không biết Triệu Bân đã nói bao nhiêu lần. Có đại địa linh chú hỗ trợ, hắn có thể cảm nhận được chút khí tức. Nhưng dọc đường đi hắn không hề cảm nhận được hung hổ và rắn tám đầu. Cũng có khả năng đối phương cố ý che giấu, có thể dùng phương pháp che giấu cao cấp đến mức tránh được cảm nhận của đại địa linh chú. Cộng với việc cắn nuốt được gần hết ma quỷ bên trong di chỉ ma vực thì chứng tỏ đạo hạnh của đối phương không hề tầm thường. Người đang tìm cái gì? Hồ Lai theo sát từng bước hỏi. Tìm bảo bối, Triệu Bân thản nhiên đáp, vẫn vừa đi vừa dừng. Hồ Lai mặc dù không hiểu nhưng vẫn theo sát không buông bởi vì hắn ta chắc chắn rằng Triệu Bân có thể dẫn mình ra ngoài. Lão đại, ở đây. Trong lúc Triệu Bân đang suy nghĩ thì đã nghe phân thân truyền đến tiếng nói. Triệu Bân còn muốn kết nối tầm mắt với phân thân nhưng đã quá muộn, chỉ trong nháy mắt phân thân đã bạo diệt. Giống. Cùng lúc đó, tiếng hổ gầm vang vọng cả nửa bầu trời. Hồ Lai nghe vậy thì ngay lập tức trốn sau một tảng đá. Triệu Bân leo lên một ngọn đồi nhỏ, phóng hết tầm mắt nhìn ra ngoài, mơ hồ nhìn thấy một con hổ sừng sững như núi, thân hình đen kịt, bộc phát huyết khí cuồng bạo. Thật đúng là thái thượng hung hổ. Ánh mắt Triệu Bân lóe lên. Hắn đi thẳng về hướng đó. Này! Phía sau, Hồ Lai cất tiếng gọi. Tuy nhiên, Triệu Bân rất nhanh đã biến mất. Giống! Tiếng hổ gầm oai hùng như sấm rền vang vọng khắp ma vực. Hình thể của nó nguy nga khổng lồ, mỗi một bước chân hạ xuống đều khiến cho đại địa chấn động. Nếu có người ở đây thì chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi. Đúng vậy, đó chính là thái thượng hung hổ đã bị tiêu diệt cùng ma khôi trước kia. Không ngờ nó vẫn còn sống, không chỉ nó còn sống mà ma khôi lại cũng còn sống, hắn ta đang bị năng lượng của thái thượng hung hổ bao trùm cho nên hình thái có chút dọa người, đặc biệt là cặp mắt đỏ ngầu đáng sợ. Cơ ngân! Ma khôi rít gào, bộ mặt dữ tợn đáng sợ. Đến đây! Khuôn mặt của người quen cũ dần hiện ra, phân thân của cơ ngân chính là do hắn ta tiêu đai ớt. Chính vì cảm nhận được cơ ngân cho nên hắn ta mới thức tỉnh. Cơ ngân! Hồ Lai nghe vậy thì nhướng mày, Thánh Tử Thiên Tông nổi danh khắp thiên hạ, tuy hắn ta ở nơi chùa chiền hẻo lánh nhưng vẫn đã nghe qua câu chuyện truyền kỳ của cơ ngân đã từ ở đây tàn sát tứ phương, yêu nghiệt thiên tài của các quốc gia tiến nhập đất ma gần như đều bị hắn tiêu diệt sạch sẽ. Không ngờ cơ ngân lại một lần nữa đến ma vực. Trùng hợp sao lại đụng phải hắn ta? Mới cách đó không lâu hắn ta còn đang muốn lừa gạt cơ ngân. Ma khôi, lâu quá không gặp. Bên này... Triệu Bân đã đến nơi. Triệu Bân có thể nhìn thấy rõ ràng hung hổ ma khôi trên cao, nhưng bất luận là hung hổ hay ma khôi thì đều không ở trạng thái bình thường, hẳn là đang ở dạng nửa người, nửa thú, nửa quỷ. Trong thời gian này nó đã cắn nuốt không ít ma quỷ bên trong ma vực cho nên ma lực của nó bây giờ vô cùng tràn trề, ma sát cuồn cuộn càng thêm dày đặc đen kịt, nguồn năng lượng mà nó bộc phát ra khiến cho ngay cả hắn cũng phải chấn động. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà ma khôi đã thăng lên cảnh giới chuẩn thiên. Xem dáng vóc của thái thượng hung hổ cũng to lớn hơn so với lúc trước một vòng. Nhưng hắn vẫn không hiểu. Tại sao ma khôi cùng hung hổ đã bị tiêu diệt mà vẫn còn có thể sống lại? Chẳng lẽ ở ma vực này còn có huyền cơ gì đó khiến cho người từ cõi chết có thể sống lại? Hung hổ ma khôi đã bước tới, một cước đạp đổ một ngọn núi. Nụ cười của hắn ta giữ tợn bạo ngược, đẫm máu hung tàn, ánh mắt của hắn ta nhìn về phía Triệu Bân như muốn nứt ra.
Sở dĩ hắn ta thành ra bộ dáng này đều là do cơ ngân ban cho, may mà hắn ta có thể sống lại, mặc dù thoạt nhìn trông giống hệt một con quái vật nhưng ít ra vẫn còn sống, hôm nay gặp được cơ ngân tự dâng mình đến hắn ta đã rất ngạc nhiên. Ngươi làm sao sống lại, Triệu Bân thản nhiên nói. Ngươi nói thử xem, kẻ đáp lời không phải là ma khôi mà là một người mặc áo đen có ánh mắt tịch mịch như hố sâu không đáy, trong lời nói tự mang ma lực, vừa nghe đã khiến cho tinh thần của người ta hoảng hốt, Triệu Bân nghe thấy giọng nói này thì liền nhận ra. Tà niệm mặt quỷ. Triệu Bân nheo mắt, nhìn thoáng qua đã nhận ra là kẻ nào. Tà niệm mặt quỷ từng hoành hành bên trong cơ thể của hắn, là tà ma muốn đoạt xác hắn. Không ngờ nó vẫn còn ở ma vực. Không cần hỏi thêm cũng có thể biết hung hổ ma khôi vì sao sống lại, nhất định là do tà niệm mặt quỷ đã dở trò, khi còn sống không biết nó là người của thời đại nào nhưng chắc chắn phải là người rất thần thông quảng đại, có khi còn vượt qua cả cảnh giới thiên võ, nếu không phải như vậy thì cũng không có khả năng hồi sinh lại hung hổ ma khôi. Xem ra cho nó thoát ra ngoài là sự lựa chọn đúng đắn, tà niệm mặt quỷ ầm trầm cười nói. Nó mà tà niệm mặt quỷ đang nhắc tới tất nhiên là quỷ đầu to. Tà niệm mặt quỷ có mục đích rất rõ ràng, chính là muốn dụ hắn vào đây. Quỷ đầu to hoàn toàn không biết chuyện gì, nó chỉ là một quân cờ mà thôi. Triệu Bân thậm chí còn hoài nghi mê tung trận ở ma vực chính là do tà niệm mặt quỷ bày ra để dụ rùa vào hang. Mà hắn cũng chính là con rùa đó. Ngươi là ai? Triệu Bân chăm chú quan sát nó rồi hỏi. Đợi lão phu đoạt xác ngươi xong thì sẽ nói cho ngươi biết, tà niệm mặt quỷ vừa cười nói vừa kết ấn quyết. Ngay lập tức, đại địa rung lên rồi vỡ ra từng vết nứt. Từ bên trong vết nứt có một đám người đen thùi chui ra đông nghìn nghịt, kẻ nào cũng tóc tai bù xù, cực kỳ giống lệ quỷ vừa mới từ địa ngục trèo ra, khuôn mặt hung ác vặn vẹo, ánh mắt lóe lên huyết quang, trong miệng vẫn còn chảy máu đầm đìa. Cảnh tượng này, người bình thường nhìn thấy chắc chắn sẽ bị dọa đến mức đứng không vững. Quả là vấn đề lớn. Triệu Bân nhìn thoáng qua. Tất cả những kẻ vừa trèo ra khỏi lòng đất đều là người quen cũ của hắn, tiểu nhật áo đen, thành tử ma điện, thánh tử ma cung, thánh tử huyết y môn, hoàng tử đại nguyên. Trước đây đều chôn thân ở trong tay hắn nhưng cũng đều sống lại. Cũng giống như hung hổ ma khôi, bọn chúng đều là nửa người nửa quỷ và đều nghe theo hiệu lệnh của tà niệm mặt quỷ, rất giống với hình thức khống chế thi khôi của thi tộc. Chỉ có điều bọn chúng dường như vẫn còn thần trí, ánh mắt của kẻ nào nhìn Triệu Bân cũng dữ tợn. Kẻ nào cũng nghiến răng nghiến lợi như một đám lang sói đang nhìn một tảng thịt thơm béo. Đội hình này đã đủ cho ngươi chưa? Tà niệm mặt quỷ nhếch miệng cười nói. Tiền bối có phần xem trọng ta quá rồi, Triệu Bân tuy bình thản nói nhưng trong lòng cũng hết sức kinh ngạc. Tà niệm mặt quỷ này rốt cuộc mạnh mẽ đến cỡ nào mà có thể hồi sinh người chết, thậm chí còn có thể khống chế nhiều ma quỷ đến như vậy. Giết! Tà niệm mặt quỷ lạnh lùng quát lên mệnh lệnh chu sát. Theo lệnh. Ngoại trừ hung hổ ma khôi và rắn tám đầu thân dung chưa xuất hiện thì những con rối ma quỷ còn lại ở khắp nơi đều xông về phía Triệu Bân, từ trên cao nhìn xuống trông y hệt như đàn côn trùng dày đặc đang tràn lên khắp đại địa. Triệu Bân chưa động, ngay lập tức thi triển kỳ lân hóa. Hắn phải thi triển kỳ lân hóa, nếu không trong cục diện này thì hắn cũng không thể gánh nổi. Chưa nói đến mặt khác, chỉ nói đến hung hổ ma khôi cũng đã đủ đáng sợ. Giống. Kỳ lân giống vang trời đất, hào quang vạn trượng. Triệu Bân đang thi triển kỳ lân hóa dạng người, nhìn từ xa hắn chính là một người khổng lồ, thân hình nguy nga, khí huyết tràn trề. Không ngờ còn có thể mượn được sức mạnh của kỳ lân. Tà niệm mặt quỷ mới giây trước còn âm trầm cười nói thì giây sau đã nhíu mày. Chỉ mới có mấy tháng không gặp mà tiểu kỳ lân đã phát triển đến mức này, còn có thể cùng cơ ngân lập khế ước biến cơ ngân thành ký chủ kỳ lân. Hơn nữa còn có thể thi triển hình thái kỳ lân hóa. Đây là điều mà tà niệm mặt quỷ không hề ngờ tới. Kể từ ngày đó tà niệm mặt quỷ vẫn chưa ra khỏi ma vực cho nên không biết được chuyện gì đã xảy ra ở thế giới bên ngoài. Bây giờ Triệu Bân đáng sợ bao nhiêu nó có thể biết được mới là lạ. Những thứ mà nó chủ tính cùng suy nghĩ hơn phân nửa vẫn còn dừng lại ở nửa năm trước. Thế giới bên ngoài đã thay đổi. Thời đại cũng đã thay đổi. Việc thiếu thông tin đã khiến cho tà niệm mặt quỷ kinh ngạc không thôi. Ngay cả nó còn kinh ngạc thì đừng nói đến hung hổ ma khôi. Đặc biệt là hung hổ, vừa nhìn thấy kỳ lân thì trong chớp mắt đã lộ vẻ kiêng kỵ. Chúng đều là quái thú cho nên đã xuất hiện hiện tượng huyết thống áp chế bộc phát từ tận sâu trong linh hồn. Nhưng cũng không sao. Tà niệm mặt quỷ vẫn hết sức bình tĩnh.
hôm nay nó đã thiết lập thiên la địa võng, cơ ngân có mọc cánh cũng không thoát được. Ông! Trong lúc nó đang quan sát thì Triệu Bân đã vung kiếm, kiếm quang của Long Uyên chém ra hơn trăm trượng quét qua bát hoang, đám con rối ma quỷ phần lớn đều bị càn quét thành máu loãng rồi chìm xuống nền đất, không có kẻ nào tiếp cận được Triệu Bân, có một số con quỷ vừa mới trèo lên thì đã bị chấn diệt thành bùn máu. Đúng là bọn chúng đã sống lại. Đúng là bọn chúng đã mạnh hơn trước. Nhưng sức mạnh của bọn chúng làm sao có thể là đối thủ của Kỳ Lân? Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Những tiếng gầm giống giận dữ cũng vang lên. Những con rối ma quỷ xuất hiện càng lúc càng nhiều, sóng sau xô sóng trước, khung cảnh càng lúc càng trở nên đẫm máu. Đây hoàn toàn không phải là quần ẩu mà là Kỳ Lân đơn phương thảm sát, máu tươi nhiễm khắp mặt đất, xương máu tràn ngập trời cao. Ực! Hồ Lai đang đứng núp ở đằng xa nhìn thấy cũng phải nuốt nước miếng ửng ực. Thánh tử Thiên Tông quá mạnh mẽ. Nếu không được tận mắt chứng kiến thì ai có thể tin được rằng cảnh tượng này lại đang xảy ra trong ma vực, có biết bao nhiêu kẻ chết đã được hồi sinh, ngay cả hung hổ cùng rắn tám đầu, tà niệm mặt quỷ kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ta muốn xem ngươi có thể trụ được bao lâu. Tà niệm mặt quỷ hừ lạnh, thay đổi ấn quyết. Một màn quỷ dị lại tiếp tục hiện ra, đám con rối mà quỷ bị Triệu Bân càng quét, không ngờ lại hồi sinh lần nữa, lại tiếp tục xông lên khiến cho Triệu Bân phải nhíu mày. Đây rõ ràng là muốn tiêu hao sinh lực của hắn. Trạng thái Kỳ Lân hóa tuy mạnh nhưng nếu như không thể giết chết được đối thủ thì sớm muộn gì hắn cũng kiệt sức. Đánh giặc phải chém tướng. Triệu Bân thu kiếm, chờ mình lấy ra Bá Vương cung rồi Dương cung cài tên nhắm thẳng về phía tà niệm mặt quỷ, chỉ cần nó bị tiêu diệt thì những con rối ma quỷ này đều sẽ tự động ngã xuống. Ông! Ở trong trạng thái Kỳ Lân hóa hắn bắn ra một tên Bá Thiên Tuyệt Địa mang uy lực nghiền nát. Mũi tên này đã khóa chặt đối thủ, chắc chắn sẽ trúng đích. Trong ánh mắt của tà niệm mặt quỷ cũng thoáng hiện lên sự kiêng kỵ. Là nó đã quá xem thường cơ ngân, chỉ mới mấy tháng không gặp, không ngờ hắn đã phát triển mạnh mẽ đến mức này. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ nói đến mũi tên vừa mới bắn ra cũng đã đủ bá đạo. Mặc dù tà niệm mặt quỷ cũng rất mạnh nhưng nó vẫn không dám đối kháng chính diện, dù sao nó chỉ là một tà niệm, không có thân thể. Không thể thi triển ra được chiến lực đỉnh cao. Trong thời khắc nguy cấp, nó lại đan tay thành chữ thập. Trước mặt nó hiện ra một vòng xoáy cực lớn. Mũi tên mà Triệu Bân bắn ra đã bị hút vào vòng xoáy đó. Sau đó, không còn sau đó nữa. Một mũi tên bá đạo cũng không thể khiến cho tà niệm mặt quỷ gặp thương tổn. Tuy nhiên, tà niệm mặt quỷ cũng phải trả giá cho điều này, ma lực của nó lập tức suy giảm, huyễn thân bị đánh tan đi rất nhiều. Trở thành một làn sương mù ma biến mất trong thiên địa. Lại đến, Triệu Bân lại quát lên một tiếng rồi dương cung cài tên. Lần này tà niệm mặt quỷ chưa động nhưng hung hổ ma khôi lại động, lúc nãy hắn ta chưa tham chiến, bây giờ mới tham chiến. Hắn ta đứng chắn phía trước tà niệm mặt quỷ rồi tung ra một trường hóa diệt mũi tên của Triệu Bân. Ma lực của hắn ta mạnh đến mức khiến cho Triệu Bân cũng bị đẩy lui mấy bước. Giống. Hắn còn chưa kịp định thân thì tên quái vật thứ hai đã xuất hiện. Không sai, đó chính là rắn tám đầu thân dung, một cái đuôi rắn khổng lồ quét qua khiến cho. Triệu Bân là đào. Úp, Hề Lai lại tiếp tục nuốt nước miếng. Cơ ngân lớn chuyện rồi. Cảnh tượng thật đáng sợ. Ở đằng kia có ba ký chủ, hiển nhiên là hai chọi. Ngay lúc tránh được thì hắn cũng đã vươn tay tóm lấy đuôi rắn rồi nhấc bổng rắn tám đầu thân dung lên đập xuống đất ầm ầm. Gây ra chấn động lớn đến mức núi non xung quanh đều bị chấn sụp đổ. Để mạng lại đó, Triệu Bân thay đổi mục tiêu, tấn công tà niệm mặt quỷ. So với việc chiến đấu với hung hổ ma khôi và rắn tám đầu thân dung thì tiêu diệt tà niệm mặt quỷ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng hắn đã quá xem thường đối phương. Tà niệm mặt quỷ đang ở trên không trung đã dịch chuyển đến một chỗ khác chỉ trong tích tắc. Đi đâu? Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra tia chớp. Tà niệm mặt quỷ tỏ ra khinh miệt, giống như u linh biến mất không thấy. Ngay cả thiên lôi của Triệu Bân đã đánh qua cũng không bắt được nó. Triệu Bân khẽ cau mày, công phạt bình thường xem ra không có tác dụng gì với tà niệm mặt quỷ, phải khóa chặt nó mới được, giống như một mũi tên bá đạo trước đó đã bức cho nó phải dốc sức thi triển ra vòng xoáy đối kháng. Nghĩ vậy, hắn lại lấy ra Bá Vương cung. Cây cung này có thể tự khóa mục tiêu, bách phát bách trúng. Thấy vậy, tà niệm mặt quỷ vội vàng kết ấn niệm chú. Một vòng xoáy khác lại xuất hiện.
Nhưng lần này vòng xoáy không xuất hiện phía trước mặt nó mà lại xuất hiện ở phía sau, tà niệm mặt quỷ lùi về phía sau rồi liền biến mất vào trong vòng xoáy khi vòng xoáy từ từ đóng lại. Triệu Bân nhướng mày, cảm thấy có chút bực mình. Một mũi tên sấm sét đã bị bắn vào hư không. Hắn mở thiên nhãn nhìn chung quanh, có thể bắt được khí thức của tà niệm mặt quỷ nhưng khá mờ mịt vô chừng, lúc bên trái lúc bên phải, lúc cao lúc thấp, cách ẩn thân này rất đặc biệt, chú trọng vào tốc độ cực nhanh, không thể nắm bắt được. Vô tướng Phật Pháp. Hồ Lai thấy vậy thì ánh mắt chợt trở nên kỳ quái. Triệu Bân không nhận ra bí thuật này nhưng hắn ta thân là một dòng truyền thừa của Phật gia cho nên đương nhiên có thể nhận ra. Đó là một bí thuật vô thượng của Phật gia đã thất truyền từ lâu, không ngờ tà niệm mặt quỷ đó lại có thể thông hiểu. Chết đi! Hung hổ ma khôi lại xông đến, há mồm phun ra một luồng ma mang. Kỳ lân thể cứng rắn liền bị khoét ra một lỗ thủng. Nhưng kỳ lân thể bây giờ đã khác xưa, khi bị tổn thương liền có thể tự chữa trị. Tiểu kỳ lân đã trải qua niết bàn, sức mạnh đã vượt xa ngày xưa, cho dù có phải thi triển kỳ lân hóa thì nó vẫn còn dư sức để tự chữa lành và cung cấp thêm năng lượng cho thể kỳ lân. Sau khi bị hung hổ ma khôi tấn công, Triệu Bân ngay lập tức trở mình tung ra một quyền bạo ngược khiến cho thân thể của hung hổ ma khôi cũng bị rách ra nhiều chỗ, suýt chút nữa thì nổ tung. Nhưng con quái vật này cũng có khả năng tự chữa lành. Chỉ vì đây là ở ma vực. Chỉ vì đối phương là nửa người nửa thú nửa quỷ cho nên mới có thể hấp thu ma lực tiềm tàng trong ma vực. Giống. Rắn tám đầu thân dung bộc phát khí huyết cuồng bạo, tám cái đầu phun ra ngọn lửa hừng hực mang theo lực hóa diệt ngưng tụ thành biển lửa bao phủ Triệu Bân, muốn đốt cháy Triệu Bân thành cho bụi. Ngọn lửa này quả thật quỷ dị. Ngay cả kỳ lân thể của Triệu Bân cũng bị thiêu đốt tan tác. Phá. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, xé rách biển lửa, một bước bay lên trời. Rắn tám đầu thân dung thấy vậy thì tám cái đầu lại lắc lư, trong miệng mỗi cái đầu đều phun ra huyết quang muốn đánh lên trời nhưng tốc độ vẫn quá chậm, trước khi huyết quang kịp bắn ra thì thiên thủ đại la của Triệu Bân đã lăng không đánh xuống, chỉ một chưởng đã khiến cho rắn tám đầu tan nát. Cũng giống như hung hổ ma khôi, rắn tám đầu thân dung cũng có khả năng tự chữa lành. Ma lực bên trong di chỉ ma vực chính là suối nguồn chữa lành của bọn chúng. Diệt! Hung hổ ma khôi gầm lên, thi triển bí pháp với năng lượng hung hổ hóa. Đột nhiên bầu trời run lên rồi hóa ra một vòng xoáy cực lớn xoay tròn cực nhanh, từ bên trong vòng xoáy bộc phát ra lực hút vô cùng kinh người, một khi bị hút vào nó thì cho dù không bị hóa diệt ngay lập tức cũng sẽ bị cắn xé thành thịt nát. Keng! Triệu Bân thi triển Chu Tiên Quyết, một kích bổ ra. Hung hổ ma khôi kêu rên, từng bước lui về phía sau. Vòng xoáy của hắn ta liên kết trực tiếp với khí lực của hắn ta, vòng xoáy bị phá thì hắn ta cũng gặp phản vệ đáng sợ, nếu như hắn ta ở trạng thái bình thường thì tất nhiên là không đáng nói, nhưng hắn ta đã từng chết một lần, cho dù có thể sống lại thì nội tình cùng căn cơ cũng kém xa ngày xưa, phản vệ này không làm cho hắn ta khổ sở nhất chính là hung hổ thể lại toạc ra một vết rách rất khó khép miệng lại. Không phải không có điểm yếu. Triệu Bân quan sát, ánh mắt nhất thời nhíu lại. Sau khi sống lại, dường như bọn chúng đang ở trong trạng thái công cao phòng thấp, lực sát thương tuy rất lớn nhưng khả năng chịu đòn lại không cao, nói trắng ra là căn cơ cùng nội tình rất yếu ớt, nếu không có ma lực cuồn cuộn không ngừng cung cấp sức mạnh cho bọn chúng thì hắn có thể nghiền nát bọn chúng bất cứ lúc nào. Giống, giống. Trong khi hắn đang suy nghĩ thì hung hổ ma khôi cùng rắn tám đầu thân dung lại xông tới. Triệu Bân không hề sợ hãi, tiên lực cùng năng lượng kỳ lân phối hợp với nhau, kim mang vạn trượng, khí thế ngập trời. Đại chiến lại tiếp tục, đất trời như bị cày nát. Ba con quái vật khổng lồ xông vào nhau, chiến cục hừng hực khí thế, vì kích thước quá khổng lồ cho nên đánh tới đâu thì nơi đó liền trở thành phế tích. Núi non lần lượt sụp đổ, sấm chớp nổ ầm ầm trên bầu trời. Mỗi một lần có va chạm đều tạc ra ánh lửa chói mắt và tầng tầng ánh sáng hủy diệt lan tràn từ trung tâm chiến trường, tuy chỉ là dư chấn nhưng vẫn bá thiên tuyệt địa, chỉ có quỷ mới biết có bao nhiêu ngọn núi đã bị nghiền nát. Đi đâu rồi? Triệu Bân vừa chiến đấu vừa tìm kiếm tàn niệm mặt quỷ. Nhưng thật khó để tìm ra. Hẳn chỉ biết nó chắc chắn vẫn còn đang ở đây. Tàn niệm mặt quỷ xuất hiện trở lại phía sau một ngọn núi, quan sát chiến cục với vẻ hết sức hứng thú. Nó là kẻ thao túng, đồng thời cũng là khán giả. Người có lai lịch gì? Hồ Lai lấy kính viễn vọng ra quan sát tà niệm mặt quỷ.
Càng quan sát thì ánh mắt của hắn ta lại càng sáng lên. Tà niệm mặt quỷ tuy không có thực thể nhưng xung quanh tràn đầy ma sát, hắn ta có thể nhìn ra được bên trong ma sát cuồn cuộn có một đạo Phật quang hư ảo màu đen, chính xác mà nói thì đó chính là Phật quang ma tính bởi vì nó có màu đen kịt, nếu không nhìn kỹ có khi còn tưởng nó là ma quang. Chuyện này có thể lừa được người khác nhưng không thể nào lừa được hắn ta. Hắn ta là người tu Phật Pháp. Hắn ta mẫn cảm đối với ma, lại càng mẫn cảm hơn đối với Phật. Không cần đến gần xem xét thì hắn ta cũng biết đó là Phật quang. Đây cũng xem như là một loại thiên phú của hắn. Tà ma của Phật gia. Hồ Lai lẩm bẩm nói chắc nịch. Không cần hỏi cũng biết tà niệm mặt quỷ trước khi chết là người của Phật gia, hơn nữa đạo hạnh còn cực kỳ cao. Nói không chừng còn là một vị cường giả Phật gia đã vượt qua cảnh giới thiên và. Nguyên nhân chính là vì nhận ra cho nên hắn ta mới khó có thể tin nổi. Phật gia lục căn thanh tịnh, sao lại có thể nảy sinh ra là niệm? Trong lúc hắn ta đang suy nghĩ thì lại có thêm một tiếng gầm vang vọng chín tầng mây, bên trong tiếng gầm sống còn chưa đựng sự tang thương thảm thiết. Hồ lại ngửa đầu nhìn lên trời. Lọt vào trong tầm mắt của hắn ta lúc này là một con quái vật khổng lồ đang rơi xuống từ trên bầu trời. Đó chính là hung hổ ma khôi, thân hình khổng lồ của nó rơi xuống, khoét ra trên mặt đất một cái hố sâu hóm. Phụt! Rắn tám đầu thân dung so với nó còn thảm hại hơn, rơi xuống đất liền biến thành thịt nát. Cho dù là hai đánh một nhưng bọn chúng vẫn không thể nào chống lại nổi Kỳ Lân Triệu Bân, một con bị xé rách nhiều chỗ, một con bị tan nát toàn thân. Cho dù được ma lực cuồn cuồn không ngừng bổ sung năng lượng thì tốc độ chữa lành cũng đã chậm đi không ít. Nói trắng ra thì đây vẫn là vấn đề nội tình không đủ. Đừng thấy hai con quái vật tràn đầy sức mạnh mà làm tưởng, kỳ thực chỉ là bên ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong đều đã thối rữa. Nếu như lột hết đám vàng ngọc nạm bên ngoài thì thứ bên trong bọn chúng chỉ còn là một linh hồn và thể xác đang dần thối rữa. Đánh không chết. Triệu Bân không tấn công nữa. Tập trung quan sát đại địa. Nơi này có huyền cơ, đang giam cầm một nguồn ma lực cực kỳ mạnh mẽ. Ở nơi này thì hung hổ ma khôi cùng rắn tám đầu thân dung gần như bất tử, cho dù có bị tiêu diệt thì đều được tái tạo lại bằng ma lực, trừ khi bọn chúng gặp phải một nguồn sức mạnh áp chế tuyệt đối nghiền nát bọn chúng thành cho bụi chỉ trong một kích nếu không sẽ rất khó để có thể giết chết được bọn chúng, ít nhất hiện tại hắn vẫn chưa có đủ sức mạnh như vậy. Đánh lâu như vậy cũng chưa thể tiêu diệt được bọn chúng. Nếu như cứ tiếp tục đánh tiếp, sợ là còn chưa tiêu diệt được bọn chúng thì năng lượng Kỳ Lân đã cạn kiệt.